hai người một người vận hắc bào, một người mặc nho phục màu xám, ngay cả đầu cũng bị một cái áo bào màu xám che kín, chỉ lộ ra một đôi mắt hệt như mắt mèo trong đêm tối, lóe ra hàn quang u u, mục quang vô cùng sắc bén. Hắc ám thiên vương. Hai người vừa xuất hiện, Lục Lâm Thiên coi như nhận thức một người trong đó, người vận hắc bào chính là hắc ám thiên vương. Lục Lâm Thiên, hôm nay xem ngươi chạy đi đường nào, khặc khặc. Hắc ám thiên vương vừa nhìn thấy Lục Lâm Thiên thì đôi mắt đã lóe ra lãnh ý, kẻ mà mình muốn đối phó nhưng cứ chạy thoát hết lần này tới lần khác, hôm nay hắn có mọc cánh cũng khó thoát. Các người có tự tin quá hay không vậy? Lục Lâm Thiên quát lên một tiếng, âm thanh vang vọng trong không gian. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi không cảm giác được hay sao, không gian ở nơi này đã bị ta phong tỏa rồi, người ngoài căn bản không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì ở trong đây, cho dù là có động tĩnh lớn hơn nữa thì bên ngoài cũng không thể nào biết được đâu. Thân ảnh vận áo bào xám nhìn Lục Lâm Thiên, trong mắt lộ ra một cỗ trêu chọc. Đáng chết! Trong lòng Lục Lâm Thiên thầm mắng một tiếng, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng hẳn lên, hắn cũng ẩn ẩn cảm giác được chung quanh không được bình thường. Năng lượng không gian ba động chung quanh cực kỳ quỷ dị, nếu ở tình huống bình thường thì sợ là Bạch Linh sẽ phát giác có cường giả tới sớm hơn mình. Phong tỏa không gian, thủ đoạn bậc này không phải người bình thường có thể bố trí được, cho dù là mỗi một mình tên Hắc Ám Thiên Vương này thôi mình cũng không thể nào đối phó nổi, huống hồ gì còn có người vận áo bào xám này nữa, thực lực của người này sợ là còn mạnh hơn Hắc Ám Thiên Vương rất nhiều. Khắc khắc, hôm nay tên tiểu tử nhà ngươi rất kiêu ngạo khoa trương ở Quỷ Đao Môn. Hiện tại liền hết kiêu ngạo nổi rồi chứ gì, mau thành thật mà đi theo bọn ta đi, có lẽ sẽ đỡ phải chịu đau khổ một chút, ngoài ra, nghe nói trên người của ngươi còn có một chiếc chìa khóa của Huyền Thiên Bí Cảnh đúng không, mau giao ra đây luôn đi. Ánh mắt của Hắc Ám Thiên Vương lóe lên vẻ âm lệ nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Nghe những lời Hắc Ám Thiên Vương nói, ánh mắt của Lục Lâm Thiên lập tức trầm xuống, bên trong đại điện lúc sáng. Những người biết mình có chìa khóa của Huyền Thiên Bí Cảnh cũng chỉ có Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Giáo, Nhất Trang, còn có Ma Tâm Cốc, Thiên Nhất Môn, Bách Linh Tông và Song Đao Môn mà thôi. Đám người linh vũ giới này biết được nhanh như vậy, đủ để chứng minh bên trong Ma Tâm Cốc, Thiên Nhất Môn, Bách Linh Tông và Song Đao Môn nhất định là có người của linh vũ giới. Người của Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Giáo, Nhất Trang hẳn là chưa tới mức có quan hệ gì tới linh vũ giới, nhưng chuyện này cũng không dám khẳng định hoàn toàn. Lão đại, thực lực của hai người này rất mạnh. Âm thanh của Tiểu Long vang lên trong tai của Lục Lâm Thiên. Liều mạng thôi, có lẽ vẫn còn cơ hội. Lục Lâm Thiên nói với Tiểu Long, chân khí trong cơ thể lập tức bắt đầu khởi động, toàn thân trên dưới đều vào trạng thái tập trung đề phòng cao độ. Tên Hắc Ám Thiên Vương đứng trước mặt thì khỏi cần nói, nhưng người mặc áo màu xám thì tuyệt đối là vô cùng cường hãn. Từ trên người kẻ này, Lục Lâm Thiên cảm nhận được một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm. Muốn chống lại hắn thì e là mình còn chưa có bản lãnh ấy, cơ hội duy nhất chính là chống đỡ được một lúc, nói không chừng Bạch Linh phát hiện ra điều khác thường. Sẽ ra tay phá vỡ không gian phong tỏa này thôi. Một tên vũ xuất nho nhỏ cư nhiên lại muốn động thủ, ta nói cho người biết, không gian phong tỏa của ta có chút đặc biệt, ta biết rõ nơi này còn có một vũ vương và linh vương, cộng thêm một con cửu vĩ yêu hồ thất giai trung kỳ, chỉ là nếu muốn phát hiện ra không gian phong tỏa của ta thì sợ là không thể nào. Cảm giác được khí tức trên người của Lục Lâm Thiên, ánh mắt của người vận áo bào xám lóe lên, hờ hững mở miệng nói. Tam Thiên Lưu Vân Thủ. Đúng vào lúc này, ánh mắt của Lục Lâm Thiên trầm xuống, dưới chân lóe ra một đoàn khí toàn, trên không trung lập tức tụ tập lại tạo thành một đám mây trắng dày, thủ ấn xuất hiện, một đạo trưởng ấn ẩn ẩn hiện ra, trong nháy mắt tiếp theo liền hung hăng nện thật mạnh lên trên không trung. Trong nháy mắt này, thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên lập tức đánh ra. Vang lên một tiếng trầm đục, một trường này của Lục Lâm Thiên cũng lập tức bị một đạo bích chướng vô hình ngăn cản, một đạo trường ấn đủ để chống lại vũ xuất cửu trọng, lúc này cư nhiên lại bị đạo bích chướng vô hình đó cản lại, chỉ đủ khiến cho bích chướng tạo thành những dao động rất nhỏ tựa như sóng lan ra, giống như ném một hòn đá vào bên trong mặt hồ tĩnh lặng vậy. Không gian phong tỏa này thật mạnh. Ánh mắt của Lục Lâm Thiên trầm xuống, trong lòng lập tức cảm thấy thất kinh, không gian phong tỏa cường hãn tới cỡ đó. Bản thân mình khó mà xoay chuyển được. Tiểu tử, ta đã sớm nói rồi, ngươi căn bản không thể nào chạy thoát được đâu, lần này không ai có thể cứu ngươi được rồi. Ánh mắt của Hắc Ám Thiên Vương trầm xuống, cười lạnh khinh khỉnh, lãnh ý trong mắt cũng ngày càng thịnh, tiếng nói vừa dứt thì thân hình của Hắc Ám Thiên Vương cũng vừa động, xẹt tới bên cạnh Lục Lâm Thiên nhanh như chớp,
lòng bàn tay lập tức phun ra một đạo chân khí màu lam, năng lượng thủy thuộc tính hội tụ, trong nháy mắt liền có một đạo thất luyện chỉnh tề đè xuống. Tốc độ của Vũ Vương ngũ trọng như Hắc Ám Thiên Vương là cực kỳ nhanh, tựa như thuấn di xuyên phá không gian vậy, chỉ vừa mới động một cái đã xuất hiện cách Lục Lâm Thiên chỉ có một chút, chân khí màu lam trong tay tuôn ra mang theo kình khí sắc bén, ào ào lao tới chỗ Lục Lâm Thiên một cách hung hăng. Hừ, muốn đối phó với lão đại của ta, không có dễ vậy đâu. Đúng vào lúc này, thân hình nho nhỏ của Tiểu Long lập tức hóa thành một đạo hoàng mang, khắp người lóe lên hoàng mang, khí tức bàng bạc áp xuống, trong miệng phun ra một ngụm hỏa diễm màu vàng bắn về phía Hắc Ám Thiên Vương, hỏa diễm màu vàng vô cùng nóng, cả không gian cũng lập tức trở nên hừng hực, không gian gợn sóng trong nháy mắt này liền trực tiếp biến thành một màu đỏ rực. Suy suy, chân khí thất luyện do thuộc tính thủy ngưng tụ thành trong tay của Hắc Ám Thiên Vương bắn ra, dưới đạo hỏa diễm màu vàng của Tiểu Long, không ngờ lại trực tiếp hóa thành một luồng sương mù rồi dần tiêu tán. Đây là yêu thú gì? Cảm giác được hỏa diễm do Tiểu Long phun ra, sắc mặt của thân ảnh vận áo bào tím thoáng cái liền hơi đổi. Hừ, đưa mắt nhìn về phía hỏa diễm màu vàng kim của Tiểu Long, gương mặt của Hắc Ám Thiên Vương liền trầm xuống, khóe môi nhếch lên cười lạnh, bàn tay to siết chặt lại, khuỷu tay hơi co, chân khí mang theo thuộc tính thủy màu lam ngưng tụ một cách nhanh chóng. Sau đó hóa thành một đạo thủy mạc khổng lồ, xuất hiện ở trước mặt hỏa diễm màu vàng của Tiểu Long. Suy suy, hỏa diễm màu vàng của Tiểu Long trước đám hơi nước này cũng không cách nào đốt sạch được, một cỗ lực lượng bàng bạc vô hình đè ép xuống khiến cho Tiểu Long có vẻ cũng không dễ chịu gì. Một con yêu thú nho nhỏ, mau cút đi. Hắc Ám Thiên Vương vô thanh vô tức xuất hiện trước màn hơi nước, thủ ấn kết xuất, nện một đạo quyền ấn ngoan độc xuống chỗ Tiểu Long. Kình phong ẩn chứa trên quyền đầu xé rách không khí, một cỗ khí tức vô hình chấn khai không gian gợn sóng. Tiểu Long lúc này cũng lóe lên tinh mang, ánh mắt đại biến, thân hình trong nháy mắt liền biến thành khổng lồ chừng 600 mét, to như một ngọn núi nhỏ, quanh thân tràn ngập hỏa diễm màu vàng, long trảo sinh vân, cái đuôi lớn đột nhiên giơ lên quét ngang không gian gợn sóng hai bên dung chuyển lan ra nhanh chóng, cuối cùng liền đỡ lấy đạo quyền ấn của Hắc Ám Thiên Vương. Bùm! Âm thanh trầm đục vang lên tại nơi tiếp xúc của quyền ấn và cái đuôi, kinh khí cường mãnh bên trong quyền đầu đánh cho cái đuôi lớn của Tiểu Long bị lõm xuống một chút, một cỗ kinh khí vô hình nháy mắt liền tuôn ra dữ dội khắp nơi. Thân thể to lớn của Tiểu Long trực tiếp bị đánh bay ra, mặc dù Tiểu Long rất cường hãn, nhưng so với Hắc Ám Thiên Vương thì vẫn còn chưa đủ. Vũ giả toàn hệ, thiên phú này đúng là không tệ, bảo vật của Lục gia các ngươi chắc là cũng chỉ có thể ở trên người ngươi mà thôi. Bắt được ngươi rồi thì coi như lập được một đại công. Thân ảnh của người mặc áo màu tím nháy mắt cũng trở nên lạnh lẽo, trong nháy mắt liền có một cỗ linh lực bàng bạc tuôn ra dữ dội, tay áo vung lên một cái, trong không gian trực tiếp xuất hiện một đạo trảo ấn đánh ra bẽ gãy không gian, tựa như muốn xuyên thấu qua không gian, mang theo kình khí cuồn cuộn, chấn động không gian gợn sóng lan ra liên tục, lập tức ập về phía Lục Lâm Thiên. Linh Vương cao trọng. Cũng ngay lúc này Lục Lâm Thiên mới biết rõ, người này cũng là Linh Vương, theo khí thức mà xem thì thực lực của hắn ít nhất cũng đã tới Linh Vương bát trọng. Một đạo trảo ấn trực tiếp đánh xuống, Lục Lâm Thiên vội vàng lùi lại, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ tựa như quỷ mị, trong lòng thì vô cùng căng thẳng, nhưng thủ ấn thì vẫn lặng lẽ kết xuất. Tốc độ cũng không tệ lắm, chỉ là vẫn còn chưa đủ. Nhìn thấy tốc độ của Lục Lâm Thiên, thủ ấn của người mặc áo bào xám lập tức biến đổi, đạo trảo ấn cũng lập tức biến hóa. Chỉ nghe vang lên một tiếng suy suy, đạo trảo ấn lập tức như muốn vặn gãy cả không gian, nháy mắt lại ập xuống lần nữa, trảo ấn phá không hiện ra, mang theo kình phong cường hãn thổi tung mọi thứ. Hừ! Trong lúc nước sôi lửa bỏng, Lục Lâm Thiên cũng trực tiếp xoay người, xung quanh người cũng đã bố trí thanh linh khải giáp, trong ánh mắt lộ ra một đạo hàn ý, bên trong không gian phong tỏa này, dù mình có thi triển thêm huyễn ảnh thanh vũ dực thì cũng không thể chạy thoát được, chỉ có thể liều mạng một phen. Trong chớp mắt này, trong tay của Lục Lâm Thiên đã xuất hiện hai cái quang đoàn chói mắt, hắc mang bên tay trái bắt đầu khởi động cường quang, một hình ảnh thú thể có dạng quy xà tương giao thần dị. Thứ này còn vô cùng sống động, mang theo một cỗ uy áp cự đại. Khí tức năng lượng bàng bạc lúc này cũng lặng lẽ lan ra. Trên tay trái thì có một thú thể thất thải chu tước hiện lên, năng lượng nóng rực lan ra, không gian gợn sóng chung quanh lập tức bị chấn cho lan ra như gợn sóng trên mặt hồ. Lúc này năng lượng cường hãn ẩn chứa bên trong hai đoàn năng lượng thể hình thú đó đều khiến cho người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi, khí tức quanh thân cũng khiến cho kẻ khác cảm thấy run sợ,
chung quanh hai đạo năng lượng thú thể này, ngay cả không gian cũng trở nên vặn vẹo, không gian gợn sóng cũng trực tiếp lan ra bốn phía. Trong nháy mắt tiếp theo, chân khí trong cơ thể hung hăng đè áp ra, thoáng chốc liền áp hai tay lại, khiến cho hai đạo năng lượng thú thể hung hăng đụng mạnh vào nhau. Bùm! Không gian run lên một cái, trong không gian, khí tức lại biến đổi lần nữa. Lúc này, hai đạo năng lượng thú thể kia đã hoàn toàn nhập lại với nhau, quang đoàn lập tức mở rộng ra tới chừng hai thước, bên trong quang đoàn, thú thể của Thất Thải Phượng Hoàng và Mặc Hắc Quy Xà Thú cũng bắt đầu cuộn lại cùng nhau, không gian run lên, trên không trung lập tức có một cỗ năng lượng khủng bố lập tức ùa vào từ bốn phương tám hướng, một cỗ năng lượng quỷ dị bắt đầu hội tụ, năng lượng khủng bố do nó phát ra đã bắt đầu khiến không gian khí lưu biến dạng, lúc này, không gian phong tỏa cho thân ảnh mặc áo bào xám tạo ra cũng bắt đầu xuất hiện ba động. Đây là vũ kỹ gì? Thân ảnh mặc áo bào màu xám kia nhìn động tĩnh do Lục Lâm Thiên tạo ra lúc này thì cũng vô cùng kinh ngạc, lúc này, đạo trảo ấn trên không cũng đánh xuống không chút do dự. Chu Tước Huyền Vũ Quyết. Đưa mắt nhìn về phía đạo trảo ấn đang ập xuống, Lục Lâm Thiên hét vang một tiếng, đẩy năng lượng thú thể trong tay ra, một cỗ năng lượng cường hãn bắt đầu tuôn trào dữ dội, không gian cũng rung chuyển một trận, không gian gợn sóng lan ra liên miên dồn dập như sóng dậy mặt hồ. Ô ô! Ba tiếng thú kêu phóng thẳng lên trời, thú ảnh khổng lồ hóa thành lớn cỡ hơn ngàn thước, hỏa diễm trên người của Thất Thải Phượng Hoàng lan ra, Huyền Vũ Quy Xà quấn nhau, hai cái đầu đáng sợ gầm lên, mang theo một cỗ uy áp cự đại, bao vây một mảng năng lượng sóng nước. Một giây sau hai đạo năng lượng thú thể dây dưa tương giao này khựng lại một chút, mang theo một cỗ uy áp mãnh liệt dị thường cùng với năng lượng ba động liền trực tiếp đánh lên đạo trảo ấn do người mặc áo bào xám kia đánh tới. Ầm ầm. Giữa lúc đó, cả hai đạo năng lượng công kích đều ẩn chứa năng lượng cường hãn tới mức khủng bố liền đụng vào nhau ở giữa không trung, lập tức tạo thành một tiếng nổ vang rền như sấm đánh, tựa như sấm rền liên tiếp mãi không dứt. Nơi mà hai đạo công kích cường hãn này va vào nhau lập tức bắn ra một đạo hào quang chói mắt, tiếp theo sau là một cỗ năng lượng ba động giống như thực chất kia bắt đầu điên cuồng lan ra, không gian chung quanh, dưới cỗ năng lượng đáng sợ nổ tung kia, lập tức trở nên gấp khúc. Ầm ầm. Cơ hồ là cùng lúc đó, hỏa diễm phượng hoàng khổng lồ kia cũng lập tức nổ tung, hóa thành một mảng biển lửa dập trời, còn cái thú thể quy xà kia nổ tung thì trực tiếp hóa thành một đạo thủy lãng thao thiên, cuồn cuộn giữa không trung tựa như biển gầm. Hỏa diễm lập tức phun trào, khói xám cuồn cuộn, sóng nước dữ dội đánh tới, trên không trung trực tiếp lâm vào hỗn loạn, hỏa diễm, sóng nước, cỗ năng lượng ba động khủng bố tràn ngập không gian này khiến cho bích trướng phong tỏa không gian xung quanh cũng trực tiếp rung chuyển lên. Dầm. Kinh khí áp xuống, cũng ngay lúc này, thân hình của Lục Lâm Thiên cũng trực tiếp bị đánh bay, thanh linh khải giáp trên người lập tức ảm đạm vô quang. Xuy xuy. Trong miệng của Lục Lâm Thiên phun ra một búng máu tươi, thân ảnh trực tiếp bị đẩy văng ra sau mấy chục thước. Lão đại. Bản thể khổng lồ của Tiểu Long chỉ vừa mới rót xuống ở cách đó không xa, lập tức nhào tới bên cạnh lão đại, ánh mắt lộ ra lãnh ý nhìn về phía Hắc Ám Thiên Vương và thân ảnh mặc áo bào xám kia. Tiểu Long, đệ không sao chứ? Cố gắng cưỡng chế ngăn chặn chân khí cuồng loạn khiến cho ngũ tạng lục phủ đảo lộn trong người, Lục Lâm Thiên lập tức hỏi Tiểu Long, Tiểu Long vừa rồi cũng mới bị Hắc Ám Thiên Vương đánh bay. Đệ không sao, tên Hắc Ám Thiên Vương này còn chưa đả thương đệ được. Tiểu Long nói, tiểu tử nhà ngươi đúng là có chút bản lãnh, vũ xuất thất trọng mà thôi, không ngờ lại có thể thúc giục ra lực công kích của Vũ Vương, chẳng trách người ở bên trên cũng bắt đầu hơi coi trọng nhà ngươi rồi. Chẳng qua là ngươi vẫn còn chưa đủ. Nhìn vào Lục Lâm Thiên, thân ảnh vận áo bào tím hiện ra từ bên trong không gian hỗn loạn, trong ánh mắt có chút kinh ngạc, hắn biết rõ một kích vừa rồi của đối phương có uy lực cỡ nào, lực công kích của Vũ Vương nhất trọng bình thường sợ là cũng chỉ tới đó mà thôi. Tiếng nói vừa dứt, ánh mắt của kẻ mặc áo bào xám này lập tức trở nên lạnh lẽo, linh lực lại đột nhiên tuôn ra, từng bước đi tới, bàn tay vừa lật liền có thêm một đạo trảo ấn tiếp tục đánh về phía Lục Lâm Thiên. Hừ, ta xem các ngươi có thể làm gì được ta. Lúc này, đôi mắt của Tiểu Long lóe qua một cỗ lãnh ý, cũng ngay lúc đó, trong nháy mắt, quanh thân lập tức có một đạo quang mang quỷ dị lập tức tuôn ra tràn ngập, một cỗ khí tức bàng bạc đột nhiên bắt đầu khuếch tán. Tiểu yêu thú nhà ngươi đúng là không phải thứ tầm thường, làm tọa kỵ cũng không tồi. Thân ảnh vận áo xám nhìn bản thể của Tiểu Long, dường như cũng không nhận ra gì từ bản thể của Tiểu Long. Chỉ cảm giác được khí tức trên người Tiểu Long cực kỳ cường hãn,
ánh mắt trầm xuống, một đạo quyền ấn nháy mắt liền đánh xuống. Ầm ầm ầm. Tại lúc này, trong không gian chung quanh lập tức truyền tới tiếng nổ vang trời, không gian xung quanh, tầng bích chướng vô hình kia trực tiếp bị nứt ra, một cái đuôi lớn màu trắng nháy mắt đâm vào, lập tức ngăn cản trước đạo trảo ấn do kẻ mặc áo xám kia. Rầm. Hai đạo lực lượng trực tiếp va vào nhau, lúc một tiếng nổ vang trời như sấm dậy vang lên thì một đạo thú thân khổng lồ màu trắng trực tiếp bị chấn khai, thân thể to lớn bị đẩy lùi lại, lảo đảo vài bước mới có thể đứng vững lại, mặt đất dưới chân cũng trực tiếp bị nứt ra. Trưởng môn. Đúng lúc này, đột nhiên có mười mấy đạo thân ảnh xuất hiện trên không, đám người Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử, Tả Thiên Khung, Lộc Sơn Lão Nhân, Thanh Hỏa Lão Quỷ và Huyết Mị đã vội vàng đuổi tới. Bạch Linh Tỷ. Đám người Bạch Linh vừa xuất hiện thì Tiểu Long cũng lập tức thu hồi khí thức thần dị trên người. Không ngờ ngươi lại có thể phát hiện ra không gian phong tỏa của ta, đúng là khiến ta cảm thấy ngạc nhiên a. Nhìn thấy đám người Phi Linh Môn đột nhiên xuất hiện, ánh mắt của thân ảnh vận áo bào xám có hơi chút kinh ngạc, tiếp theo liền cười lạnh, thực lực của đám người vừa tới cũng chẳng có ai đủ mạnh để hắn phải đặt vào trong mắt cả. Không gian phong tỏa mà thôi, còn chưa qua mắt ta được đâu. Bản thể của Bạch Linh run lên, yêu nguyên cuồn cuộn, bộ lông trắng muốt trên người dựng lên, trong lúc khí thức toàn thân khởi động thì không gian chung quanh cũng biến dạng. Cư nhiên lại đánh lén, đúng là vô sỉ. Thiên độc yêu long lăng không mà tới, mắt như sao, nhìn một cái liền đoán ra thực lực của hai người bọn họ, ai cũng là kẻ cực kỳ khủng bố. Hừ, cũng tới đây hết cả rồi, vậy thì ta vất vả một chút cũng được, giải quyết hết một lượt khỏi phải lưu lại hậu hoạn. Đưa mắt nhìn mọi người, ánh mắt của Hắc Ám Thiên Vương trầm xuống, một cổ lãnh ý lập tức tràn ra. Vậy thì phải xem các ngươi có bản lĩnh này hay không đã. Bản thể của Bạch Linh đứng giữa không trung, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai người, trong mắt lóe ra một cỗ lãnh ý dọa người, trong lòng Bạch Linh lúc này cũng cảm thấy vô cùng căng thẳng, một trong hai kẻ kia đã là Linh Vương bát trọng, nàng muốn đối phó nổi là chuyện không thể nào được, nếu như là Linh Vương thất trọng thì có lẽ mình còn có thể ngăn chặn được một chút. Vừa rồi nếu như không phải cái không gian này rung động một phen, cộng thêm tâm cảnh của mình không tệ, thì khó mà phát hiện ra ngay bên cạnh mình cư nhiên đã bị người ta bố trí không gian phong tỏa. Cửu vĩ yêu hồ, người đến thất giai hậu kỳ thì có lẽ còn được, thất giai trung kỳ thì ngươi không phải là đối thủ của ta đâu. Thân ảnh mặc áo xám nói xong thì trong tay lập tức kết xuất thủ ấn, một cỗ linh lực bắt đầu trực tiếp khởi động, sau đó hắn quát khẽ một tiếng. Hắc Ám Thiên Vương. Ta ngăn cản bọn họ, người mau đối phó tên tiểu tử kia. Lời vừa dứt thì không gian xung quanh thân ảnh mặc áo xám kia đột nhiên trở nên vặn vẹo, thân ảnh lập tức lao thẳng xuống dưới. Ngao! Bạch Linh gầm lên một tiếng, thân thể khổng lồ trong nháy mắt liền nhảy lên, bảy cái đuôi lớn xuyên thấu không gian, mang theo bảy đạo kình khí bén nhọn áp xuống. Phá! Trong tay của kẻ mặc áo xám kết xuất thủ ấn, không gian chung quanh trực tiếp vặn vẹo. Trong nháy mắt linh lực bàng bạc lập tức hội tụ thành vô số đạo quang trụ đánh tới. Hừ! Trong nháy mắt này, Hắc Ám Thiên Vương cũng lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên, hơi nước màu xanh quanh người bắt đầu khởi động, cả không gian cũng hơi run lên. Suy suy! Cũng ngay lúc này, ánh mắt của mấy người Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử, Huyết Mị, Thiên Độc Yêu Long đều trầm xuống, nhanh chóng bắt đầu ngưng tụ công kích. Muốn tìm chết, các ngươi còn chưa đủ đâu. Ánh mắt của Hắc Ám Thiên Vương trầm xuống, cánh tay thoáng chốc liền run lên, xung quanh người hắn có hơn 10 đạo thủy tiễn do năng lượng thuộc tính thủy tạo thành, nháy mắt liền vạch phá không trung, lao thẳng về phía đám người ở đằng trước, mỗi đạo thủy tiễn này đều trực tiếp chấn khai không gian, tiếng xé gió bén nhọn, gần như muốn xé rách luôn cả không gian. Trong nháy mắt khi từng đạo thủy tiễn này trực tiếp lao tới chỗ mọi người thì thân ảnh của Hắc Ám Thiên Vương nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Lục Lâm Thiên rồi, sắc mặt trầm xuống. Đồng tử đột nhiên co lại, một cỗ khí âm lệ đột nhiên tản ra, cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, không ai có thể cứu được ngươi đâu. Lời vừa dứt thì lam quang trong tay Hắc Ám Thiên Vương lập tức lóe lên, một quyền được bao phủ bởi năng lượng thuộc tính thủy bàng bạc liền nện thật mạnh về phía Lục Lâm Thiên. Lão đại, để ta cản lại. Tiểu Long khẽ quát một tiếng, thân thể to lớn cuộn lại rồi lập tức lướt ra thật nhanh. Linh vũ giới đúng là ngày càng quá quát. Ngay trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, trên không trung đột nhiên có một đạo khí thức cường hãn đột nhiên hạ xuống, sau đó ở trên không lập tức vang lên một đạo âm thanh trầm thấp. Ai? Nghe thấy giọng nói đột nhiên vang lên này, Hắc Ám Thiên Vương lập tức nhìn chằm chằm về phía trước, khí
khí tức của người vừa tới rõ ràng là mạnh hơn hắn rất nhiều, thân hình đang vọt tới cũng đột nhiên khựng lại, trên mặt nhanh chóng hiện lên vẻ kinh hãi, chính mình trong lúc vô hình cư nhiên lại có cảm giác bị trói buộc. Hừ, lùi lại cho ta. Một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên xuất hiện tựa như bẻ gãy không gian, mang theo một cỗ khí tức cường hãn, một tiếng quát lạnh lập tức vang vọng khắp không trung, âm thanh vừa xuất hiện thì cả không gian cũng hơi run rẩy lên. Trong nháy mắt khi Hắc Ám Thiên Vương đột nhiên cảm giác được khí tức của người này, thân hình đột nhiên động, chân khí trong cơ thể đột nhiên tuôn trào dữ dội, thân hình lóe lên, lập tức lùi lại. Ngay tại Hắc Ám Thiên Vương vội vàng lùi lại, thân ảnh màu xanh trắng kia cũng xẹt nhanh qua không gian, thân hình trực tiếp xuất hiện ở phía trên Hắc Ám Thiên Vương. Sắc mặt của Hắc Ám Thiên Vương nháy mắt liền đại biến, chân khí thủy thuộc tính trước người lập tức ngưng tụ thành một đạo thủy giao màu xanh thật lớn. Đạo thủy giao này giống như vật sống vậy, từng sợi hơi nước quanh quẩn, lập tức bộc phát ra lam quang chói lóa. Tựa như phi long bay thẳng lên trời, mang theo lực lượng khiến cho lòng người sợ hãi, phá không cuồn cuộn lao về phía người tới. Chút tài mọn mà thôi. Người tới cười lạnh một tiếng, cũng cùng lúc đó, lực lượng bàng bạc lay động, quanh thân có một cỗ khí lưu cuồng bạo xoay tròn cuốn lên, dữ dội hệt như vòi rồng. Bên dưới cơn phong bạo này, bắt đầu từ mặt đất, có một dòng khí lưu xới tung một phần mặt đất, tạo thành vô số vết rạn nứt, đất cát bay đầy trên không trung, phô thiên cái địa bắn tung khắp nơi. Năng lượng khủng bố tràn ngập, một cỗ cuồng phong khổng lồ tới cực hạn ngưng tụ, trong nháy mắt liền bóp nát con lam sắc thủy giao của Hắc Ám Thiên Vương ở bên trong, lúc hai cỗ năng lượng đụng vào nhau, có vô số hào quang xẹt ra. Rầm. Trong nháy mắt tiếp theo, màu lam thủy giao do Hắc Ám Thiên Vương ngưng tụ thành trực tiếp tán loạn mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, hóa thành từng mảnh nhỏ bên trong cơn cuồng phong có thể xé nát không gian kia, một cỗ cự lực đánh sang, hung hăng nện lên người của Hắc Ám Thiên Vương. Phụt. Dưới cỗ cự lực này, thân thể của Hắc Ám Thiên Vương bị đánh cho lảo đảo lùi lại như gặp phải trọng kích, cuối cùng, trong ánh mắt kinh hãi của phần đông cường giả Phi Linh Môn, chỉ thấy mỗi một bước chân của Hắc Ám Thiên Vương lùi lại. Lực đạo đáng sợ kia liền tạo thành một cái hố sâu dưới mặt đất, trong miệng thì phun ra một ngụm máu tươi. Thật là mạnh. Đám người Phi Linh Môn đi theo Lục Lâm Thiên lúc này cũng cảm thấy khiếp sợ trong lòng, thực lực của người này đúng là cực kỳ cường hãn, Hắc Ám Thiên Vương cư nhiên chỉ một chiêu đã trọng thương. Lục Lâm Thiên nhìn về phía người vừa tới, người này vận trường bào màu xanh trắng, cũng mang theo một cái đấu bồng, không cách nào nhìn thấy rõ gương mặt của hắn. Nhưng nhìn từ khí tức quanh thân thì khí tức của người này còn mạnh hơn kẻ mặc áo xám nhiều. Siêu siêu. Ngay tại lúc Lục Lâm Thiên đang đánh giá hắn thì sau lưng của người vận đấu bồng này vang lên mấy tiếng xé gió, lập tức có 9 đạo thân ảnh xuất hiện, khí tức của 9 người này cũng vô cùng cường hãn, nhưng ai cũng đều khoác đấu bồng, đặc biệt có 2 người trong số đó, khí tức cũng đã tới trình độ vũ vương, theo khí tức mà xem thì cũng không phải loại vũ vương tầm thường. Các hạ là ai? Kẻ mặc áo bào xám vừa đẩy lùi bản thể khổng lồ của Bạch Linh ở cách đó không xa, nhìn thấy cảnh này, ánh mắt cũng đầy vẻ kinh hãi, thực lực của người vừa mới tới hình như còn cao hơn cả hắn. Ta là ai thì ngươi không cần phải biết, bất quá ta lại biết ngươi là Không Linh Vương, là lão quái thành danh trên 100 năm, lại ra tay đánh lén một tên tiểu bối, thật đúng là không biết xấu hổ. Người tới lạnh lùng đáp một cách thản nhiên. Ta còn nói là ai đây, hóa ra là Phong Sát đại danh đỉnh đỉnh. Người này không có dính dáng gì tới ngươi, lẽ nào ngươi muốn nhảy vào cái vũng nước đục này chắc? Đưa mắt nhìn kẻ vừa tới, sắc mặt của kẻ mặc áo xám lập tức trầm xuống, ánh mắt cũng biến đổi thêm lần nữa, từ cách ăn mặc và khí tức của đối phương mà đoán, hắn rốt cuộc cũng nhớ tới một người khiến cho không ít kẻ phải kiêng kỵ. Ta gặp được thì sẽ có liên quan tới ta, vũng nước đục này ta không thể bước vào được sao? Người thần bí được gọi là Phong Sát trầm giọng lạnh lùng đáp. Các hạ muốn nhúng tay vào, ta sẽ nhớ kỹ, núi không chuyển thì nước chuyển, lần sau chúng ta sẽ gặp lại. Ánh mắt của người vận áo bào xám lóe lên, biết rõ hôm nay phải trở về tay không rồi, với thực lực của đối phương thì mình tuyệt đối chẳng chiếm được chút tiện nghi gì. Đưa mắt ra hiệu, Hắc Ám Thiên Vương lập tức hiểu ý, 2 người nhanh chóng lướt không rời đi. Uy hiếp ta, lại còn muốn đi dễ dàng vậy sao, đã vậy ta sẽ tiễn các ngươi đi một đoạn. Phong Sát lạnh giọng đáp. Quanh người hắn lúc này lập tức có một cỗ năng lượng phong thuộc tính bàng bạc nháy mắt liền hội tụ lại, cũng cùng lúc đó, một cỗ năng lượng thuộc tính khổng lồ cũng hội tụ lại trong tay, tạo thành một đạo trường ấn mạnh bạo. Giơ tay đánh ra một trường, trong nháy mắt, trường ấn liền khiến cho không gian run lên,
sau đó phá không hạ xuống, trực tiếp đánh về phía hai người Không Linh Vương và Hắc Ám Thiên Vương. Phanh! Trưởng ấn đánh ra, hết thảy chỉ là chuyện trong nháy mắt, ngay sau đó hai người Hắc Ám Thiên Vương và Không Linh Vương trực tiếp bị đánh xuống, không gian cũng như muốn sụp đổ, sau đó là một cỗ kình phong đáng sợ không gì sánh nổi trực tiếp xuyên thấu qua không gian bắt đầu tàn sát bừa bãi khắp nơi. Rầm rầm! Giữa không trung, ẩn ẩn truyền tới hai tiếng rên rỉ, sau đó lập tức vang lên một tiếng hét chói tai. Phong sát, lần sau gặp lại, bản vương nhất định không để yên cho ngươi đâu. Không Linh Vương, ta sẽ chờ. Phong sát chắp tay đứng, không thể nhìn thấy ánh mắt, nhưng trong vô hình vẫn có một loại khí phách lộ ra. Khí tức này đúng là rất quen thuộc. Chỉ cỗ khí tức này khiến cho Lục Lâm Thiên nháy mắt cảm thấy dường như đã từng biết rồi, chỉ là người này không dùng chân diện mục, mình nhất thời cũng khó mà đoán ra. Lâm Thiên, Tiểu Long các ngươi không sao chứ? Một đạo thân ảnh uyển chuyển màu trắng nháy mắt liền tới bên cạnh Tiểu Long và Lục Lâm Thiên, đây đúng là Bạch Linh đã thu hồi bản thể, lúc này gương mặt của Bạch Linh cũng có vẻ tái nhợt. Một vài vết thương nhẹ mà thôi, không có gì đáng ngại, nàng thì sao? Lục Lâm Thiên nhìn qua Bạch Linh vừa rồi cũng bị ăn không ít thiệt thòi. Ta không có gì, Bạch Linh nói. Đa tạ phong sát tiền bối đã tương trợ. Nhìn thấy tất cả mọi người không có việc gì. Lục Lâm Thiên mới thi lễ với phong sát đang ở giữa không trung, nhưng trong lòng rốt cuộc vẫn không nhớ ra người này là ai, cảm giác quen thuộc khi này khiến cho Lục Lâm Thiên cảm thấy, ít nhất là mình cũng từng gặp qua người này rồi. Ta giúp ngươi lần này cũng không phải không công, đi theo ta, ta có chuyện cần tìm ngươi. Phong sát truyền âm tới trong tai của Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được, ánh mắt của phong sát dường như vẫn luôn đặt trên người của hắn. Đình viện xung quanh đều bị phá hủy. Trải qua động tĩnh ban nãy, cũng đã dẫn tới không ít người tụ tập tới xung quanh nhòm ngó. Sau một lát, bên trong một đình viện khác, Lục Lâm Thiên ý bảo đám người Bạch Linh, Tiểu Long, Huyết Mị đứng bên ngoài đợi mình, còn hắn thì theo phong sát đi vào một căn phòng nhỏ. Đây là một đình viện khá trang nhã, dường như là một khách sạn có giá khá xa xỉ, lúc này đã bị người ta bao hết, bên trong tiểu sảnh, sau khi bố trí một đạo cấm chế, phong sát liền nói. Ngồi đi. Ánh mắt của Lục Lâm Thiên lóe lên, lập tức đi vào bên trong tiểu thính rồi ngồi xuống, thấp giọng nói. Tiền bối, không biết gọi ta tới có chuyện gì. Tiền bối cái gì hả, nếu không phải ta vẫn luôn đi theo bên cạnh các ngươi thì sợ là lần này ngươi gặp phiền toái lớn rồi. Đúng lúc này, âm thanh của phong sát nháy mắt đột nhiên biến đổi, gỡ đấu bổng xuống, tay áo vung lên, lập tức ngồi xuống đối diện Lục Lâm Thiên, gương mặt quen thuộc kia cũng lập tức xuất hiện trước mắt Lục Lâm Thiên. Người này tuổi chừng hơn 40, hai mắt trong suốt sáng ngời, mang theo một tia thâm thúy, khiến cho không ai có thể nhìn thấu, cái mũi thẳng tắp, ngũ quan như được đao khắc, lộ ra lãnh tuấn góc cạnh rõ ràng, trường bào màu đen, cả người lộ ra vẻ cuồng dã không câu nệ, tà mị gợi cảm. Toàn thân phát ra một loại khí phách uy chấn thiên hạ. Nhạc phụ, Lục Lâm Thiên lập tức sửng sốt, cơ hồ cứng họng, gương mặt này chính là nhạc phụ Vân Tiếu Thiên của mình. Trừ hắn ra thì không còn người thứ hai. Tham kiến nhạc phụ. Lục Lâm Thiên lập tức đứng dậy hành lễ, đúng là thật không ngờ, người này cư nhiên lại chính là nhạc phụ Vân Tiếu Thiên của mình. Thế nào, nếu không phải ta thì ai có thể cứu tiểu tử nhà ngươi? Ánh mắt của Vân Tiếu Thiên lóe lên, nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên, sắc mặt trầm xuống, nói. Mấy năm nay, cánh của tên tiểu tử ngươi liền cứng cáp rồi, thậm chí còn nhắc lên quan hệ với cả Linh Thiên Môn. Ngươi không cảm thấy mình đang phụ lòng Hồng Lăng và Vô Song đang ở Vân Dương Tông đợi ngươi hay sao? Nhạc phụ, tiểu tế. Mặc cho lúc bình thường Lục Lâm Thiên có giỏi ứng đối cỡ nào đi nữa, lúc này nhắc tới việc ấy cũng khiến hắn nghẹn lời ngay lập tức. Ngươi nói đi, tới lúc đó ngươi định sẽ ăn nói thế nào với Hồng Lăng và Vô Song hả? Vân Tiếu Thiên nói. Nhạc phụ đại nhân, lần này tiểu tế đúng thật là không nghĩ chu toàn. Chỉ là tiểu linh thật sự rất quan tâm chiếu cố tiểu tế, kính xin nhạc phụ đại nhân thành toàn. Lục Lâm Thiên thi lễ rồi nói, việc này đúng là khiến mình lo lắng rất nhiều, đầu tiên là mình không có báo cho Vân Dương Tông, quả thật chính là không thèm để ý tới cảm nhận của Vân Dương Tông, sau lại không biết phải ăn nói với Hồng Lăng và Vô Song thế nào mới phải. Tiểu tử nhà ngươi, Vân Tiếu Thiên nhìn Lục Lâm Thiên một cái rồi lập tức nói. Đều là nam nhân, ta cũng có thể hiểu được. Việc này ta cũng không tính quản, chỉ cần Hồng Lăng và Vô Song không có ý kiến gì thì thôi,
còn phải xem bản lĩnh của ngươi, chỉ là tiểu tử ngươi muốn nhắc lên quan hệ với tên hỗn đản Lữ Chính Cường kia, thôi được rồi, ta cũng không nói nữa. Vân Tiếu Thiên nói, xem ra, hai vị nhạc phụ đại nhân của mình đúng là có không ít khúc mắc đây, ánh mắt của Lục Lâm Thiên lóe lên, từ trong ngữ điệu của Vân Tiếu Thiên, không khó để nhìn ra việc này. Được rồi, việc tư thì để sau hãng nói, chúng ta nói chính sự trước đã. Vân Tiếu Thiên lập tức nghiêm túc lại, hỏi Lục Lâm Thiên. Ngươi đã gặp qua nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang đúng không? Ừm, sáng hôm nay đã gặp qua. Lục Lâm Thiên gật đầu nói. Lần này ngươi tới thành Cự Giang cũng là vì bảo tàng của Huyền Thiên Bí Cảnh đúng không? Vân Tiếu Thiên hỏi. Lục Lâm Thiên gật đầu đáp. Nhạc phụ, ngươi cùng là vì Huyền Thiên Bí Cảnh nên mới tới đây đúng không? Không chỉ mỗi mình ta, sợ là hiện tại trong thành Cự Giang đã có vô số cường giả tụ tập rồi. Vân Tiếu Thiên nghiêm mặt nói. Ta nhận được tin tức rằng trên người ngươi có một chiếc chìa khóa Huyền Thiên Bí Cảnh, có chuyện này hay không? Nhạc phụ, làm sao người lại biết? Lục Lâm Thiên hơi sững người, thật không ngờ là Vân Tiếu Thiên cũng biết chuyện này, đúng là hơi dọa người một chút. Đa đương nhiên là có cách để biết được, người cũng đừng tò mò chuyện đó. Vân Tiếu Thiên nói, chìa khóa của Huyền Thiên Bí Cảnh tại sao lại ở trên người của ngươi? Ân, trên người tiểu tử đúng là có một chiếc chìa khóa. Lục Lâm Thiên gật đầu nói, ngươi tính toán thế nào? Ánh mắt của Vân Tiếu Thiên lóe lên, nhìn Lục Lâm Thiên hỏi. Nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang muốn tiểu tế sáng mai tới thương nghị, tiểu tế vốn tính là nếu như thật sự có thể lấy được đồ bên trong Huyền Thiên Bí Cảnh thì sẽ chia đều những thứ lấy được bên trong Huyền Thiên Bí Cảnh với nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang. Lục Lâm Thiên nói, muốn chia đều với nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang, sợ là phi linh môn của ngươi còn chưa đủ tư cách đâu, ngươi cho là bọn chúng dễ nói chuyện lắm chắc. Vân Tiếu Thiên hơi trầm tư một chút rồi lập tức nói. Chìa khóa nằm trong tay tiểu tế, bọn họ mà không đồng ý thì một nhát gãy đôi thôi. Lục Lâm Thiên nói. Ha ha. Vân Tiếu Thiên đột nhiên cười lên ha hả, ánh mắt lóe lên, nói. Có quyết đoán, đủ ngoan độc, nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang đúng là nhất định phải có cho bằng được cái chìa khóa đó, có linh thiên môn cắm một chân vào, ít nhất thì tên hỗn đản Lữ Chính Cường kia còn không tới mức sẽ đối phó với ngươi. Cho nên nói không chừng nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang sẽ bị ngươi ăn chắc rồi. Tiểu tế cũng chỉ muốn lấy được phần nên thuộc về mình mà thôi. Lục Lâm Thiên nói. Lâm Thiên. Vân Tiếu Thiên nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt cong lên mỉm cười nói. Ta thấy thực lực của phi linh môn ngươi mặc dù không tệ, bất quá nếu so với nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang mà nói thì sợ là còn chưa đủ, cho dù nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang có đáp ứng với yêu cầu của ngươi đi nữa. Thì đám người Công Tôn Hóa Nhai, Gia Cát Tây Phong và Đồng Quy Tinh dẫu không tới mức đối phó chính diện với phi linh môn của ngươi, bất quá nếu lén lút ra tay thì khó mà nói, ta xem lần này, Vân Dương Tông của ta sẽ ở lại phi linh môn của ngươi, cũng có thể âm thầm tương trợ cho phi linh môn của ngươi. Ngươi thấy thế nào hả? Cái này, ánh mắt của Lục Lâm Thiên lóe lên, trong đầu lập tức suy nghĩ. Lấy sự hiểu biết của Lục Lâm Thiên đối với vị nhạc phụ đại nhân này của mình thì hắn sẽ không vô duyên vô cớ làm hộ vệ của mình đâu. Thế nào hả, ta giúp cho ngươi, ngươi còn không chịu sao? Vân Tiếu Thiên nhìn thấy biểu lộ của Lục Lâm Thiên thì sắc mặt lập tức trầm xuống, trong ánh mắt liền toát ra một cỗ uy nghiêm vây lấy Lục Lâm Thiên. Tiểu tế không dám. Lục Lâm Thiên lập tức trả lời. Vậy ý của ngươi là đồng ý đúng không? Vân Tiếu Thiên khẽ hỏi. Cứ theo lời nhạc phụ đã nói đi. Trên mặt Lục Lâm Thiên thì không lộ ra vẻ gì, nhưng trong lòng thì cảm thấy buồn bực không thôi. Vị nhạc phụ này rõ ràng là đang cậy thế ép người, mình căn bản không thể nói chữ không được. Ân. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên gật đầu, Vân Tiếu Thiên lập tức mỉm cười, nói. Dựa theo ước định kết minh của chúng ta lúc trước, lần này Vân Dương Tông và Phi Linh Môn liên thủ, tới lúc đó chiến lợi phẩm sẽ chia đều theo ai xuất lực nhiều, người không có ý kiến gì chứ hả? Không dám có ý kiến. Lục Lâm Thiên nào dám có ý kiến, nếu lão gia hỏa này không phải nhạc phụ của mình thì sợ là Lục Lâm Thiên đã sớm trở mặt rồi, đây đúng là cướp bóc trắng trợn mà, mình lại không thể nào cự tuyệt được, phi linh môn quả thực đã có minh ước như vậy với Vân Dương Tông. Yên tâm đi, ta cũng sẽ không lấy không của ngươi đâu, có ta và cường giả của Vân Dương Tông ở đây, phi linh môn của ngươi cũng sẽ được đảm bảo hơn. Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Lục Lâm Thiên, Vân Tiếu Thiên cười rất chi là thỏa mãn,
có thể khiến tên tiểu tử này im miệng một lần, đúng là rất thú vị. Trong lòng của Lục Lâm Thiên lúc này cũng cảm thấy rất buồn bực, Vân Dương Tông lần này thò một chân vào, mình thì không thể nào cự tuyệt được, bất quá nghĩ kỹ lại, thứ nhất, mình chỉ có mỗi một chiếc chìa khóa mà thôi, cách mục tiêu vào được bên trong huyền thiên bí cảnh còn xa vô cùng, thứ hai là Vân Dương Tông đi theo phi linh môn của mình, thì thực lực của phi linh môn quả thực sẽ tăng lên rất nhiều, cũng sẽ không gặp phải chuyện như đêm nay nữa, đêm nay nếu không phải có vị nhạc phụ này của mình đuổi tới thì sợ là mình đã gặp phải phiền toái lớn thật rồi. Nghĩ kỹ lại thì trong lòng Lục Lâm Thiên liền thấy thoải mái hơn, hiện tại huyền thiên bí cảnh còn chưa thấy đâu, mình nhất định vẫn sẽ tiếp tục gặp nguy hiểm, người của Vân Dương Tông và Linh Vũ Giới đều biết trên người của mình có một chiếc chìa khóa huyền thiên bí cảnh, nói không chừng những thế lực lớn kia cũng đã biết, mình hiện tại quả thật như đang đứng nơi đầu sóng ngọn gió, nói không chừng là đêm mai, đêm mốt, thậm chí là mỗi đêm cũng sẽ có kẻ tới đánh lén, hôm nay vận khí tốt nên mới có thể hóa nguy thành an. Sau này thì không chừng sẽ không còn may mắn được như vậy nữa. Nhạc phụ đại nhân, nếu như người đi theo phi linh môn của ta thì liệu có bị nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang biết hay không? Với thân phận của nhạc phụ đại nhân thì nếu như bị người của nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang biết được thì sợ là sẽ không ít phiền toái đâu. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu hỏi, nếu như nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang biết được Vân Dương Tông trà trộn vào bên trong phi linh môn thì Lục Lâm Thiên không cần nghĩ cũng biết nhất định sẽ gây ra một đống phiền toái. Ngươi cứ yên tâm đi, ta cũng là ngoại môn trưởng lão của thiên địa các, từ trước tới nay có nhiều việc cũng là lấy thân phận này để đi lại ở đại lục, coi như cũng có chút danh tiếng, không ít người đều gọi ta là phong sát, lần này cường giả của Vân Dương Tông ta tới đây, toàn bộ đều đã sớm có thân phận trưởng lão bên trong thiên địa các rồi, chưa từng bị lộ bao giờ, đi theo phi linh môn của ngươi, nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang cũng sẽ không biết đâu, chắc chỉ cho rằng có thêm không ít người gia nhập phi linh môn của ngươi mà thôi. Cùng lắm là đoán loạn thân phận của ta thôi chứ không thể nào khẳng định được đâu. Vân Tiếu Thiên nói. Ngay cả Vân Tiếu Thiên cũng thường xuyên dùng thân phận trưởng lão của thiên địa các để đi lại ở đại lục, Lục Lâm Thiên lại phải nhìn thiên địa các này với con mắt khác rồi, ánh mắt của hắn trầm xuống, Lục Lâm Thiên liền hỏi. Nhạc phụ, vị không linh vương hôm nay đánh lén phi linh môn của ta rốt cuộc có địa vị thế nào? Lão quái đó sợ là sống cũng gần 200 năm rồi. Hơn 100 năm trước đã bắt đầu nổi danh, đặc biệt là về mặt phong tỏa không gian, hắn có sở trường đặc biệt, xem như là một lão quái khá có tiếng tăm, vốn là tán tu, theo tình hình hiện tại mà xem thì chắc là người này đã gia nhập Linh Vũ Giới rồi, lần này hắn ra tay đối phó với ngươi bị thất bại, chắc chắn sẽ còn có lần sau này ngươi nhất định phải cẩn thận hơn nữa. Vân Tiếu Thiên nghiêm mặt nói, Linh Vũ Giới, tốt nhất là sau này đừng để cho ta nhìn thấy. Ánh mắt của Lục Lâm Thiên trầm xuống, trong mắt lóe lên một đạo sát ý, lần này Lục Lâm Thiên đã thực sự nổi giận rồi. Hai người cha vợ và con rể lại thương nghị thêm một lúc nữa rồi mới rời khỏi tiểu thính, từ chỗ Vân Tiếu Thiên, Lục Lâm Thiên rốt cuộc cũng biết được tình hình gần đây của cha mẹ mình, Vô Song, Hồng Lăng và cả sư phụ nữa, phụ thân Lục Trung của mình đã đột phá tu vi vũ xuất tam trọng, còn điều khiến Lục Lâm Thiên không ngờ chính là dưới sự trợ giúp của Vân Dương Tông. Mẫu thân của mình cư nhiên lại tu luyện tới vũ đồ rồi, mặc dù chỉ mới là vũ đồ, nhưng cũng coi như là vũ giả chính thức rồi, tuy rằng thực không đáng kể. Bất quá cũng có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Điều khiến cho Lục Lâm Thiên không thể ngờ nhất chính là hơn 3 tháng trước Vân Hồng Lăng cũng đã đột phá tới vũ xuất ngũ trọng, còn Lục Vô Song cũng đã đột phá tới vũ xuất ngũ trọng, tin này quả thật khiến cho Lục Lâm Thiên rất bất ngờ, tốc độ này đúng là không chậm, đặc biệt là Vô Song. Tu vi đã gần bằng Hồng Lăng tốt xấu gì cũng là vũ giả tam hệ, tốc độ tu luyện vốn đã nhanh gấp 3 lần người bình thường, lại thêm Vân Dương Tông toàn lực bồi dưỡng, tu vi tiến bộ nhanh thì cũng chẳng có gì lạ. Nhưng Vô Song không thua kém gì Hồng Lăng thế này thật sự khiến cho người ta cảm thấy rất lạ. Về phần vũ trưởng lão sư phụ của mình thì trong lòng Lục Lâm Thiên cũng vô cùng nhớ ông, thực lực của sư phụ tuy rằng không phải rất mạnh, nhưng lại vô cùng bảo vệ mình. Quả thực chính là vị sư phụ hay bao che khuyết điểm nhất, ở Vân Dương Tông, mình chỉ toàn làm phiền sư phụ chiếu cố. Lục Lâm Thiên từ chỗ Vân Tiếu Thiên biết được, lúc trước thực lực của sư phụ một mực không có tiến bộ gì, bất quá mấy năm gần đây tâm tình không tệ, lại thu thêm vài đệ tử thân truyền, bất quá mỗi ngày đều vừa đánh vừa la mấy tên sư đệ mà mình chưa từng gặp kia, tức bọn chúng chẳng có chút chí khí. Điều này khiến cho Lục Lâm Thiên thầm phì cười, sư phụ người này chính là rất hảo sĩ diện.
đoán chừng thực lực của mấy tên sư đệ này không được mạnh cho lắm nên mới bị sư phụ đánh mắng như vậy. Trở lại căn phòng đã được bố trí tốt, sắc trời cũng đã hửng sáng, trong lòng Lục Lâm Thiên suy nghĩ một hồi, trong mắt lóe qua lạnh ý, lần này Linh Vũ Giới không ngờ lại ra tay đánh lén, mình lần này không thể càng thêm đề phòng, mấy chuyện thế này chỉ cần có một lần là đủ rồi. Một lát sau, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi điều tức hai canh giờ, sắc trời cũng đã sáng trắng, cảm giác được thương thế bên trong cơ thể, sợ là còn phải thêm chút thời gian nữa thì mới có thể khôi phục được. Hô! Sau khi thở hắt ra một ngụm chọc khí bên trong cơ thể, Lục Lâm Thiên thu thập một phen, hôm nay còn phải tới thương nghị cùng với nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang, liền lập tức rời khỏi phòng, đám người Đông Vô Mệnh, Bạch Linh và Quỷ Tiên Tử đã sớm đợi ở tiểu thính rồi. Tiểu tử, hôm nay ta đi cùng với ngươi thế nào hả? Bên ngoài tiểu thính, Vân Tiếu Thiên lại khoác đấu bồng, tiếng nói vừa dứt thì đã đi vào bên trong tiểu thính, một đạo thần niệm truyền âm liền trực tiếp truyền vào trong tai của Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên, ta đưa ngươi đi. Lục Lâm Thiên hơi sững ra, nhạc phụ của mình lại muốn tới nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang, vạn nhất mà bị người ta nhận ra thì hay rồi. Yên tâm đi, người của nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang hẳn là không nhận ra ta đâu, mấy lão gia hỏa kia hẳn là cũng sẽ không đi ra sớm như vậy, không có việc gì. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên nghịch mặt ra, Vân Tiếu Thiên lại truyền âm vào trong tay của Lục Lâm Thiên lần nữa. Phong Sát tiền bối muốn đi, đương nhiên là không thành vấn đề rồi. Lục Lâm Thiên gật đầu đáp, nhưng trong lòng thì hoàn toàn câm nín, sợ là mình cũng không thể nào mở miệng cự tuyệt được. Đa tạ Phong Sát tiền bối tối qua đã xuất thủ tương trợ. Hai người Đông Vô Mệnh và Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh thi lễ nói với Vân Tiếu Thiên, kỳ danh của Phong Sát bọn họ cũng đã từng nghe nói qua một chút, đây là một vị cường giả tựa như thần long thấy đầu không thấy đuôi trong cổ vực, thực lực vô cùng cường hãn, không ngờ tối qua lại có thể gặp được, còn xuất thủ tương trợ cho Phi Linh Môn nữa. Hai vị thôi hồn độc phương, Quỷ Tiên Tử không cần phải khách khí, ta cũng có chút quan hệ với tên tiểu tử Lục Lâm Thiên này, xuất thủ cứu hắn là do hắn may mắn, ta vừa lúc cũng ở ngay gần đó mà thôi. Vân Tiếu Thiên nói, đám người Đông Vô Mệnh và Quỷ Tiên Tử lập tức cảm thấy vô cùng nghi hoặc, hai người đưa mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên, thật sự không hiểu tại sao Lục Lâm Thiên luôn có thể kết bạn với cường giả. Cảm giác được ánh mắt nghi hoặc của mấy người Đông Vô Mệnh và Quỷ Tiên Tử, Lục Lâm Thiên cũng không biết phải nói gì, thân phận của nhạc phụ mình lúc này vẫn là nên giữ bí mật thì hơn, cho nên ánh mắt lóe lên, nói. Thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta lên đường thôi, hôm nay phải bàn điều kiện cùng nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang nữa. Vẫn là bên trong một đình viện, lúc này các đại thế lực bên trong cổ vực đều đang ngồi đây, người ngồi trên cùng vẫn là người của tứ đại thế lực nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang, bốn người Lữ Chính Cường, Công Tôn Hóa Nhai. Công Tôn Hóa Nhai và Đồng Quy Tinh ngồi ngay ngắn trên ghế, thần sắc có chút biến hóa. Bên dưới chính là người của mấy sơn môn như Ma Tâm Cốc, Bách Linh Tông, Thiên Âm Môn. Lữ trưởng môn, Lục Lâm Thiên là con rể của ngươi, chìa khóa của Huyền Thiên Bí Cảnh, hắn bảo muốn bàn điều kiện quả là người si nói mộc, muốn chia đồ bên trong Huyền Thiên Bí Cảnh, Phi Linh Môn hắn có thực lực này hay sao? Bên trong đại điện, Đồng Quy Tinh nói với Lữ Chính Cường. Đồng giáo chủ. Mặc dù Lục Lâm Thiên là con rể của ta, nhưng chìa khóa Huyền Thiên Bí Cảnh này lại là đồ của Phi Linh Môn của hắn, không liên quan gì tới ta. Hôm qua ta cũng đã dựa theo ý của các vị để nói chuyện với Lục Lâm Thiên rồi. Mọi người cứ thương nghị cùng nhau đi đã, về phần đồng giáo chủ có đồng ý hay không thì đó là chuyện của ngươi, không ai ép ngươi cả. Lữ Chính Cường cũng bất động thanh sắc đáp lời. Tới trễ, xin chư vị trưởng môn thứ lỗi. Lữ Chính Cường vừa dứt lời thì bên ngoài điện lập tức truyền tới âm thanh của Lục Lâm Thiên, tiếp theo liền có mười mấy đạo thân ảnh chậm rãi bước vào bên trong đại điện. Lục Lâm Thiên bước nhanh vào, ánh mắt quét qua, nhìn mọi người đang có mặt bên trong đại điện, đối với mấy người này, Lục Lâm Thiên không thể không đánh giá lại lần nữa. Hôm qua mình vừa mới nói trên người mình có một chiếc chìa khóa của Huyền Thiên Bí Cảnh, nhưng trong nháy mắt thì cả Vân Dương Tông lẫn Linh Vũ Giới đều biết. Chứng tỏ nội gián bên trong mấy thế lực này không chỉ có một vài người, xem ra sau này phải càng thêm đề phòng mới được. Vân Tiếu Thiên đi ở bên cạnh Lục Lâm Thiên, đấu bồng che kín mặt, khí tức quanh thân không hề tiết ra ngoài, khí tức vững vàng, không nóng không lạnh, những cường giả khác của Vân Dương Tông thì ở lại đình viện kia chứ không có đi theo. Lâm Thiên, ta nhận được tin, nói tối qua ngươi bị người của Linh Vũ Giới đánh lén, không sao chứ? Nhìn thấy Lục Lâm Thiên,
Lư Khâu Mỹ Vi lập tức mở miệng hỏi, mấy chuyện thế này đương nhiên là không thể qua mắt mạng lưới thông tin của Linh Thiên Môn rồi. Tiểu tế không có việc gì, cũng may có Phong Sát tiền bối tới kịp, bằng không thì sợ là đã gặp phiền toái lớn rồi. Ánh mắt của Lục Lâm Thiên quét qua chúng nhân có mặt trong đại sảnh rồi nói, cũng không biết được ai mới là người của Linh Vũ Giới, có lẽ không chỉ có một người. 5 năm trước có lời đồn Phong Sát xuất hiện ở Bình Nguyên Tây Bắc, trong vòng một đêm giết chết Tây Bắc Tam Vương, sau đó liền không thấy tăm hơi, không ngờ lại xuất hiện ở thành Cự Giang này, lẽ nào Phong Sát đã gia nhập Phi Linh Môn rồi hay sao? Ánh mắt của Đồng Quy Tinh lóe lên, ánh mắt cứ chuyển tới chuyển lui trên người Lục Lâm Thiên và Vân Tiếu Thiên. Đồng giáo chủ, sao ngươi không nói ban đầu là ngươi đuổi theo ta 3 ngày 3 đêm ở Bình Nguyên Tây Bắc nhưng cũng không đuổi kịp đi? Vân Tiếu Thiên dưới lớp đấu bồng trầm giọng đáp, khẽ ngẩng đầu nói. Về phần ta có gia nhập Phi Linh Môn hay không thì cũng không cần thiết, ta vốn cũng có chút quan hệ với Phi Linh Môn. Ánh mắt của Lục Lâm Thiên lóe lên, nghe được khẩu khí này của nhạc phụ, không ngờ Đồng Quy Tinh và thân phận Phong Sát này của nhạc phụ đã từng âm thầm giao thủ qua với nhau. Hôm qua ta có nghe nói, Phong Sát đại danh đỉnh đỉnh ra tay đánh cho người của Linh Vũ Giới phải bỏ chạy, không ngờ Phong Sát ngươi còn có chút quan hệ với Phi Linh Môn. Đúng là khiến ta cảm thấy hơi kinh ngạc. Ánh mắt của Lữ Chính Cường đã rơi vào trên người Vân Tiếu Thiên, có vẻ như đang cảm giác cái gì đó. Không phải đánh cho bỏ chạy, bản lãnh của Không Linh Vương, nếu như hắn muốn bỏ chạy thì ta tin là những người ngồi đây sợ là cũng không có ai ngăn hắn lại được. Vân Tiếu Thiên nói. Phong Sát tiền bối, mời ngồi. Lục Lâm Thiên nói, mình cũng không khách khí, an vị trên chỗ hình như là được chuẩn bị cho đoàn người của mình, lúc này Phi Linh Môn không ngồi ở dưới chót nữa mà chỉ ngồi bên dưới nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang. Đám người Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử, Bạch Linh, Thiên Độc Yêu Long cũng lập tức ngồi xuống ở phía sau. Tốt lắm, các vị, bàn chuyện chính trước đi đã. Gia Cát Tây Phong đưa mắt quét qua mọi người một cái. Mục quang lóe lên rồi lập tức thu liếm, không biết trong lòng đang nghĩ gì, nhìn về phía Phong Sát, thản nhiên nói. Các đại thế lực của cổ vực thương nghị chuyện quan trọng, có người ngoài e là không được tiện. Gia Cát trang chủ đã nghĩ nhiều rồi, Phong Sát coi như là người của Phi Linh Môn ta. Ánh mắt của Lục Lâm Thiên trầm xuống, lập tức nói. Gia Cát trang chủ nói ở đây đều là người có thế lực trong cổ vực. Chính là hôm qua ta vừa mới nói cho các ngươi biết chuyện trên người ta có chìa khóa của Huyền Thiên Bí Cảnh thì buổi tối đã bị người của Linh Vũ Giới tới đánh lén ta, chẳng lẽ mọi người không cảm thấy chuyện này rất lạ hay sao? Sắc mặt của mọi người đều có chút biến hóa, mọi người cũng đều là kẻ từng trải, cho nên ai nấy cũng đều biết nguyên nhân bên trong, sợ là có gian tế, chỉ là muốn tìm ra tên gian tế này cũng không dễ. Trong đại điện này, sợ là có gian tế đang trà trộn, hôm nay tạm thời không có thời gian để tra. Sau khi các vị trưởng môn trở về xin hãy điều tra thêm cho kỹ, nếu có phát hiện gian tế thì xin nhất định phải nghiêm trị không tha. Ánh mắt của Lữ Chính Cường quát qua chỗ của mấy sơn môn như Ma Tâm Cốc, Bách Linh Tông, trong mắt có một đạo lãnh ý xẹt qua, xuất hiện gian tế, sợ là hơn phân nữa là ở trong mấy sơn môn như Ma Tâm Cốc, Song Đao Môn, Bách Linh Tông rồi, cơ hội xuất hiện gian tế trong nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang ít hơn nhiều. Lời của Lữ Chính Cường khiến cho sắc mặt của đám người Song Đao Môn, Ma Tâm Cốc đang ngồi kia có chút biến hóa, nhưng lúc này cũng chẳng ai dại mà nói tiếp, đành phải cúi đầu im lặng không nói. Được rồi, nói chính sự đi, Lục Lâm Thiên, ta đã nghe điều kiện mà ngươi đưa ra rồi, chuyện này tuyệt đối không thể nào, muốn chia đều bảo vật trong Huyền Thiên Bí Cảnh với nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang, sợ là Phi Linh Môn của ngươi còn chưa có đủ thực lực này đâu. Ánh mắt của Đồng Quy Tinh lóe lên. Nhìn Lục Lâm Thiên mà nói. Đồng giáo chủ, không phải là chia đều, mà là sau khi Phi Linh Môn chúng ta đã chọn xong 5 bảo vật rồi mới tiếp tục chia đều, đồng thời Phi Linh Môn chúng ta phải có được quyền ưu tiên, về phần những thế lực khác muốn chia phần thì cũng là do nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang phụ trách, ta chỉ hợp tác với nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang, không muốn hợp tác với những thế lực kia. Lục Lâm Thiên nói. Lục Lâm Thiên, ngươi. Nghe thấy lời Lục Lâm Thiên nói. Sắc mặt của đám người Đảng Vạn Lâm, An Cát Tú Na, Khấu Phi Yến của Ma Tâm Cốc, Song Đao Môn, Bách Linh Tông lập tức trở nên tức giận, lời nói của Lục Lâm Thiên, rõ ràng là không xem bọn họ ra gì. Ha ha, Phi Linh Môn đúng là không coi ai ra gì, chẳng lẽ không sợ no chết hay sao? Bên trong đám người của Lan Lăng Sơn Trang, ánh mắt của tên Gia Cát Tử Vân lóe lên ý cười khinh miệt, lạnh lùng nhìn Lục Lâm Thiên một cái.
No chết cũng đỡ hơn là chết đói. Ánh mắt của Lục Lâm Thiên lóe lên, lập tức nói. Đây chỉ là điều kiện của ta, có chấp nhận hay không là chuyện của các vị, tuyệt đối không có chỗ thương lượng. Hừ, miệng còn hôi sữa, Lục Lâm Thiên, người đây là đang uy hiếp nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang bọn ta hay sao? Ánh mắt của Đồng Quy Tinh run lên, một cỗ khí tức nhàn nhạt bắt đầu khởi động, trong lúc vô hình để lộ ra chút sát khí, bị phi linh môn uy hiếp, sợ là ở đây lúc này chẳng có ai mà không giận cả. Đồng giáo chủ, như người thế này mới là uy hiếp đó. Người khác sợ ngươi nhưng ta thì không sợ, phi linh môn đã nói điều kiện rồi, ngươi có đồng ý hay không thì là chuyện của ngươi, cần gì phải làm vậy, vừa muốn lấy chìa khóa, vừa muốn được nhiều chỗ tốt hơn, trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, nếu như nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang không muốn hợp tác thì thôi vậy, dù sao đây cũng là chuyện mơ hồ, có thể lấy được bảo tàng bên trong huyền thiên bí cảnh hay không cũng là một chuyện, ta nghĩ nếu như nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang không đồng ý với điều kiện này của phi linh môn thì tam tông tứ môn của đại lục linh vũ, tứ các tứ đảo trên thành Ma Vân nhất định sẽ có hứng thú, dù sao đi nữa thì có một chiếc chìa khóa, ít nhất sẽ khiến cho nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang không tìm được huyền thiên bí cảnh. Lục Lâm Thiên trầm giọng nói, Lữ trưởng môn, ngài cũng là một trong số người đại biểu cho nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang, có muốn nói gì hay không? Nghe thấy Lục Lâm Thiên nói vậy, mọi người liền im lặng hồi lâu không nói gì, sau một lát, vết đao trên mặt của Công Tôn Hóa Nhai run lên, nhìn về phía Lữ Chính Cường. Một mình ta cũng không thể đại biểu cho tất cả các vị trưởng môn được, lại thêm ta và phi linh môn cũng có chút quan hệ, nói ra không tiện. Lữ Chính Cường sắc mặt như không, thản nhiên đáp lời. Chính bởi vì Lữ trưởng môn có quan hệ với phi linh môn, lại đại biểu cho linh thiên môn, cho nên ta mới muốn biết trong lòng Lữ trưởng môn nghĩ như thế nào. Công Tôn Hóa Nhai nói. Theo lời Công Tôn Hóa Nhai nói ra, đám người Gia Cát Tây Phong và Đồng Quy Tinh cũng đưa mắt nhìn về phía Lữ Chính Cường. Kỳ thực hiện tại mọi người đều biết rõ, phi linh môn chỉ mới có một chiếc chìa khóa, muốn vào bên trong huyền thiên bí cảnh thu hoạch tuyệt đối chẳng phải chuyện dễ dàng gì, nói không chừng lần này cũng là tới công cốc mà thôi, nhưng nếu như bị ép buộc chấp nhận điều kiện của phi linh môn thì mặt mũi của nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang phải để ở đâu bây giờ? Ánh mắt của Lữ Chính Cường hơi lóe lên. Quan hệ trong chuyện này, sao hắn có thể không biết được cơ chứ? Hắn liền hơi mỉm cười, quay sang Lục Lâm Thiên, nói. Lâm Thiên, như vậy đi, người có một chiếc chìa khóa, nếu như lần này chúng ta có thể vào được bên trong huyền thiên bí cảnh thì những gì lấy được ở bên trong, người có thể chia đều cùng nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang. Nhưng lần này còn có những sơn môn khác nữa, phi linh môn của các ngươi cũng phải ra một phần. Ngoài ra, chuyện phi linh môn của các ngươi được quyền chọn trước năm bảo vật. Điểm này chắc cũng không cần đâu, cho các ngươi quyền được ưu tiên chọn trước là đủ rồi, ngươi thấy thế nào hả? Ánh mắt của Lục Lâm Thiên lóe lên, nhìn thần sắc của mọi người, chắc là cũng bị ép chỉ còn nước đồng ý mà thôi, nhưng do trọng sĩ diện, nếu như mình muốn nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang đáp ứng thì cũng chỉ có thể hạ xuống một bậc thang, cho nên Công Tôn Hóa Nhai mới muốn Lữ Chính Cường nói chuyện, rõ ràng là hy vọng Lữ Chính Cường có thể tìm được một bậc thang cho nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang, trầm tư một hồi. Lục Lâm Thiên mới nói. Nhạc phụ, tiểu tế chỉ có thể đồng ý giảm chuyện cho phi linh môn chọn trước từ 5 bảo vật xuống còn 3 bảo vật, đây là nhượng bộ lớn nhất rồi, về phần những sơn môn khác thì tới lúc đó phi linh môn ta sẽ xem tình huống mà xuất ra một phần cũng được. Ngoài ra, nếu như các vị trưởng môn vẫn không thể chấp nhận thì tiểu tế đây cũng không còn cách nào khác. Chư vị trưởng môn, các vị thấy thế nào? Lữ Chính Cường liếc mắt nhìn rồi nói với mọi người. Mặc dù mang tiếng là hỏi, nhưng ai cũng biết, chỉ có mấy người Công Tôn Hóa Nhai, Gia Cát Tây Phong và Đồng Quy Tinh là có tư cách trả lời, những sơn môn khác chỉ là tới để cho có mà thôi. Nếu Lữ trưởng môn đồng ý thì Lan Lăng Sơn Trang của ta cũng không có ý kiến. Gia Cát Tây Phong phẩy phẩy cây quạt sắc mặt hơi trầm xuống, dường như trong lòng cũng không dễ chịu gì. Ta cũng không có ý kiến. Ánh mắt của Đồng Quy Tinh run lên, tiếp theo liền đảo qua chỗ của Lục Lâm Thiên. Nếu mọi người đã không có ý kiến gì thì Hóa Vũ Tông ta cũng không có ý kiến. Công Tôn Hóa Nhai nói. Lục Lâm Thiên nhoẻn miệng cười, có một chiếc chìa khóa trong tay, điều kiện này, nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang căn bản là không cách nào để kỳ kèo mặc cả được, cho bọn họ một bậc thang, bọn họ cũng chỉ có thể đi xuống mà thôi. Nếu đã như vậy thì cứ quyết định thế đi. Lữ Chính Cường nói. Bên trong đại điện, mọi người không nói gì, coi như đã chấp nhận.
mấy đại sơn môn như Ma Tâm Cốc cũng không toàn lực phản đối, chỉ là có hơi chút hâm mộ và ghen tị với Phi Linh môn hơn mà thôi. Các vị, nếu mọi người đã thương nghị xong thì việc này cứ quyết định như vậy đi. Lữ Chính Cường xoay chuyển ánh mắt, lập tức nói. Sáng nay ta nhận được tin từ Thiên Địa Các, có người nhờ Thiên Địa Các phát tin tức, nói là trong tay đang giữ một chiếc chìa khóa, hy vọng những người giữ hai chiếc chìa khóa còn lại, giờ tí 3 ngày sau tới cự nham phong cao nhất bên ngoài thành cự giang gặp mặt, hợp nhất 3 chiếc chìa khóa, tìm ra địa điểm của huyền thiên bí cảnh. À, ánh mắt của Lục Lâm Thiên lóe lên, 3 ngày sau, không biết là thật hay giả. Lần này không biết là thật hay giả, nếu như có thể để 3 chiếc chìa khóa hội tụ, tìm ra huyền thiên bí cảnh thì ta thấy đây tuyệt đối là chuyện tốt. Cũng không biết chiếc chìa khóa còn lại có xuất hiện hay không. Gia Cát Tây Phong gật cây quạt lại, sắc mặt lập tức hơi biến hóa. Mặc kệ việc này là thật hay giả, chúng ta cũng phải tới một lần xem thử. Đồng Quy Tinh nói. Lâm Thiên, ý của ngươi thế nào? Lữ Chính Cường hỏi Lục Lâm Thiên. Đây là cơ hội để tìm được 2 chiếc chìa khóa còn lại, đương nhiên phải đi. Lục Lâm Thiên hơi nhếch khóe môi, nói. Giữa trưa, Lục Lâm Thiên về lại trong đình viện do Vân Tiếu Thiên an bài, sau khi nói với mọi người một tiếng thì Lục Lâm Thiên liền đi vào trong phòng, tối hôm qua bị thương không nhẹ, 3 ngày sau mình cũng muốn tới cự nham phong xem sao, cho nên trong 3 ngày còn lại, mình phải khôi phục thương thế mới được. Sau khi suy tư một lúc, hiện tại nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang, thậm chí là rất nhiều thế lực của đại lục đều ở đây, Lục Lâm Thiên không thể không nghĩ nhiều một chút. Nhạc phụ Vân Tiếu Thiên dùng thân phận phong sát để tới thành cự giang, đám người tam tông tứ môn như Vạn Thú Tông, Huyền Sơn Môn, Địa Linh Tông sợ là cũng đã tới thành cự giang rồi, còn có tứ các tứ đảo của thành Ma Vân nữa, sợ là cũng sẽ có người trà trộn vào bên trong thành cự giang, Phi Linh Môn của mình hiện tại coi như cũng bị kéo lại một chỗ với mấy thế lực này. Nói không chừng, chỉ sơ sẩy một cái thôi, Phi Linh Môn của mình cũng sẽ bị đả kích mạnh, đám người Công Tôn Hóa Nhai, Gia Cát Tây Phong đều không phải người thường, đám người đứng đầu tam tông tứ môn cũng không có ai là yếu kém, mình hiện tại ngoài mặt là có quan hệ hợp tác cùng đám người này, không thể không suy nghĩ nhiều hơn mới được. Cũng như hôm nay, trong lòng Lục Lâm Thiên biết rõ, mặc dù Hóa Vũ Tông Lan Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo đều đã đồng ý điều kiện của mình, nhưng sợ là tới phút cuối mình có muốn lấy được chỗ tốt mà mình đáng có cũng không dễ dàng gì, nói không chừng sẽ có biến cố xảy ra. Thực lực vẫn không đủ. Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống, miệng khẽ thở dài, hết thảy những việc này nói cho cùng đều là do thực lực, nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang có nội tình mấy ngàn mấy vạn năm, khẩu khí nói chuyện cũng lớn hơn nhiều, còn Phi Linh Môn của mình hiện tại, mặc dù thực lực cũng không tệ, chỉ là đối với mấy quái vật khổng lồ kia mà nói thì vẫn không đủ. Cự nham phong 3 ngày sau nói không chừng sẽ có chút biến cố, trên người hắn vẫn còn thương thế do Không Linh Vương lưu lại, Lục Lâm Thiên thu hồi tạp niệm. Sau khi nuốt vài viên đan dược lực phẩm xong thì bắt đầu điều tức. Sau một lát, có một vòng hoàng quang quanh quẩn bên người, Lục Lâm Thiên cũng bắt đầu tiến vào trạng thái điều tức. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau khi Lục Lâm Thiên bắt đầu tiến nhập trạng thái điều tức, không biết từ khi nào, không khí bên trong thành cự giang bắt đầu có chút biến hóa, mặc dù thành cự giang vẫn cứ vô cùng náo nhiệt như cũ, dòng người vẫn cứ ra ra vào vào rộn ràng như cũ, nhưng không khó để nhìn ra, đoạn thời gian gần đây bên trong thành cự giang xuất hiện không ít cường giả, cũng có kẻ đột nhiên vài ngày không thấy tăm hơi, một cỗ không khí vô hình bắt đầu bao trùm khắp thành cự giang, dường như tất cả đều đang chờ đợi cái gì đó tới. Bên trong một đình viện tinh xảo, đình viện này vô cùng u tĩnh tinh xảo, lúc này đang là cuối thu, nhưng chung quanh đều là những bồn hoa xanh biếc, bên trong đình viện thậm chí còn có không ít danh hoa nộ phóng, một cỗ hương hoa tự nhiên cũng phiêu tán trong không trung. Bên trong đình viện này, tất cả mọi thứ đều cực kỳ tinh xảo, khiến cho người ta nhìn không được mà vỗ án tán dương, người sáng suốt cũng không khó để nhìn ra, tất cả mọi thứ trong đình viện này đều không phải phàm vật. Lúc này, bên trong đình viện có 2 đạo thân ảnh một nam một nữ ngồi bên trong tiểu thính, trước mặt mỗi người đều có một ít điểm tâm và nước mát, nam nhân tuổi chừng 25-26, thân hình cao ngất, bộ dáng tuấn lãng, khí độ bất phàm, khóe môi hơi nhếch, khí chất và phong độ cỡ này tuyệt đối không phải người bình thường có thể có. Còn nữ nhân thì có thân hình mạn diệu, khoác một kiện đấu bồng, tuy không nhìn thấy rõ gương mặt, nhưng vô hình cũng không khó để cảm giác ra, dưới đấu bồng kia, tuyệt đối là một gương mặt tinh xảo. Lần này ngươi gây ra động tĩnh lớn như vậy, sợ là mạch nước ngầm ở thành cự giang sẽ càng thêm sôi trào,
vậy thì càng náo nhiệt. Nữ tử kia hơi ngước mắt lên, nhìn nam tử tuấn lãng một cái. Như vậy mới náo nhiệt, bằng không ba chiếc chìa khóa kia sao có thể hội tụ lại được. Nam tử hé miệng cười, nụ cười ia, sợ là đủ khiến không ít nữ tử động tâm. Nhưng mà trên người ngươi căn bản không có chìa khóa của ngươi đã bị người ta lấy đi mất rồi. Nữ tử kia khẽ nói. Ngươi đây là cố ý thử ta sao, sợ là mỗi bước ta đi ngươi đều đã tính trước cả rồi. Nam tử tuấn nhã nhấp một ngụm nước, nói. Thanh thủy của Bích Thủy Hàn Đàm ngươi cũng mang theo bên người, ngươi đúng là có lòng nhàn nhã thật đấy. Ngươi biết, ta chỉ ở trong hàm đàm này mà. Thân ảnh nữ tử kia khẽ nói, sau đó lại nhìn về phía nam tử tuấn lãng nói tiếp. Ngay từ đầu ngươi cố ý đem tin tức huyền thiên bí cảnh tiết lộ ra ngoài khiến cho toàn bộ đại lục chú ý, bây giờ lại cố ý giải tin tức giả, có lẽ mấy người có chìa khóa kia nhất định sẽ không nhịn được mà tới đây. Tới lúc đó ba cái chìa khóa có thể hội tụ lại một chỗ. Chỉ là ba cái chìa khóa vừa mới xuất hiện khó tránh khỏi có một ít người có tâm tư kín đáo xuất hiện, tới lúc đó có lẽ sẽ có náo nhiệt. Ta biết ngay không thể giấu giếm được nàng mà. Nam tử tuấn lãng nhìn thân ảnh xinh đẹp này rồi lập tức nói. Trong thành cự giang này tất cả các thế lực lớn hội tụ, tất cả đều có tâm tư riêng, có lẽ cũng không ai dám ra tay lộn xộn. Chỉ cần ba chiếc chìa khóa hội tụ lại là có thể tìm ra nơi hạ lạc của huyền thiên bí cảnh. Đến lúc đó náo nhiệt chính thức bắt đầu. Thanh âm vừa dứt, nam tử tuấn lãng mỉm cười, trừ nữ tử trước mắt hiện giờ ra, ai có thể biết rõ kiệt tác khiến cho toàn bộ đại lục oanh động chính là do một tay hắn an bài, hết thảy đều do hắn âm thầm khống chế. Loại cảm giác này quả thực vô cùng tốt. Ngươi đã từng gặp Lục Lâm Thiên kia chưa? Ánh mắt nữ tử kia khẽ đổi rồi nhẹ giọng hỏi. Đã gặp một lần, thế nhưng cũng chưa từng chứng kiến thực lực cụ thể của hắn. Vũ giả ngũ hệ, có lẽ thiên phú cũng không tệ lắm, chỉ là tu vi quá thấp, mới vũ xuất thất trọng mà thôi. 3-4 năm trước ngươi cũng chỉ là vũ xuất bát trọng mà thôi. Nữ tử mềm mại này nói. Nghe nói trên người này có một chiếc chìa khóa huyền thiên bí cảnh, nếu đúng như ta suy đoán thì có lẽ chính là chiếc chìa khóa trong tay ta trước kia. Nam tử tuấn lãng nói xong, lập tức hỏi nữ tử kia. Nàng cũng đã gặp hắn. Ánh mắt nữ tử khẽ đổi, lập tức nói. Tam tông tứ môn, tứ các tứ đảo, nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang, thế hệ trẻ tuổi hiện giờ tuy rằng có vài người thiên phú cùng thực lực không tệ. Nguyên Nhược Lan của thiên kiếm môn kia là vũ giả tứ hệ, Vân Hồng Lăng của Vân Dương Tông là vũ giả tam hệ, lại phục dụng qua vũ linh thánh quả, việc đột phá vũ vương sẽ vô cùng dễ dàng. Gia Cát Tử Vân đã tiến vào trong đại điện vụ tinh, có lẽ cũng đạt được một ít chỗ tốt. Thiên phú của hắn cũng không tệ, còn tứ các tứ đảo hiện nay thế hệ trẻ tuổi cũng có thiên phú không tồi. Còn vũ giả ngũ hệ của linh vũ giới kia, khi trước trên đại hội tam tông tứ môn đã là vũ xuất, lúc này sợ rằng đã là vũ vương, những người này không thể khinh thường. Có đối thủ là chuyện đáng vui mừng, không có đối thủ mới là tịch mịch. Ta lại muốn chiếu cố bọn hắn. Đặc biệt là nữ tử của linh vũ giới kia, ta có cảm giác thực lực của nàng trong đám người kia mới là mạnh nhất. Khóe miệng nam tử tuấn lãng nhếch lên, trên khuôn mặt hiện lên sự vui vẻ. Ngược lại ta lại cảm thấy Lục Lâm Thiên có lẽ càng thêm đáng sợ. Người này sát khí rất nặng, thế nhưng lại có thể thu phóng tự nhiên, cái này mới đáng sợ. Nữ tử uyển chuyển kia thấp giọng nói. Sẽ có cơ hội giao thủ cùng bọn họ, hy vọng đám người đó sẽ không để cho ta thất vọng. Nam tử tuấn lãng cười, nhanh chóng uống một ngụm nước trong chén, sau đó đứng dậy nói. Vẫn là nước trong Bích Thủy Hàn Đàm có hương vị quen thuộc, đa tạ đã khoản đãi, ta ra ngoài dạo chơi một chút. Nữ tử uyển chuyển không nói gì, lúc này nàng cúi đầu cầm chiếc chén ngọn trong tay không ngừng vuốt, tuy rằng không nhìn thấy khuôn mặt thế nhưng có thể đoán ra dường như lúc này nàng ta đang suy nghĩ cái gì đó. Thời gian chậm rãi trôi qua, 3 ngày này. Trong lúc điều tức Lục Lâm Thiên không có khái niệm thời gian. Vào đêm, cả thành cự giang được bao phủ trong màn đêm, đêm nay vầng trăng ở trên không trung vô cùng tròn chính, ánh sáng tỏa ra bốn phía, không có một chút mây mù nào che đậy. Trong thành cự giang, khi màn đêm buông xuống có không ít thân ảnh lặng lẽ rời đi. Lúc này mục tiêu của tất cả mọi người dường như đều là cự nham phong mà mấy ngày nay mọi người đều chú ý tới. Phù! Hai mắt Lục Lâm Thiên mở ra. Trong căn phòng tối lúc này hai mắt giống như tinh quang rồi lập tức thu liễm không thấy. Một ngụm chọc khí từ trong miệng Lục Lâm Thiên được thở ra,
ngụm chọc khí xuất hiện khiến cho gợn sóng trong không gian lắc lư. Lão đại, đã 3 ngày rồi. Một đạo quang mang léo lên, thân thể nho nhỏ của tiểu long nhanh chóng nhảy lên vai Lục Lâm Thiên, cái lưỡi không ngừng phun ra nuốt vào rồi liếm má Lục Thiếu Du. Đêm nay nên đi tới cự nham phong kia. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đảo, vỗ vỗ đầu tiểu long rồi nhẹ giọng hỏi. Tiểu long, đệ không sao chứ? Đệ vốn không sao, thực lực Hắc Quỷ Thiên Vương kia rất mạnh, thế nhưng cũng không có cách nào chính thức làm đệ bị thương, một chút thương tổn nho nhỏ đệ cũng không quan tâm cho lắm. Cái đầu nhỏ của tiểu long nhấc lên, vô cùng đắc ý nói. Vậy là tốt, về sau đừng không biết lượng sức chống đỡ công kích cho lão đại. Lục Lâm Thiên nói. Lão đại, yên tâm đi, thực lực đệ tuy rằng không bằng huynh thế nhưng lực phòng ngự thì huynh lại không bằng đệ. Tiểu long nói. Đi thôi, chúng ta cũng nên xuất phát. Lục Lâm Thiên nói, sau đó lập tức thu thập một phen rồi rời khỏi phòng. Trong phòng, mọi người lúc này đã sớm có mặt. Một đám cường giả mặc áo choàng của Vân Dương Tông lúc này cũng hộ tống Vân Khiếu Thiên tới đây. Đối với chúng cường giả của Vân Dương Tông, Lục Lâm Thiên cũng có thể suy đoán ra một ít. Có lẽ sẽ có đám người Dương trưởng lão, Tạ trưởng lão ở trong đó. Chỉ là hiện tại thân phận còn chưa tiện biểu lộ ra ánh sáng cho nên hắn cũng không cần suy đoán nhiều. Cự Nham Phong cách thành Cự Giang 500 dặm, tọa lạc tay phía tây bắc của thành Cự Giang, đối diện với tròm Bắc Đầu Thất Tinh, nằm ngay bên dưới tròm Tham Lang. Cự Nham Phong vốn không phải là địa phương nổi danh gì. Đơn giản là ngọn núi này chính là ngọn núi cao nhất bên ngoài thành Cự Giang, có thể nói là cao chừng mấy ngàn trượng, như đột ngột từ dưới mặt đất mọc lên, từ trên sườn núi đã có mây mù lượn lờ. Chung quanh Cự Nham Phong sơn mạch kéo dài liên miên, những ngọn núi trùng điệp, rừng cây rậm rạp, đưa mắt nhìn bốn phía, bởi vì lúc này là cuối thu cho nên lá cây toàn bộ là màu vàng nhạt, lá rụng bay xuống khắp nơi. Một cơn gió thổi qua, lá rụng lập tức được cuốn đi trong màn đêm càng khiến cho người ta có một loại cảm giác thần bí. Chẳng biết từ khi nào lúc này chung quanh ngọn núi này trong màn đêm có không ít khí tức mịt mờ không khó để phát hiện ra. Khi đoàn người Lục Lâm Thiên chậm rãi xuất hiện ở trong sơn mạch này thì ánh mắt Lục Lâm Thiên lập tức biết đổi. Khu vực này vốn có không ít yêu thú ở trong, thế nhưng lúc này những yêu thú kia lại không thấy bóng dáng. Trong sơn mạch bao la lúc này ngay cả bóng của một đầu yêu thú cũng không thấy. Yêu thú khắp sơn mạch lúc này dường như cũng cảm giác được bầu không khí có chút khác thường cho nên co đầu rụt cổ trốn trong động, không dám ra ngoài. Siêu siêu. Sau khi thanh âm xé gió vang lên liên tiếp thì đám người Lục Lâm Thiên đã đáp xuống trước ngọn núi khổng lồ kia. Mắt nhìn ngọn núi khổng lồ, Lục Thiếu Du nhanh chóng đem tâm thần tỏa ra bốn phía. Lúc này chung quanh loáng thoáng có không ít khí tức mịt mờ tồn tại. Thật đúng là náo nhiệt a. Trường Bào Vân Khiếu Thiên run lên. Thấp giọng nói. Phong Sát tiền bối, người nói xem hôm nay 3 chiếc chìa khóa có thể hội tụ được hay không? Lục Lâm Thiên cúi đầu hỏi. Cái này không nói chính xác được, vẫn chưa tới giờ tí, chỉ mong có thể tụ hợp đủ. Vân Khiếu Thiên nói xong, ánh mắt khẽ đổi lại nói. Người của Nhất Tông Nhất Giáo Nhất Môn Nhất Trang cũng đã tới. Thanh âm Vân Khiếu Thiên vừa dứt, trong không gian lúc này vang lên thanh âm xé gió. Lúc này trên không trung có không ít thân ảnh xuất hiện dưới ánh sáng của vầng trăng. Khí tức cường hãn trên không trung bắt đầu tràn ra. Siêu siêu. Chỉ sau một lát, một đám người nhanh chóng đáp xuống cách bọn người Lục Lâm Thiên không xa. Từ số lượng hiện tại chỉ sợ cũng có chừng 600-700 người, quả thực đúng là người của Nhất Tông Nhất Giáo Nhất Môn Nhất Trang cùng với Ma Tâm Cốc, Song Đao Môn. Người Nhất Tông Nhất Giáo Nhất Môn Nhất Trang tới, Vân Khiếu Thiên chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi thu hồi ánh mắt. Không tiếp tục quan sát nữa. Lúc này nhìn đám người này trong lòng Lục Lâm Thiên không khỏi rung động. Thực lực đám người Nhất Tông Nhất Giáo Nhất Môn Nhất Trang quả thực vô cùng mạnh mẽ. Ngoại trừ Lữ Chính Cường, Công Tôn Hóa Nhai, Gia Cát Tử Vân ra thì bên cạnh cũng có không ít Phú Vương cùng Linh Vương trong Tông Môn. Lâm Thiên, thế nào rồi? Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, người của Nhất Tông Nhất Giáo Nhất Môn Nhất Trang chậm rãi đi tới. Mấy người đi đầu chính là Lữ Chính Cường. Không Mỹ Vi cùng với đám người Gia Cát Tây Phong. Bẩm nhạc phụ, tiểu tế vừa mới tới mà thôi. Lục Lâm Thiên nói. Xem ra lần này người tới đây cũng không ít. Ánh mắt Lữ Chính Cường nhìn bốn phía. Những đạo khí tức mịt mờ trong vùng núi này đương nhiên không thể giấu giếm được hắn. Tin tức này từ trong thiên địa các truyền ra, đương nhiên có không ít người biết rõ.
chỉ mong hôm nay đừng xuất hiện biến cố nào ngoài ý muốn. Gia Cát Tây Phong nói, người bình thường hắn đương nhiên sẽ không đặt vào trong mắt. Thế nhưng lúc này trong những ngọn núi xung quanh hắn cũng không khó cảm nhận ra, bên trong cũng có không ít người có tu vi mà ngay cả hắn cũng phải cố kỵ. Lại thêm không ít thế lực lớn ẩn giấu bên trong nữa, vạn nhất xảy ra phân tranh, đến lúc đó sẽ là một hồi đại chiến kịch liệt. Bây giờ nên làm gì? Đồng Quy Tinh nhìn bốn phía chung quanh, lúc này dưới bóng đêm mọi người cũng có thể nhìn thấy rõ ràng y phục trên người hắn không gió mà tung bay, sát khí từ trong người tràn ra. Hiện tại vẫn chưa tới giờ Tí, chúng ta chờ một chút đã. Đến lúc đó tự sẽ có sắp xếp, cần gì phải gấp gáp. Vân Khiếu Thiên nói. Chúng ta chờ một chút rồi nói. Ánh mắt Lữ Chính Cường nhìn qua Vân Khiếu Thiên rồi lập tức nói. Dưới ngọn núi, mọi người tiến tới một chỗ nham thạch sạch sẽ rồi lập tức ngồi xuống tranh thủ thời gian điều tức. Ngoài sơn mạch, lúc này ngẫn nhiên còn óc không ít khí tức đảo qua. Trong vùng núi này hiện tại có thêm không ít thân ảnh xuất hiện. Không có bất kỳ một tiếng nghị luận nào. Chung quanh một mảnh tĩnh lặng, tất cả đều đang chờ đợi cái gì đó. Cả ngọn núi chung quanh lúc này bị bao phủ trong bầu không khí ngưng trọng, khiến cho hô hấp mọi người có chút khó khăn. Trong bầu trời đêm yên tĩnh không có một con chim nào bay qua, chỉ có tiếng gió thổi quanh quẩn trong không trung mà thôi. Thời gian 3 ngày, giờ Tí đã tới. Xem ra lúc này người tới cũng không ít, có không ít người mang theo tâm tư muốn đục nước béo cò, bất quá ta thấy chư vị nếu như muốn thuận lợi đạt được tin tức nơi huyền thiên bí cảnh hạ lạc, vậy thì thành thật một chút. Nếu như ai dám hành động thiếu suy nghĩ, vậy thì nơi huyền thiên bí cảnh hạ lạc sẽ một lần nữa biến mất. Hiện tại người có chìa khóa của huyền thiên bí cảnh thì mau lên đỉnh núi. Nhanh chóng hợp nhất 3 chiếc chìa khóa để đạt được tin tức của huyền thiên bí cảnh. Còn lại, những người không có chìa khóa thì cũng không cần lên trên quấy rồi. Trừ phi là người không muốn đạt được tin tức nơi huyền thiên bí cảnh hạ lạc. Lúc này vào giờ Tí, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên quanh quẩn trong không trung. Siêu siêu. Trong nháy mắt, trong sơn mạch có vô số ánh mắt nhìn lên trên ngọn núi cao vệ Upsilon T kia. Thanh âm kia đúng là từ trên ngọn núi truyền xuống. Lão đại, chúng ta có cần đi lên không? Ánh mắt Tiểu Long khẽ đảo, nhanh chóng nhìn lên không trung. Nhìn thấy Tiểu Long, người của mấy sơn môn lớn kia không khỏi nhìn thêm vài lần. Phong Sát tiền bối, người thấy thế nào? Lục Lâm Thiên quay sang hỏi Vân Khiếu Thiên. Ha ha. Cái này phải xem ngươi có gan đi lên hay không. Đây có thể là âm mưu, thế nhưng đây cũng là phương pháp tốt nhất đạt được tin tức của huyền thiên bí cảnh. Vân Khiếu Thiên nói. Lâm Thiên, ngươi tự quyết định đi, bằng không ta đi cùng ngươi lên. Lữ Chính Cường lập tức nói. Lữ trưởng môn, ngươi không nghe thấy chỉ có người cầm chìa khóa mới được lên sao? Nếu như người khác được đi cùng thì cũng chỉ có ta mà thôi. Nếu như ngươi đi lên, sợ rằng cơ hội ngàn năm khó gặp này lại một lần nữa biến mất. Vân Khiếu Thiên nói. Nhạc phụ, tự mình con lên là được rồi. Nói không chừng đây chính là cơ hội hợp nhất 3 chiếc chìa khóa tốt nhất. Bỏ qua cơ hội này muốn hợp nhất 3 chiếc chìa khóa thì quả thực có chút khó khăn. Lục Lâm Thiên lập tức nói. Hai vị nhạc phụ này không ngừng nói móc nhau, nếu cứ tiếp tục như vậy việc sau đó sợ rằng khó có thể làm tốt. Lâm Thiên, vậy ngươi cẩn thận một chút. Khâu Mỹ Vi dặn dò Lục Lâm Thiên. Vâng, tiểu tế sẽ cẩn thận. Lục Lâm Thiên gật đầu nói. Cẩn thận một chút. Bạch Linh ngẩng đầu, trong ánh mắt lạnh lẽo như băng kia chỉ có khi nhìn về phía Lục Lâm Thiên mới có một tia ôn nhu. Được. Lục Lâm Thiên gật đầu rồi khẽ cười. Chân khí dưới chân bùng ra. Thân hình lập tức như một đầu diều hâu vỗ cánh nhanh chóng thả người nhảy lên không trung. Tiểu tử này. Phù quang lược ảnh của Vân Dương Tông đã thi triển lô hỏa thuần thanh, không tệ, không tệ. Vân Khiếu Thiên chắp tay nói. Thân ảnh Lục Lâm Thiên giống như diều hâu, nhanh như thiểm điện lướt lên đỉnh núi. Ngọn núi cao vút trong mây, dùng tốc độ của Lục Lâm Thiên hiện tại cũng phải một lát sau mới lên được tới đỉnh núi. Trên đỉnh cự nham, lúc này khắp nơi đều là những hòn đá kỳ lạ. Trên đỉnh núi có những đám mây cao ngất. Ngẩng đầu nhìn lên lập tức có cảm giác giống như những ngôi sao đang ở ngay trên đỉnh đầu. Phía dưới chân là mây mù cuồn cuộn. Siêu. Lục Lâm Thiên đáp xuống một tảng đá trên đỉnh núi. Tiểu Long trên vai hắn lúc này đang dùng ánh mắt cảnh giác liếc nhìn bốn phía. Thế nhưng cũng không phát hiện ra cái gì. Lúc này trên ngọn núi cũng không có một ai. Siêu. Ngay khi Lục Lâm Thiên đáp xuống tảng đá kia một lát,
lập tức có một đạo thân ảnh từ dưới ngọn núi lướt lên, thân thể giống như một con chim mang theo khí thế kinh người nhanh chóng đáp xuống phía đối diện Lục Thiếu Du. Sau khi đáp xuống, ánh mắt của người này nhanh chóng nhìn sang Lục Thiếu Du. Vũ Vương. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng đang đánh giá đối phương. Người này mặc trường bào, thế nhưng trên đầu lại đeo mặt nạ cho nên không nhìn thấy khuôn mặt. Từ khí tức đối phương tiết ra ngoài lúc này Lục Thiếu Du cũng có thể nhận ra, thực lực người này đã tới cấp bậc Vũ Vương. Hai người ở phía xa nhìn nhau đều không nói tiếng nào. Thế nhưng lúc này dưới ngọn núi một lần nữa lại có một tiếng xé gió vang lên. Lập tức có một đạo thân ảnh mềm mại, xinh đẹp đáp xuống tảng đá. Người vừa xuất hiện này thân thể mềm mại uyển chuyển, trên người mặc một bộ váy đỏ như lửa. Trên mặt cũng mang theo một mặt nạ màu đỏ. Lục Lâm Thiên không có cách nào hoàn toàn nhìn ra khí tứ của người này rốt cuộc đã tới cấp độ nào. Ba người nhìn nhau, tạo thành một hình tam giác, nhanh chóng đánh giá hai người còn lại. Lúc này Lục Lâm Thiên cảm giác được sự biến hóa trong nhẫn chữ vật của mình. Trong chiếc nhẫn chữ vật ẩn giấu kia, chìa khóa của Huyền Thiên Bí Cảnh bắt đầu tràn ra một cỗ quang mang. Có một lực lượng vô hình trong đó dường như đang liên hệ với nhau. Xem ra ba người chúng ta đều có được một chiếc chìa khóa của Huyền Thiên Bí Cảnh. Người mang mặt nạ mặc trường bào kia toàn thân run lên, lúc này hắn cũng đã cảm nhận được sự biến hóa trên người mình. Khanh khách, xem ra ba người chúng ta đều có chìa khóa, không biết là ai hẹn ta tới. Thân ảnh xinh đẹp uyển chuyển kia lập tức cười một tiếng, ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía Lục Lâm Thiên cùng thân ảnh mặc trường bào mang mặt nạ kia. Trên người các ngươi có ba chiếc chìa khóa vậy thì nhanh chóng hợp nhất để lấy được tin tức Huyền Thiên Bí Cảnh. Một khi hợp nhất thì cơ hội khó cầu. Nếu như không có ta, ta thấy chư vị cũng không có cơ hội biết rõ, rốt cuộc là những ai đang giữ hai chiếc chìa khóa còn lại a. Lúc này một thanh âm đột nhiên vang lên, thế nhưng lại không thấy bóng dáng người này. Là ai? Thanh âm này vang lên khiến cho trong lòng ba người lập tức cảnh giác. Ánh mắt Tiểu Long lập tức nhìn về phía một tảng đá cách đó không xa. Ba vị không cần tìm, ta không có ở trên ngọn núi này. Hiện tại ta cùng các ngươi nói chuyện là thông qua một ngọc giản bằng linh hồn mà thôi. Một chút thủ đoạn vậy tuy rằng đặc biệt, thế nhưng nói trắng ra cũng không khó khăn bao nhiêu. Ba vị hiện tại hợp nhất ba chiếc chìa khóa Huyền Thiên Bí Cảnh đi. Về phần ta là ai, các ngươi cũng không cần biết rõ. Chỉ là người sắp xếp các ngươi hợp nhất ba chiếc chìa khóa mà thôi. Thanh âm vừa dứt rồi lập tức biến mất. Ba người nhìn nhau, một lát sau, thân ảnh xinh đẹp kia cười khanh khách một tiếng rồi nói. Khanh khách, ta có cảm ứng ba chiếc chìa khóa này phân biệt nằm trên người chúng ta. Không bằng ba người chúng ta hợp nhất ba chiếc chìa khóa để thu được tin tức nơi hạ lạc của Huyền Thiên Bí Cảnh. Các ngươi thấy thế nào? Ta không có ý kiến. Trước tiên nhanh chóng hợp nhất ba chiếc chìa khóa để tìm nơi hạ lạc của Huyền Thiên Bí Cảnh. Các hạ có phải là Lục Thiếu Du mấy ngày nay làm thành cự giang xôn xao không? Quả thực là có ý tứ. Thân ảnh mặc trường bào liếc nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói. Nếu như hai vị đã đồng ý, ta cũng muốn biết nơi hạ lạc của Huyền Thiên Bí Cảnh cho nên tự nhiên sẽ không phản đối. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, hai người này đều mang theo mặt nạ, hắn cũng không có cách nào biết rõ thân phận. Quả thực lần này hắn đã chịu thiệt. Theo ta được biết, ba chiếc chìa khóa này hội tụ lại là có thể biết được nơi hạ lạc của Huyền Thiên Bí Cảnh. Vậy thì nên bắt đầu thôi. Về phần ai có thể thu được bảo tàng do Huyền Thiên Môn mấy ngàn năm trước lưu lại thì phải dựa vào vận khí. Nữ tử mặc bộ váy đỏ mỉm cười, thủ ấn được kết, một chiếc chìa khóa nhanh chóng xuất hiện trong tay nàng. Lục Lâm Thiên nhìn vào trong tay nàng, chiếc chìa khóa này giống như chiếc chìa khóa trong tay hắn như đúc. Lúc này phía trên chiếc chìa khóa có một cỗ khí tức nhàn nhạt đang tràn ra. Bên trên phát ra quang mang. Siêu. Người mặc trường bào mang mặt nạ kia lúc này cũng nhanh chóng lấy ra một chiếc chìa khóa giống như đúc, bên trên tràn ngập quang mang. Lúc này hai chiếc chìa khóa trong tay hai người nhảy lên, quang mang càng ngày càng thịnh. Nhìn thấy hai chiếc chìa khóa này, trong nội tâm Lục Lâm Thiên cực kỳ kích động. Quả thực là có đủ ba chiếc chìa khóa. Tiếp theo. Lục Thiếu Du nhanh chóng đem chiếc nhẫn chìa khóa của mình xuất ra. Chiếc chìa khóa này xuất hiện, lúc này dường như nó cũng đã sớm có cảm ứng, quang mang bắn ra bốn phía. Một cỗ khí tức cổ xưa nhanh chóng tràn ra. Lúc này ba chiếc chìa khóa trong tay ba người đều bắt đầu nhúc nhích. Dường như có một loại lực lượng vô hình đang dẫn dắt ba chiếc chìa khóa. Hai vị, nhanh hội tụ ba chiếc chìa khóa lại.
Nữ tử có thân thể mềm mại kia yêu kiều quát lên một tiếng, thủ ấn nhanh chóng được kết. Lập tức đem chiếc chìa khóa trong tay ném lên không trung. Siêu! Thân ảnh mặc trường bào đeo mặt nạ kia cũng nhanh chóng kết thủ ấn, ném chìa khóa lên không trung. Đi! Lục Lâm Thiên không chút do dự, ba chiếc chìa khóa hội tụ lại mới thu được tin tức nơi hạ lạc của Huyền Thiên Bí Cảnh, bỏ qua cơ hội này muốn tìm được cơ hội khác cực kỳ khó. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn lên không trung, tay áo vung lên, chiếc chìa khóa trong tay nhanh chóng bay lên không trung. Lúc này ba chiếc chìa khóa bắn ra quang mang chói mắt, dường như hô ứng lẫn nhau. Ba chiếc chìa khóa nhanh chóng quanh chung quanh ngọn núi, quang mang vô cùng chướng mắt. Trong lúc mơ hồ, dường như có một chấn động kỳ dị đột nhiên xuất hiện. Đồng thời quang mang cũng càng ngày càng mạnh. Bên ngoài ba chiếc chìa khóa lúc này bắt đầu có bí văn lưu chuyển, một cỗ khí tức cổ xưa từ trên đỉnh núi tràn ra. Siêu! Cỗ khí tức cổ xưa này nhanh chóng lan tràn rồi lập tức bao phủ trên đỉnh núi. Cỗ khí tức này khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên có chút rung động. Siêu siêu! Ba chiếc chìa khóa đột nhiên phát ra tiếng kêu quỷ dị, sau đó ba chiếc chìa khóa này không ngờ trực tiếp quay nhanh cùng một chỗ. Quang mang đột nhiên đại thịnh, ba chiếc chìa khóa hợp lại thành một. Lúc này một chiếc chìa khóa gấp ba lần chiếc chìa khóa trong tay mỗi người xuất hiện. Quang mang quanh quẩn xung quanh chiếc chìa khóa khiến cho cả không gian chấn động. Ba chiếc chìa khóa hội tụ, sóng gợn trong không gian lập tức phát sinh biến hóa. Sóng gợn trong không gian trực tiếp vặn vẹo, một cỗ khí tứ cổ xưa đột nhiên từ bên trong chìa khóa tràn ra. Trong nháy mắt chiếc chìa khóa này trực tiếp mở ra gợn sóng trong không gian. Gợn sóng trong không gian lúc này trực tiếp hóa thành một vòng xoáy mang theo một cỗ khí tức khiến cho linh hồn ba người run rẩy. Dưới cỗ khí tức này ba người đều có cảm giác được có một cỗ uy áp cực lớn. Dưới uy áp cực lớn này ba người lúc này vô cùng gian nan ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt của ba người lúc này chỉ thấy trong không gian đã vặn vẹo kia lập tức xuất hiện một đám hình ảnh. Hình ảnh này giống như là một ảo ảnh xuất hiện bên trong sóng gợn trong không gian. Trong cỗ quang mang chói mắt này, ánh mắt Lục Lâm Thiên gian nan mới nhìn thấy được một địa vực lạ lẫm. Nơi này sơn mạch liên miên, bao la vô cùng, từng dãy sơn mạch hiện lên trong mắt Lục Lâm Thiên. Cuối cùng trong mắt Lục Thiếu Du nhìn thấy tại một sườn đồi cực lớn, trước sườn đồi có mấy chữ to, Huyền Thiên Bí Cảnh. Mí mắt Lục Lâm Thiên giật giật, một khối ngọc giản lập tức xuất hiện trong tay, sau khi nhỏ một giọt máu lên bề mặt ngọc giản Lục Lâm Thiên nhanh chóng đem những hình ảnh hắn chứng kiến trước mặt khắc vào trong ngọc giản. Những hình ảnh này theo như Lục Thiếu Du suy đoán thì không hiện bao lâu nữa, mà những hình ảnh này có lẽ chính là nơi Huyền Thiên Bí Cảnh tọa lạc. Ngay lúc này, nữ tử mặc váy đỏ cùng với nam tử mặc trường bào kia cũng nhanh chóng khắc lên ngọc giản. Những hình ảnh trước mắt không duy trì bao lâu, muốn tìm được nơi trong hình ảnh này, sợ rằng sẽ tốn rất nhiều thời gian. Siêu siêu! Dưới đỉnh cự nham có vô số ánh mắt nhìn lên không trung. Bỗng dưng trên đỉnh núi có một đạo quang trụ phóng lên trời, một cỗ khí thức cổ xưa lập tức lan tràn, trực tiếp bao phủ phương viên chung quanh. Ba chiếc chìa khóa đã hội tụ. Ánh mắt Thiên Độc Yêu Long nhảy lên, cái râu rồng run rẩy, hai mắt chăm chú nhìn lên trên cao. Siêu siêu! Đột nhiên trong sơn mạch đột nhiên có mấy trăm đạo thân ảnh đột nhiên lao ra. Những thân ảnh này nhanh như thiểm điện phóng lên trên đỉnh núi. Ba cái chìa khóa đã hội tụ, cho nên lúc này những cường giả kia cũng không ẩn giấu được nữa. Ai cũng muốn chiếm được tin tức nơi Huyền Thiên Bí Cảnh hạ lạc. Độc Long, nhanh đi bảo vệ Tiểu Long. Ánh mắt Bạch Linh khẽ đổi, thân thể nhanh chóng phóng lên đỉnh núi. Biết rồi. Thiên Độc Yêu Long quát lên một tiếng, yêu nguyên từ trong cơ thể tuôn ra, thân thể trực tiếp phóng lên đỉnh núi theo Bạch Linh. Chúng cường giả trong Phi Linh Môn lúc này cũng nhanh chóng phi người theo sau. Người Nhất Tông Nhất Giáo Nhất Môn Nhất Trang cũng nhanh chóng nhảy lên. Lúc này đám người Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Công Tôn Hóa Nhai đột nhiên tiêu thất tại chỗ. Lực khống chế không gian của bọn họ khiến cho tốc độ so với người khác nhanh hơn mấy lần. Trên đỉnh núi, dưới một mảnh quang mang chói mắt liên tục có những hình ảnh xuất hiện, lúc này quang mang kia đã bắt đầu yếu bớt. Siêu siêu! Một đám thanh âm xé gió từ phía dưới lao lên, lập tức có mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở trên đỉnh núi. Lúc này hình ảnh trong vòng xoáy kia đã bắt đầu ảm đạm, những người vừa mới lên đỉnh núi chỉ nhìn thấy được một ít hình ảnh mà thôi. Thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên thu lại, nhanh chóng thu lại khối ngọc giản của mình. Siêu siêu! Cùng lúc này, bên người Lục Lâm Thiên cũng xuất hiện mấy đạo thân ảnh, chính là Vân Khiếu Thiên,
Lữ Chính Cường, Công Tôn Hóa Nhai, Đồng Quy Tinh, Gia Cát Tây Phong, cùng với Bạch Linh, Thiên Độc Yêu Long và mấy cường giả Vũ Vương, Linh Vương của Nhất Tông Nhất Giáo Nhất Môn Nhất Trang. Lâm Thiên, thế nào rồi? Khâu Mỹ Vi đi tới trước người Lục Lâm Thiên rồi hỏi. Đã thu được. Lục Lâm Thiên đáp nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn vào hai người cùng có chìa khóa. Lúc này bên người nữ tử mặc váy đỏ cùng với nam tử mặc trường bào kia cũng có không ít cường giả, đều mặc áo choàng, đeo mặt nạ. Từ khí tức trên người có thể nhận thấy, bên trong có không ít Vũ Vương cùng Linh Vương. Mí mắt khẽ giật, Lục Lâm Thiên suy đoán, hai người này sợ rằng cũng có chút địa vị. Có lẽ là người của Tam Tông Tứ Môn hoặc là Thành Ma Vân cũng không nhất định. Mà lúc này bốn phía cũng xuất hiện không ít khí tức cường hãn. Lục Lâm Thiên nhìn trên đỉnh núi, chung quanh không ngờ lại xuất hiện hơn ngàn thân ảnh. Không ít người có khí tức cực kỳ cường hãn, từ vị trí có thể đại khái chia ra làm ba cỗ thế lực lớn cùng không ít thế lực nhỏ. Ba cỗ thế lực lớn phân biệt chính là hắn cùng Nhất Tông Nhất Giáo Nhất Môn Nhất Trang, còn hai cỗ thế lực bên cạnh nữ tử mặc váy đỏ kia và nam tử mặc trường bào. Trừ ba cỗ thế lực này ra cũng có không ít tiểu thế lực cũng có thực lực dường như không yếu. Nơi này phức tạp, chúng ta đi trước. Lữ Chính Cường nhìn bốn phía, trong ánh mắt của hắn lúc này có không ít khí tức trên đỉnh núi này khiến cho hắn cũng phải chú ý một phen. Được. Lục Lâm Thiên gật đầu đáp. Nơi huyền thiên bí cảnh hạ lạc đã được khắc xuống, kế tiếp hắn phải tập trung tìm bí cảnh, không thể để kẻ khác nhanh chân tới trước. Siêu siêu. Lúc này đám người nữ tử mặc váy đỏ kia dẫn đầu đi xuống đỉnh núi. Cũng không có bất kỳ ai dám ngăn cản. Khí tức của vài Vũ Vương cùng Linh Vương khuếch tán ra, người thường cũng không có dũng khí ngăn cản. Đi. Vân Khiếu Thiên nói nhỏ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du rồi mọi người nhanh chóng rời đi. Trên đỉnh núi, tất cả mọi người nhìn chăm chú vào đám người Lục Lâm Thiên rời đi, cũng không có ai dám ngăn cản. Người của Nhất Tông Nhất Giáo Nhất Môn Nhất Trang ở đây sợ rằng không có mấy người dám ngăn cản. Trong đám người, một nam tử tuấn lãng cùng một thân ảnh uyển chuyển xen lẫn trong đám người, nhìn tất cả chuyện này nam tử tuấn lãng kia khẽ mỉm cười, dường như mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của hắn. Nơi bí cảnh hạ lạc ngươi có thể nhìn thấy không? Nữ tử có thân ảnh uyển chuyển kia thấp giọng nói. Mặc dù chỉ liếc mắt nhìn thế nhưng ta cũng có thể suy đoán ra. Những năm nay, từ tin tức trong môn thu thập được thì có lẽ chính là chỗ kia. Nam tử tuấn lãng nói. Những người trong môn có lẽ cũng đã sớm đi tới đó. Chúng ta lên đường đi. Những năm này Nhất Tông Nhất Giáo Nhất Môn Nhất Trang, Tam Tông Tứ Môn cùng với Tứ Các Tứ Đảo đều đang tìm kiếm huyền thiên bí cảnh. Trong huyền thiên bí cảnh này chỉ sợ không chỉ đơn giản có mỗi bảo vật như vậy. Nữ tử kia nói. Lần này ta quả thực muốn nhìn xem. Bảo vật trong đó rốt cuộc sẽ rơi vào trong tay ai? Khóe miệng nam tử tuấn lãng kia khẽ nhếch lên rồi mỉm cười. Có lẽ bí cảnh do huyền thiên môn tạo ra, sợ rằng cũng không dễ xông vào như vậy. Nữ tử huyền chuyển nói. Đương nhiên phải có chút khó khăn thì mới chia làm ba chiếc chìa khóa như vậy. Nếu quá dễ ta cũng không muốn đi, huống chi lần này chúng ta liên thủ thì có gì phải sợ. Huyền thiên bí cảnh này ta đương nhiên cũng muốn xông vào một lần. Nhìn xem trong này rốt cuộc là có bí mật gì. Nam tử tuấn lãng mỉm cười nói. Từ Cự Nham Phong quay về thì sắc trời đã sáng. Bọn người Lục Lâm Thiên sau khi trở về thành Cự Giang thì cũng chỉ có đám người Lục Lâm Thiên, Bạch Linh, Huyết Nghị, Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Thiên Độc Yêu Long, Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Khâu Mỹ Vi, Gia Cát Tây Phong, Gia Cát Tử Vân, Công Tôn Hóa Nhai, Đồng Quy Tinh cùng với Hàn Trưởng Lão của Linh Thiên Môn cùng với mấy Vũ Vương, Linh Vương của các sơn môn khác tiến vào trong một căn phòng nhỏ. Lúc này trong căn phòng này tuyệt đối là những người có thực lực, độ tin cậy cao nhất, cũng không có khả năng là thám tử thế lực khác. Về phần Ma Tâm Cốc, Song Đao Môn kia không có cơ hội tiến vào đại điện này. Còn chưa đủ tư cách tiến vào căn phòng nhỏ này. Lục Lâm Thiên, nơi hạ lạc của bí cảnh ngươi nhận được chưa? Đồng Quy Tinh nhanh chóng hỏi Lục Lâm Thiên. Nơi hạ lạc của bí cảnh đương nhiên ta đã thu được. Bất quá hai người có chìa khóa kia cũng thu được. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, sau khi quét mắt nhìn mọi người rồi lập tức nói. Chư vị trưởng môn, ta hỏi chư vị một lần cuối cùng, điều kiện chư vị đáp ứng có chắc chắn không? Chuyện này. Gia Cát Tây Phong thu quát, ánh mắt nhìn qua Lục Lâm Thiên rồi nói. Chỉ cần nơi hạ lạc là thật thì những điều kiện mà chúng ta đáp ứng được nhiên sẽ chắc chắn.
Tiểu tử, nhanh lấy ra nơi hạ lạc của huyền thiên bí cảnh đi. Một lời của chúng ta tựa như cửu đỉnh, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Nơi hạ lạc của bí cảnh hiện tại nằm trong tay khiến cho đám người công tôn hóa nhai, đồng quy tinh vô cùng sốt ruột. Đối với huyền thiên bí cảnh này, người nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang đã tìm kiếm mấy ngàn năm. Hiện tại có tin tức nơi hạ lạc của nó, cả đám vô cùng mong chờ. Lúc này sắc mặt Lữ Chính Cường cũng có chút biến hóa. Bất quá cũng không sao động như đám người công tôn hóa nhai và đồng quy tinh. Nhìn thấy sắc mặt của tất cả mọi người, Lục Lâm Thiên khẽ cười, nhanh chóng móc ra một khối ngọc giản, sau đó bóp nát. Ngọc giản bị bóp nát, không gian bên trong căn phòng lập tức khẽ chấn động. Lúc này từ trong gợn sóng trong không gian có từng hình ảnh xuất hiện. Những dãy núi liên miên, sơn mạch bao la, từng hình ảnh này đều do Lục Lâm Thiên dùng linh hồn lực vẽ ra. Tuy rằng lúc này không có cỗ uy áp cực lớn cùng với khí tức cổ xưa trên ba chiếc chìa khóa kia. Thế nhưng hình ảnh lại giống như đúc, chỉ là không rõ ràng rành mạch mà thôi. Thế nhưng lúc này cũng đủ để mọi người nhìn thấy rõ ràng mọi thứ. Từng hình ảnh hiện lên rồi lập tức biến mất không thấy. Sắc mặt mọi người không ngừng biến hóa, mà ngay cả huyết mị lúc này sắc mặt cũng có chút biến hóa. Sau khi hình ảnh biến mất, mọi người thầm hít sâu một hơi. Hóa ra là ở chỗ này, sơn mạch đoạn thiên, hay cho một huyền thiên môn, không ngờ lại đem bí cảnh giấu ở nơi này. Vẻ mặt Gia Cát Tây Phong trầm xuống, cực kỳ kinh ngạc nói. Nhưng mà sơn mạch đoạn thiên này mấy ngàn năm qua đã bị nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang tìm qua vô số lần, cũng không phát hiện ra điều gì dị thường. Đây liệu có phải là thực hay không? Đồng Quy Tinh nói. Từ hình ảnh vừa rồi mà nói, chỉ sợ ở đó có một đại trận. Có lẽ phải phá trận thì mới có thể tiến vào bí cảnh. Lữ Chính Cường nói. Vậy một khi đã biết rõ nơi hạ lạc của bí cảnh, chúng ta mau lên đường, đừng để kẻ khác nhanh chân tới trước. Đồng Quy Tinh nói. Nhanh chân tới trước sao? Việc lần này dẫn tới nhiều cường giả như vậy, mặt khác còn có hai đội ngũ khác biết rõ nơi hạ lạc của huyền thiên bí cảnh. Nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang các ngươi muốn độc chiếm sợ rằng không có khả năng. Vì một huyền thiên bí cảnh mà nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang định khai chiến với tất cả các thế lực lớn trong đại lục sao? Vân Khiếu Thiên trầm giọng nói. Hừ, đồ vật trong cổ vực, thế lực bên ngoài muốn xông vào chiếm lợi thì nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang chúng ta tuyệt đối cũng không phải là người dễ chọc. Công Tôn Hóa Nhai thấp giọng nói. Chư vị, tốt nhất là nên đường thôi. Bất kể như thế nào, trước tiên nhanh chóng tìm được vị trí cụ thể của huyền thiên bí cảnh mới là tốt nhất. Lữ Chính Cường nói. Một giờ sau, ngoài thành Cự Giang, hơn 10 đầu yêu thú phi hành khổng lồ nhanh chóng vỗ cánh bay lên. Mấy trăm người của nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang cùng phi linh môn cưỡi yêu thú phi hành nhanh chóng rời khỏi thành Cự Giang. Trên lưng cửu đầu yêu dao của Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh lúc này có Hoàng Bác Nhiên, Trương Minh Đào cùng với hơn trăm đệ tử phi linh môn. Có cửu đầu yêu dao lục giai làm tọa kỵ, dù là trong nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang cũng tuyệt đối đáng chú ý. Bởi vì, cho dù là Lữ Chính Cường, Gia Cát Tây Phong, Công Tôn Hóa Nhai, Đồng Quy Tinh, tọa kỵ của bọn họ lúc này cũng chỉ là lục giai sơ kỳ mà thôi. Bất quá lúc này Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh cùng với một đám trưởng lão phi linh môn, cung phụng ngồi trên lưng thiên sĩ tuyết sư của Lục Lâm Thiên. Trên lưng thiên sĩ tuyết sư lúc này còn có Vân Khiếu Thiên cùng chúng cường giả Vân Dương Tông. Nhìn thực lực đoàn người phi linh môn lúc này khiến cho ánh mắt đám người Lữ Chính Cường, Công Tôn Hóa Nhai không khỏi nhìn vài lần, sắc mặt có chút biến hóa. Một đám yêu thú phi hành nhanh chóng bay qua, khoảng cách chậm rãi được nới rộng. Thiên sĩ tuyết sư tuy rằng còn chưa tới lục giai, thế nhưng trên phương diện tốc độ so với yêu thú lục giai trung kỳ cũng không kém bao nhiêu. Đông lão, sơn mạch đoạn thiên sơn mạch này rốt cuộc là ở nơi nào? Trên lưng thiên sĩ tuyết sư, Lục Lâm Thiên hỏi Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh. Vừa rồi trong phòng nghe mọi người nói qua, hắn cũng không tiện hỏi. Chính là một vùng sơn mạch cuối cùng của cổ vực tiếp giáp với biển. Nghe nói bên kia không có đất liền, biển cả kéo dài tới chân trời. Cho nên mới gọi nó là sơn mạch đoạn thiên. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nói. Đó là điều thứ nhất. Vân Khiếu Thiên mỉm cười, lập tức nói. Còn thứ hai, sơn mạch đoạn thiên này vốn cũng không được gọi là sơn mạch đoạn thiên. Cái tên này bắt đầu từ 7.000 năm trước. Cường giả trong huyền thiên môn cùng với cường giả trong nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang giao thủ một trận tử chiến. Trận chiến ấy kinh thiên động địa,
quả thực có thể nói là phong vân biến sắc, rời núi lấp biển. Cuối cùng trực tiếp đem một khối lục địa cực lớn đánh chìm xuống đáy biển. Cho nên nơi đó mới được gọi là Sơn Mạch Đoạn Thiên. Mà sau trận chiến đó Huyền Thiên Môn cũng hoàn toàn bị diệt. Thì ra là thế. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu. Trận chiến đó ngay cả lục địa cũng đánh chìm, có thể thấy được khi đó kịch liệt tới cỡ nào. Loại thực lực này chỉ sợ không phải Vũ Vương cùng Linh Vương có thể làm được. Sơn Mạch Đoạn Thiên này vốn 7.000 năm trước chính là địa bàn của Huyền Thiên Môn. Về sau đám người nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang đánh chìm một khối lục địa xuống, đó cũng chính là sơn môn của Huyền Thiên Môn, nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang cũng đã phái cường giả xuống dưới tìm, thế nhưng sau khi tìm khắp khối lục địa đó cũng không thấy Huyền Thiên Bí Cảnh, cho nên Huyền Thiên Bí Cảnh mới trở thành một ẩn số tới tận bây giờ. Vân Khiếu Thiên nói, hy vọng lần này có thể tìm được bí cảnh. Lục Lâm Thiên nói, chủ nhân, cái bí cảnh kia dường như ta đã gặp được. Ánh mắt của Huyết Mị trên đường đi luôn không ngừng suy tư cái gì, lúc này thanh âm của nàng nhanh chóng vang lên trong đầu Lục Lâm Thiên. Có huyết hồn ấn trong đầu, tâm thần Huyết Mị chỉ cần tưởng tượng là Lục Thiếu Du có thể nghe thấy thanh âm của Huyết Mị, so với truyền âm còn an toàn hơn nhiều. Ngươi đã từng gặp qua, rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi nhanh nói xem. Khuôn mặt Lục Lâm Thiên không chút biến đổi, tâm thần nhanh chóng hỏi Huyết Mị. Có một số việc tốt hơn vẫn nên gạt vị nhạc phục Vân Khiếu Thiên này của hắn. Chủ nhân, ban đầu khi ta vừa mới rời khỏi địa phương bị phong ấn kia liền gặp được địa phương mà ngọc giản của người ghi lại. Địa phương kia ta không biết ở nơi nào, thế nhưng có thể xác định ta đã thấy địa phương đó. Ta chính là từ nơi đó đi ra. Huyết Mị nhanh chóng đáp. Lục Lâm Thiên đương nhiên biết rõ Huyết Mị sẽ không nhớ lầm. Linh thú thất giai sao có khả năng xuất hiện việc trí nhớ có vấn đề, trừ phi là tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Mà nếu như Huyết Mị đến từ bên trong Sơn Mạch Đoạn Thiên, lại là một chỗ phong ấn, lần trước Lục Thiếu Du cũng đã nghe nói Huyết Mị đến từ một nơi bị phong ấn. Nơi đó dường như cũng có chút tương tự như mật địa của Vân Dương Tông mà Bạch Linh rời đi. Lúc này theo lời Huyết Mị nói, hình ảnh lại cực kỳ giống với trong ngọc giản khắc khi trước. Điều này khiến cho Lục Thiếu Du lập tức nghĩ tới, có lẽ nơi này có liên quan tới Huyền Thiên Bí Cảnh. Nghĩ vậy Lục Lâm Thiên càng cảm thấy chuyện này có khả năng, lập tức hỏi. Huyết Mị, nếu trở về ngươi có thể tìm được địa phương ngươi đi ra không? Nếu như trở lại nơi đó thì đương nhiên không thành vấn đề. Huyết Mị khẳng định, Thiên Sĩ Tuyết Sư vỗ cánh bay trên không trung, thân thể khổng lồ giống như một đám mây màu trắng xẹt qua không trung. Nhìn Thiên Sĩ Tuyết Sư của Lục Thiếu Du, Lữ Chính Cường cùng Khâu Mỹ Vi cũng chỉ có thể cười khổ. Thiên Sĩ Tuyết Sư khó cầu này hai người bọn họ phí không ít thời gian để bắt tới, không nghĩ tới lại tiện nghi cho tiểu tử Lục Thiếu Du này, mà ngay cả nữ nhi của bọn họ cũng gả cho hắn. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Lâm Thiên từ trong miệng Vân Khiếu Thiên biết được, Sơn Mạch Đoạn Thiên này tuy rằng cách cổ vực không xa, thế nhưng dùng tốc độ của Thiên Sĩ Tuyết Sư mà nói, cũng cần nửa tháng. Thời gian nửa tháng cũng không phải là ngắn, thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên nhanh chóng được kết, bắt đầu lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính phong trên không trung. Thiên Sĩ Tuyết Sư xuyên qua tầng mây, hai cánh trên thân thể khổng lồ chấn động, khiến cho không gian chung quanh hơi chấn động, không khí xẹt qua tạo thành thanh âm xé gió trầm thấp vang lên trong không trung. Cảm nhận không khí chung quanh Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống, thanh âm trầm thấp vang lên bên tai thế nhưng lúc này lại không ảnh hưởng tới Lục Thiếu Du một chút nào. Y phục màu xanh trên người có chút rung động, quanh thân lập tức được bao phủ bởi một tầng quang cháo vô hình. Lúc này Lục Lâm Thiên nhắm chặt hai mắt, tâm thần chìm đắm trong việc lĩnh ngộ thuộc tính phong. Quanh thân tràn ngập khí tức phong thuộc tính. Lục Lâm Thiên có cảm giác mình đang ở trong một thế giới phiêu dật. Ở trong trạng thái huyền ảo này khiến cho hắn có cảm giác giống như một đứa trẻ đang ở trong cơ thể mẹ, khiến cho hắn có cảm giác mình vô cùng nhỏ bé. Cứ như vậy lĩnh ngộ. Sau một lát quanh thân Lục Lâm Thiên được bao phủ bởi một vòng quang mang, một cỗ năng lượng thuộc tính phong đậm đặc trong thiên địa nhanh chóng hội tụ. Mà cảnh này khiến cho Vân Khiếu Thiên bên cạnh lúc này không khỏi líu lưỡi. Dùng ánh mắt Vân Khiếu Thiên đương nhiên không khó nhìn ra Lục Lâm Thiên lúc này đang lĩnh ngộ thuộc tính phong, mà đã đạt tới một trình độ nhất định. Loại trình độ này, nếu là vũ xuất thất trọng, bát trọng bình thường thì tuyệt đối không thể làm được. Đương nhiên Vân Khiếu Thiên cũng không biết. Lục Thiếu Du có ưu thế bản thân là linh giả, trên phương diện lĩnh ngộ luôn đi trước vũ giả khác một bước. Linh hồn lực ở phương diện này phát huy tác dụng cực lớn.
có linh hồn lực cường đại khiến cho Lục Thiếu Du trên phương diện lĩnh ngộ chiếm không ít ưu thế. Tăng thêm việc lĩnh ngộ thuộc tính này vốn là từ một suy ra ba. Trên phương diện lĩnh ngộ thuộc tính thổ lục lâm thiên lĩnh ngộ cao nhất, thuộc tính phong chỉ là thứ hai mà thôi. Bất quá lúc này lục lâm thiên lĩnh ngộ, hắn có cảm giác dường như ngày càng hiểu rõ. Thế nhưng cũng càng lúc càng mơ hồ, cứ như vậy Lục Thiếu Du nhanh chóng tiến vào trong trạng thái kỳ diệu. Thuộc tính phong hoạt bát, không được nôn nóng, nên nhẹ nhàng, tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy, chỉ khi nào ngươi hiểu được thuộc tính phong thì mới lĩnh ngộ được nó. Ngay khi Lục Lâm Thiên đắm chìm trong việc lĩnh ngộ thuộc tính phong thì thanh âm Vân Khiếu Thiên vang lên trong tai Lục Thiếu Du. Trong lúc Lục Lâm Thiên mơ hồ lĩnh ngộ, đột nhiên nghe thấy một thanh âm giống như tự nhiên, lại như tiếng sấm sét nổ vang trong đầu. Lập tức từng đạo thủ ấn trong tay Lục Thiếu Du được kết, từng đạo thủ ấn này nhìn qua vô cùng chậm rãi, không mang theo bất kỳ ba động nào, thế nhưng trong đó thủy chung khiến cho người khác có cảm giác kỳ dị. Gió không chỗ nào không có. Địa phương có không khí thì sẽ có gió. Gió không chỗ nào không có, thế nhưng muốn sử dụng được nó, muốn khống chế thì phải lĩnh ngộ được nó. Thanh âm của Vân Khiếu Thiên một lần nữa lại truyền đi. Lục Lâm Thiên nghe thấy thanh âm này dường như là từ phía chân trời truyền tới, giống như để tỉnh hắn. Lúc này dường như Lục Lâm Thiên đã nắm bắt được một ít. Việc lĩnh ngộ này thường là như vậy, có đôi khi chỉ cần có chút để tỉnh một cái thì tiến bộ sẽ vô cùng nhanh chóng. Bản thân Vân Khiếu Thiên vốn là vũ giả thuộc tính phong, trên phương diện lĩnh ngộ thuộc tính phong tuyệt đối có tư cách chỉ điểm Lục Lâm Thiên. Vân Khiếu Thiên đề tỉnh khiến cho khí thế của Lục Thiếu Du lúc này không giống khi trước, rõ ràng là hắn đang khoanh chân ngồi đó, thế nhưng quanh người lại có một cỗ khí thế kinh người, dường như một tảng đá đang ngồi ở trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư. Giữa không trung, lúc này có một cỗ năng lượng thuộc tính phong quay chung quanh người Lục Lâm Thiên. Cứ như vậy trong lúc lĩnh ngộ, Lục Lâm Thiên hoàn toàn tiến vào trạng thái huyền diệu. Trong lúc lĩnh ngộ này tuy rằng nhìn qua vô cùng chậm chạp, thế nhưng cũng khiến cho Lục Thiếu Du thu được không ít chỗ tốt. Sau khi Vân Khiếu Thiên kinh ngạc một lát cũng vô cùng thỏa mãn gật đầu. Dùng nhãn lực của hắn tất cả đều có thể nhìn rõ. Sự lĩnh ngộ hiện tại của Lục Lâm Thiên với thuộc tính phong sợ rằng ngay cả Vũ Vương nhất trọng thuộc tính phong cũng không hơn. Một lát sau, Lục Lâm Thiên chậm rãi đánh ra vài đạo thủ ấn. Không tạo thành bất cứ một chút ba động nào, thế nhưng trên mặt hắn đột nhiên xuất hiện sự vui vẻ. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Lâm Thiên dường như cũng quên mục đích mình tới Sơn Mạch Đoạn Thiên, một lòng đắm chìm trong trạng thái lĩnh ngộ. Trong đầu cũng quên đi khái niệm thời gian. Người tới quả thực không ít, cái bí cảnh này quả thực ở ngay trong Sơn Mạch Đoạn Thiên này. Trên không trung, một đầu chim điêu màu trắng xuất hiện, trên lưng có hai đạo thân ảnh một nam một nữ. Lúc này sau lưng hai người còn có mấy lão giả, từ khí tức trên người bọn họ có thể nhận ra, mấy người này đã đạt tới cấp độ Vũ Vương cùng Linh Vương. Đầu chim điêu màu bạc này nếu như Lục Lâm Thiên nhìn thấy nhất định sẽ dùng ánh mắt tham lam nhìn nó. Đây chính là Phong Vũ Ngân Điêu, yêu thú thuộc tính phong. Huyết mạch tuyệt đối không dưới Thiên Sĩ Tuyết Sư, cho dù là phương diện tốc độ cũng không thua kém Thiên Sĩ Tuyết Sư. Nhiều người mới náo nhiệt. Trên lưng Phong Vũ Ngân Điêu, một nam tử tuấn lãng khẽ cười nói. Sợ rằng không ít lão quái cũng tới, thực lực có thể không kém. Trên lưng Phong Vũ Ngân Điêu, có một nữ tử khuôn mặt che lụa trắng, đầu đội áo choàng khẽ mở miệng nói. Lão quái thì không đáng sợ, bọn họ tu luyện vài thập niên, trên trăm năm có loại thực lực này, muốn vượt qua bọn họ cũng không khó. Nam tử tuấn lãng nói. Trước khi đi ra ngoài sư phụ đã nói với chúng ta, ngàn vạn lần không được chủ quan. Nữ tử kia nói, trong đám người trẻ tuổi, trước mắt ta cũng không thấy ai xứng đáng là đối thủ của mình. Người duy nhất ta cảm thấy đáng ngại chính là Lục Lâm Thiên trong miệng của ngươi. Còn có nữ tử của Linh Vũ giới kia ta cũng thấy không tệ. Về phần những người khác, có lẽ Nguyên Nhược Lan của Thiên Kiếm môn kia cũng không tệ lắm. Bất quá lần này xem ra chỉ có Lục Thiếu Du kia xuất hiện. Nếu có cơ hội ta muốn thử xem thực lực của hắn một chút. Nam tử tuấn lãng nói. Người bây giờ động thủ với hắn, chỉ sợ thắng cũng không vẻ vang gì. Nữ tử yểu điệu kia nói. Ta định chỉ dùng một nửa thực lực mà thôi. Vũ giả ngũ hệ, ta cũng muốn thử xem một chút. Nam tử tuấn lãng mỉm cười, ánh mắt lập tức nhìn về phía trước, trong mắt có chút chờ mong. Sơn mạch Đoạn Thiên này diện tích bao la, sơn mạch liên miên không thấy tận cùng này tuy rằng có ít người tới,
thế nhưng cũng không phải không có nhân loại tiến vào. Thường xuyên có không ít dòng binh đoàn tiến vào trong sơn mạch này. Trong sơn mạch này yêu thú có rất nhiều, thậm chí còn có linh thú tồn tại, có không ít yêu thú lục giai ở bên trong. Một đường từ thành Cự Giang đi tới sơn mạch Đoạn Thiên, bởi vì lo lắng Huyền Thiên bí cảnh sẽ bị người khác nhanh chân tới trước, bởi vậy đoàn người Lục Lâm Thiên cũng dùng toàn lực gấp rút đi tới sơn mạch Đoạn Thiên. Thời gian nửa tháng trong nháy mắt đã qua, lúc này bên trong sơn mạch, đám yêu thú cùng linh thú bởi vì sự xuất hiện của cường giả nhân loại trong sơn mạch khiến cho bọn nó bắt đầu ẩn nấp. Chúng ta tới rồi. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Vân Khiếu Thiên Đình chỉ điều tức. Phù. Lục Lâm Thiên thở ra một ngụm trọc khí trong cơ thể, thủ ấn thu lại, đình chỉ lĩnh ngộ. Quang cháo năng lượng bên ngoài cơ thể nhanh chóng được thu vào. Đến rồi sao? Lục Lâm Thiên nhìn xuống sơn mạch bao la phía dưới, trong thời gian nửa tháng lĩnh ngộ này thu hoạch của hắn cũng không thấp. Đến sơn mạch Đoạn Thiên rồi, thế nhưng sơn mạch Đoạn Thiên này bao la vô cùng, chúng ta muốn tìm thấy Huyền Thiên bí cảnh chỉ sợ cũng không dễ dàng. Vân Khiếu Thiên nói. Không chung phía trước, yêu thú của Nhất Tông Nhất Giáo Nhất Môn Nhất Trang cũng đã giảm bớt tốc độ, nhanh chóng dừng lại ở chung quanh đám người Lục Lâm Thiên. Nơi Huyền Thiên bí cảnh hạ lạc hẳn là có quan hệ với đoạn hình ảnh khi hợp nhất ba chiếc chìa khóa. Lục Lâm Thiên nói, hình ảnh kia đã là từ mấy ngàn năm trước, mấy ngàn năm a. Nói không chừng địa hình đã có chút thay đổi, muốn tìm được nó chỉ sợ cũng khá phiền phức. Thế nhưng chúng ta cũng không còn biện pháp nào khác. Chỉ có thể chậm rãi tìm mà thôi. Vân Khiếu Thiên nói. Chủ nhân, ta nhớ rằng ta chính là từ nơi này rời đi. Nếu như dựa theo đường cũ có thể ta sẽ tìm được nơi ta rời đi. Thanh âm của Huyết Mị vang lên trong đầu Lục Lâm Thiên. Phong Sát tiền bối, ta thấy như vậy đi, chúng ta chia binh làm hai đường. Các ngươi cùng một chỗ, ta cùng Bạch Linh, Tiểu Long, Độc Long huynh cùng một chỗ, các ngươi thấy thế nào? Lục Lâm Thiên nói với Vân Khiếu Thiên. Trong sơn mạch Đoạn Thiên này chỉ sợ không quá thái bình, một mình ngươi hành động, vạn nhất linh vũ giới tìm đến thì ngươi phải làm sao? Vân Khiếu Thiên nói. Nói tới linh vũ giới này trong lòng Lục Lâm Thiên không khỏi trầm xuống. Linh vũ giới này quả thực là mối họa lớn trong lòng hắn. Thế nhưng hắn lại ở ngoài sáng, đám người kia ở trong tối, căn bản không có cách nào đối phó. Cũng không có thực lực mà đối phó. Tới lúc này không suy nghĩ nhiều được như vậy, thử vận may một lần xem sao. Lục Lâm Thiên nói, nếu địa phương Huyết Mị đi ra thực sự có liên quan tới Huyền Thiên bí cảnh mà nói, thì hắn phải mau tới đó, đây quả thực là một cơ hội tốt. Vậy ngươi tự mình quyết định đi. Vân Khiếu Thiên nói, chia binh làm hai đường, cơ hội tìm được sẽ lớn hơn một chút. Lục Lâm Thiên nói, một lát sau, Lục Lâm Thiên cùng Bạch Linh, Tiểu Long, Huyết Mị, Thiên Độc Yêu Long, Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh rời khỏi lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư. Sau đó mấy người nhảy lên lưng cửu đầu yêu dao rồi tiếp tục đi tìm kiếm nơi Huyền Thiên bí cảnh hạ lạc. Ta sẽ tìm được các ngươi. Thanh âm Lục Lâm Thiên vừa dứt, lập tức cưỡi Thiên Sĩ Tuyết Sư rời khỏi không trung. Người phi linh môn đi theo chúng cường giả Vân Dương Tông, có nhạc phụ Vân Khiếu Thiên của hắn ở đó, Lục Thiếu Du tuyệt đối yên tâm. Một lát sau, Thiên Sĩ Tuyết Sư xuất hiện ở một nơi khác trong sơn mạch. Sơn mạch này vô cùng quạnh quẽ. Huyết Mị, có thể tìm được đường hay không? Lục Lâm Thiên hỏi Huyết Mị. Ta đã từng đi ngang qua đây, bất quá còn cách xa địa phương ta đi ra. Huyết Mị nhìn chung quanh rồi lập tức trả lời vô cùng khẳng định. Chúng ta xuất phát. Trong mắt Lục Lâm Thiên lập tức hiện lên sự hưng phấn. Trong lòng không khỏi có chút chờ mong. Có lẽ Huyết Mị thực sự là đến từ bên trong Huyền Thiên bí cảnh. Thiên Sĩ Tuyết Sư vỗ cánh bay lên, tốc độ nhanh như thiểm điện mang theo một cơn cuồng phong biến mất trong không trung, nhanh chóng bắn về phía trước. Thời gian chậm rãi trôi qua, một đường dưới sự dẫn đường của Huyết Mị, Thiên Sĩ Tuyết Sư nhanh chóng phi hành suốt một ngày trong sơn mạch Đoạn Thiên. Mà lúc này Thiên Độc Yêu Long mới biết được thân phận của Huyết Mị khiến cho hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú vào nàng, rồi hỏi Lục Thiếu Du. Dương Quá trong miệng đám người kia đoạn thời gian trước chính là ngươi sao? Đúng vậy, thân phận của ta ở Thiên Địa Các gọi là Dương Quá, cũng là trưởng lão của Địa Các. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, sau đó lập tức dặn dò Thiên Độc Yêu Long không được tiết tin tức của mình ra ngoài. Lại nói bản thân hắn là Linh Vũ song tu, lại thêm âm dương Linh Vũ quyết, Thiên Độc Yêu Long cũng đã sớm biết rõ.
ta cũng đã sớm nghi ngờ tới ngươi. Vậy thì mạc sầu kia có lẽ chính là Bạch Linh A. Thiên Độc Yêu Long trợn mắt, kinh ngạc qua đi, lúc này hắn cũng không cảm thấy quá ngoài ý muốn. Lúc này đã là cuối mùa thu, không trung lúc này vô cùng trong trẻo, ánh mặt trời từ phái chân trời chiếu xuống sơn mạch, lúc này bên trong sơn mạch bóng cây chiếu xuống mặt đất, khiến cho trong sơn mạch lúc này có một cỗ hào khí khó nói lên lời. Lần này cường giả tới đây quá nhiều, người phải cẩn thận một chút. Bạch Linh nhắc nhở Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, rồi nhanh chóng nhìn vào ánh mắt lạnh như băng lại mang theo một chút ôn nhu này. Nữ tử ôn nhu, xinh đẹp như tiên tử này khiến cho Lục Thiếu Du có chút hoảng hốt khi nhìn gần như vậy. Nhìn nữ tử trước mắt, Lục Lâm Thiên không khỏi nhớ tới một người khác. Lúc này người hắn nhớ tới cũng không phải là Vũ Xuất, Hồng Lăng hoặc là Tiểu Linh, mà đang nhớ tới một nữ tử cũng tinh xảo, tuyệt mỹ không kém, là một người như tiên tử giống như Bạch Linh vậy. Cảnh Văn, đợi một đoạn thời gian ngắn nữa ta sẽ đi tìm nàng. Trong mắt Lục Lâm Thiên hiện lên sự kiên nghị, nắm tay chậm rãi nắm chặt. Lục Lâm Thiên hiểu rõ, Độc Cô gia tộc không phải là gia tộc bình thường. Ngay cả Nam Thúc cũng đã sớm nói Độc Cô gia này không phải là bình thường, thậm chí trong lòng Thúc ấy cũng có chút kiêng kỵ. Chỉ là mặc kệ Độc Cô gia này đến tột cùng có bao nhiêu sự thần bí cùng cường đại. Hắn đã đáp ứng đi tìm nàng, cho nên nhất định phải làm được. Cho dù hiện tại hắn còn chưa biết Độc Cô gia ở đâu. Đang suy nghĩ gì đó. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên đang nhìn mình tới ngẩn người, trong nội tâm Bạch Linh lúc này khẽ giật mình. Nếu như là nam tử khác nhìn nàng như vậy sợ rằng nàng đã sớm tức giận. Không chút do dự đánh chết, thế nhưng người trước mắt này lại nhìn nàng như vậy, lúc này ngay cả một chút tức giận nàng cũng không có. Trong nội tâm nàng lúc này cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Không có gì, nhớ tới một người có chút tương tự với nàng. Lục Lâm Thiên nói, Độc Cô Cảnh Văn cùng Bạch Linh quả thực có chút tương đồng, đều tuyệt mỹ như vậy, cũng lạnh lùng cùng uy nghiêm như vậy. Người đang nghĩ tới Cảnh Văn sao? Ánh mắt Bạch Linh khẽ đổi rồi nói. Nghe Lục Lâm Thiên nói vậy trong lòng nàng không hiểu sao có chút buồn bực. Hóa ra hắn không phải đang nhìn nàng mà là nhớ tới một nữ tử tuyệt mỹ khác. Lúc này, loại cảm giác buồn bực không hiểu này khiến cho trong lòng Bạch Linh có chút rung động. Đôi mắt xinh đẹp chuyển hướng, lập tức nhìn về phía trước. Trong lòng thầm quyết định, sắp tới thời hạn 5 năm, có lẽ sau 5 năm nàng không cần lo lắng gì nữa. Đúng vậy. Lục Lâm Thiên gật đầu, trong nháy mắt đã hơn 4 năm không gặp lại Cảnh Văn rồi. Hơn 4 năm cũng không phải là khoảng thời gian ngắn, cũng không biết hiện tại nàng thế nào. Ắt xì. Trong mội đình viện tinh xảo tại một nơi nào đó, có một nữ tử tuyệt mỹ đang tu luyện lại lập tức ắt xì một hôi. Đôi mắt xinh mở ra, đôi mắt giống như hai ngôi sao, hiện ra một cỗ uy nghiêm cùng lạnh lùng, lại khiến cho tim người khác đập thình thịch. Lại mang tới cảm giác không dám tới gần. Giống như nữ tử này tới từ 9 tầng trời, là một tiên nữ khiến cho vạn vật trong thiên địa đều ảm đạm thất sắc. Tiểu thư, trong tộc có tin tức. Bên ngoài căn phòng, một thanh âm thanh thúy vang lên. Băng Lan, có tin tức của chàng không? Căn phòng mở ra, nữ tử này lập tức từ trong đi ra. Mà ngoại trừ Độc Cô Cảnh Văn ra cũng không có người khác. Mà lúc này người bên ngoài căn phòng chính là Độc Cô Băng Lan, cũng cực kỳ xinh đẹp. So với nữ tử bình thường thì đẹp hơn không biết bao nhiêu lần, thế nhưng lúc này ở trước mặt Độc Cô Cảnh Văn cũng phải ảm đạm thất sắc. Tiểu thư, người muốn biết tin tức của Lâm Thiên sao? Độc Cô Băng Lan mỉm cười nói. Tiểu nhi tử này, còn không mau nói. Độc Cô Cảnh Văn trừng mắt nhìn Độc Cô Băng Lan nói. Mau nói cho ta biết, gần đây Lâm Thiên thế nào rồi? Nhìn người gấp kia. Độc Cô Băng Lan khẽ cười, lập tức nói. Từ sáng tới giờ thật vất vả ta mới biết được, Thiên Tinh Tông, Thiên Quỷ Tông mấy tháng trước vây công Phi Linh Môn, còn có người của Thiên Địa Các xuất hiện. Cái gì, vậy Lâm Thiên làm sao rồi? Sắc mặt Độc Cô Cảnh Văn đại biến. Tiểu thư, người nghe ta nói hết đã. Độc Cô Băng Lan trừng mắt, bất đắc dĩ nói. Lâm Thiên không việc gì, Phi Linh Môn đánh chết tất cả người của Thiên Tinh Tông cùng Thiên Quỷ Tông, đồng thời Phi Linh Môn còn xuất hiện một Vũ Tôn cùng một Linh Tôn, người Thiên Địa Các cũng bị đánh chết. Phi Linh Môn không ngờ có Vũ Tôn cùng Linh Tôn sao? Độc Cô Cảnh Văn vô cùng kinh ngạc nói. Ta cũng không biết, bất quá không lâu trước đó Lâm Thiên xuất hiện ở trong thành Cự Giang. Nghe nói bên ngoài hiện tại vô cùng náo nhiệt, dường như là chuyện liên quan tới huyền thiên bí cảnh. Độc Cô Băng Lan nói,
không nghĩ tới phi linh môn của chàng lại phát triển nhanh như vậy, đối với chàng mà nói, có lẽ chuyện này không tốt chút nào. Độc Cô Cảnh Văn nhíu mày nói. Nhìn người còn lo lắng cho hắn kìa. Độc Cô Băng Lan lại tiếp tục nói. Tiểu thư, ta nghe nói, trong tộc lúc này có không ít người vì tiểu thư đã bắt đầu chú ý tới Lâm Thiên. Chỉ sợ hiện tại Lâm Thiên còn không biết, trong lúc bất chi bất giác hắn đã có không ít đối thủ. Nếu đám người kia dám lộn xộn thì ta sẽ cho bọn chúng đẹp mắt. Ánh mắt Độc Cô Cảnh Văn trầm xuống, hàn ý bắn ra bốn phía. Tiểu thư, những người trẻ tuổi thì dễ đối phó. Lần trước sau khi trở về cửu trưởng lão đã nói việc của tiểu thư và Lâm Thiên. Cho người trong tộc nghe, nghe nói không ít lão nhân trong tộc đối với Lâm Thiên không thèm để ý tới. Hơn nữa quy củ trong tộc có lẽ tiểu thư cũng biết rõ. Sợ rằng tới lúc đó sẽ vô cùng phiền toái. Độc Cô Băng Lan nói. Không đặt vào trong mắt sao? Vũ giả ngũ hệ mà bọn hắn còn chưa đồng ý. Ánh mắt Độc Cô Cảnh Văn khẽ đổi, hai hàng lông mày nhíu lại, có chút lo lắng nói. Sắc trời lúc này hơi lạnh, trong sơn mạch Đoạn Thiên lúc này có từng lớp sương mù nhàn nhạt quanh quẩn. Trong sương mù này mang theo chút hơi thở mùa đông, nhiệt độ cũng giảm xuống không ít. Chủ nhân, chính là con đường này, thế nhưng còn chút xa. Nhìn dãy núi chung quanh, trong đó có vài ngọn núi cao, Huyết Mị lập tức khẳng định nói. Tuyết sư, tiếp tục chạy đi. Lục Lâm Thiên phân phó thiên sĩ Tuyết sư. Trong lòng lúc này càng có chút chờ mong, hy vọng lần này Huyết Mị có thể mang tới cho hắn một kinh hỉ. Ngồi trên lưng thiên sĩ Tuyết sư, tâm thần Lục Lâm Thiên tỏa ra, chung quanh sơn mạch lúc này trước mắt cũng không có quá nhiều người. Tốc độ của thiên sĩ Tuyết sư không phải là thứ mà yêu thú phi hành bình thường có thể so sánh. Lại nói tới khí tức thiên sĩ Tuyết sư hiện tại, Lục Thiếu Du có cảm giác thiên sĩ Tuyết sư muốn đột phá lục giai cũng không lâu nữa. Huyền Thiên Bí Cảnh là do Huyền Thiên Môn 7.000 năm trước lưu lại. Nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang, tam tông tứ môn, có lẽ ngay cả thành Ma Vân cùng tứ các tứ đảo cũng tới. Lúc này Lục Lâm Thiên không khỏi có chút suy nghĩ, có phải bên trong có vật gì đó đặc biệt hay không, mà tất cả các thế lực lớn đều có chút động tâm. Siêu siêu. Ngay khi Lục Lâm Thiên suy nghĩ, một thanh âm xé gió rất nhỏ đột nhiên vang lên trong không trung. Thanh âm này tuy rằng rất nhỏ, thế nhưng vẫn bị Lục Thiếu Du phát giác ra. Từ khi bắt đầu tu luyện, lúc nào Lục Thiếu Du cũng vô cùng cảnh giác. Ban đầu ở trong sơn mạch Vũ Đô tu luyện hắn cũng vô cùng cảnh giác, cho nên lúc này đã sớm dưỡng thành thói quen. Cảm nhận tiếng xé gió này, Lục Lâm Thiên nhan chưa xong quay người về phía sau. Ánh mắt Tiểu Long cũng vô cùng cảnh giác nhìn về phía sau. Ai? Lúc này Bạch Linh cũng lập tức nhìn về phía trước, yêu nguyên trong người bùng ra. Mà trong nháy mắt này một thân ảnh màu vàng giống như diều hâu vồ mồi từ phía trên chụp xuống. Một đạo chảo ấn nhanh chóng đánh về phía Bạch Linh. Dưới trưởng ấn này khôn gian lắc lư, thực lực người đột nhiên xuất hiện này tuyệt đối đã tới tình trạng vô cùng cường hãn. Hừ! Đôi mắt xinh đẹp của Bạch Linh đột nhiên lạnh lẽo, sắc mặt giận dữ, thân thể xinh đẹp phóng lên trời, thân hình kéo theo một đạo tàn ảnh, cùng với một đạo quang trụ nhanh chóng công kích. Phanh phanh! Hai đạo lực lượng va chạm vào với nhau, quang mang chói mắt lập tức bộc phát ra trên không trung. Khi thanh âm bạo liệt vang lên, gợn sóng trong không gian trực tiếp khuếch tán về bốn phía đem theo kình khí mạnh mẽ. Trong chớp mắt này, Bạch Linh cùng thân ảnh màu vàng kia giao thủ, thiên sĩ Tuyết sư đã nhanh chóng vỗ cánh rời đi. Bọn chuột nhắt phương nào, mau đi ra cho ta. Ánh mắt Lục Lâm Thiên đột nhiên lạnh băng. Thiên Độc Yêu Long cùng với Huyết Mị đều nhanh chóng nhảy lên không trung khiến cho không trung lúc này không ngừng gợn sóng. Thanh âm vừa dứt, ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, chân khí dưới chân lóe lên, bàn chân khẽ đạp vào lưng thiên sĩ Tuyết sư rồi bắn lên phía trước. Lục Lâm Thiên không có một chút do dự nào đánh ra một chưởng. Không gian lúc này kịch liệt rung động, mà trong chấn động này, từng tầng dây mày đặc đột nhiên xuất hiện rung động kỳ dị. Bên trong tầng mây lập tức có vô số đạo thủ ấn quỷ dị khuếch tán. Những thủ ấn này ngưng tụ khiến cho sóng gợn trong không gian văng tung tóe. Bên trong không gian lắc lư kia có một thân ảnh màu lam mang theo một chút kinh hãi hiện ra. Tam Thiên Lưu Vân Thủ. Một tiếng quát từ trong miệng Lục Lâm Thiên vang lên. Lúc này nhìn thấy thân ảnh màu lam, lập tức cánh tay hắn vung lên, một cỗ chân khí mênh mông từ trong tay tuôn ra. Lúc này vô số thủ ấn trong tầng mây dày đặc lướt ra. Vô số thủ ấn này nhanh chóng quỷ dị hội tụ lại một chỗ. Ngay khi mấy ngàn đạo thủ ấn hội tụ, không
không gian lập tức run rẩy. Một cỗ năng lượng vô cùng cường hãn xuất hiện, những tầng mây dày đặc này nhanh chóng bị thủ ấn hút vào, không gian lúc này giống như bị nghiền nát. Tiếp theo trong nháy mắt đạo trưởng ấn này đột nhiên bắn ra. Sau đó hung hăng đánh về phía thân ảnh áo lam kia. Cảm nhận kình phong hung hãn bắn tới, sắc mặt thân ảnh áo lam kia một lần nữa có chút kinh hãi, quanh thân lập tức có một cỗ quang mang đỏ rực xuất hiện. Một đạo quyền ấn nhanh chóng được đánh ra, hỏa diễm tràn ngập quyền ấn. Quyền ấn đánh ra, cả không gian to lớn lúc này gợn sóng như bị nhuộm thành màu đỏ, giống như một Phật tăng sau lưng có Phật quang, lập tức va chạm với Tam Thiên Lưu Vân Thu của Lục Lâm Thiên. Phanh! Khi hai đạo lực lượng va chạm, trong chớp mắt có một cỗ kình khí đáng sợ cùng với chấn động mạnh mẽ khiến cho không gian nhộn nhạo xuất hiện. Sau đó có quang mang kinh người bắn ra. Dưới chấn động này, một tiếng bạo liệt lập tức vang lên trong không gian. Tiếng bạo liệt quanh quẩn, hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau, kình phong khủng bố khuếch tán. Thân thể Lục Thiếu Du lúc này run lên, bước chân lập tức lùi về phía sau vài bước trong không trung. Mà thân ảnh áo lam kia lúc này chỉ có chút chấn động một chút mà thôi. Lão đại, người này là Vũ Vương. Ánh mắt Tiểu Long khẽ đổi, cảnh giác nhìn về phía trước. Chân khí trong cơ thể Lục Lâm Thiên cuồn cuộn, mắt nhìn thân ảnh áo lam trước mặt. Đây là một người thanh niên chừng 25-26 tuổi, trên người mặc một bộ áo lam, ánh mắt sáng như sao, thân hình cao ngất, khuôn mặt tuấn tú. Làn da trên người trắng nõn, trên người có khí chất cao quý cùng ưu nhã. Ngay cả hai hàng lông mày cũng khiến cho người khác nhìn vào có chút ưu nhã, giống như luôn luôn cười, lại tựa như vầng trăng khuyết. Làn da trắng nõn cùng với đôi môi đỏ chót, nếu như những thiếu nữ khác nhìn thấy người thanh niên này tuyệt đối tim sẽ đập nhanh hơn vài lần. Lục Lâm Thiên vốn vẫn cảm thấy mình đẹp trai, ít nhất là như vậy. Thế nhưng lúc này nhìn thấy người này khiến cho Lục Thiếu Du không khỏi thầm than không bằng. Ngay cả Phan An ở kiếp trước sợ rằng cũng không hơn gì người này. Bọn chuột nhắt phương nào, dám đánh lén chúng ta. Trong nháy mắt, Thiên Độc Yêu Long cùng Huyết Mị cũng lập tức tiến tới bên người Lục Thiếu Du. Hai người dùng ánh mắt cảnh giác nhìn thân ảnh áo lam kia. Lúc này Thiên Độc Yêu Long gầm lên một tiếng. Vũ giả ngũ hệ, Lục Lâm Thiên, độ cường hãn của thân thể không tệ. Dùng tu vi vũ xuất thất trọng có thể thi triển vũ kỹ huyền cấp trung giai, trên phương diện lĩnh ngộ cũng không tệ. Chỉ sợ bên trong cấp độ vũ xuất đã là vô địch. Nam tử áo lam trên không trung thầm nói, mắt nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm, không để ý tới lời nói của Thiên Độc Yêu Long. Siêu! Người áo vàng vừa mới giao thủ cùng Bạch Linh một kích sau khi bị lùi lại mấy bước lập tức nhảy về phía nam tử tuấn lãng kia, dường như vừa rồi hắn cố ý dẫn Bạch Linh rời đi. Lâm Thiên, ngươi thế nào rồi? Thân thể mềm mại của Bạch Linh cũng vừa vặn bị chấn lui vài bước. Thực lực người áo vàng kia cũng cực kỳ cường hãn, nhìn thấy đối phương lui lại. Nàng cũng nhanh chóng đi tới bên người Lục Lâm Thiên. Không có việc gì. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, nghe thanh âm của nam tử áo lam này dường như khiến cho hắn có chút quen thuộc. Dường như đã nghe qua ở nơi nào, thế nhưng cũng không phải là giọng nói hiện tại. Rát! Lúc này trong không trung có một tiếng thú giống vang lên. Lập tức có một đầu yêu thú màu trắng nhanh chóng bay tới. Đây là một đầu chim điêu cực lớn. Hai mắt bắn ra quang mang sắc bén. Phía trên hai cánh, lông vũ giống như đao mang sắc bén, trên thân thể khổng lồ tràn ra một cỗ thú uy. Phong Vũ Ngân Điêu. Nhìn thấy đầu yêu thú khổng lồ đột nhiên xuất hiện này, trong nội tâm Lục Lâm Thiên vô cùng kinh ngạc. Dạng yêu thú như Phong Vũ Ngân Điêu này huyết mạch không dưới Thiên Sĩ Tuyết Sư. Cũng là yêu thú phong hệ. Trong yêu thú phong hệ cùng Thiên Sĩ Tuyết Sư được xưng là vương giả. Mà người có thể thu được yêu thú bực này làm tòa kỵ tuyệt không phải là kẻ bình thường. Nhìn lại, trong mắt Lục Lâm Thiên lúc này trên lưng Phong Vũ Ngân Điêu kia còn có mấy đạo thân ảnh. Đứng đầu chính là một người mang lụa trắng che mặt, trên đầu đội áo choàng, không nhìn rõ khuôn mặt. Thân ảnh mềm mại, mà sau lưng người này còn có ba lão giả, mà từ khí tức ba người này Lục Lâm Thiên có thể nhận ra, hai linh vương và một vũ vương. Người có tu vi vũ vương kia chừng 60 tuổi, mái tóc trắng, ánh mắt sáng quát. Lục Thiếu Du không có cách nào phán đoán cụ thể tu vi của người này. Thế nhưng trong nội tâm hắn vô cùng khiếp sợ. Khí tức người này lại không dưới vị nhạc phụ Vân Khiếu Thiên của hắn. Phong Vũ Ngân Điêu kia vừa xuất hiện lập tức đi tới bên người thân ảnh áo lam kia. Giống. Thiên Sĩ Tuyết Sư giống lên một tiếng, cảm nhận khí tức của Phong Vũ Ngân Điêu kia, ánh mắt nó cũng nhanh chóng nhìn về phía đối phương.
Nhìn mấy người đột nhiên xuất hiện này, ánh mắt Thiên Độc Yêu Long cực kỳ ngưng trọng. Khí tức của mấy người này đều là Vũ Vương cùng Linh Vương. Đội hình bực này hắn khó có thể chống lại. Các hạ ngăn cản đường chúng ta, không biết có gì chỉ giáo. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn về phía trước, đám người này quả thực không dễ trêu vào. Lục Lâm Thiên, ta chỉ muốn xem thực lực của ngươi mà thôi. Vũ giả ngũ hệ ta còn chưa từng gặp mặt, cho nên muốn thử một chút. Đương nhiên ta biết rõ ngươi không phải đối thủ của ta. Ta chỉ dùng một nửa thực lực mà thôi. Nhìn Lục Lâm Thiên, thanh niên áo lam kia nhàn nhạt nói. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, từ một kích vừa rồi người này hẳn là Vũ Vương Nhất Trọng. Vũ Vương Nhất Trọng hắn không phải là không có sức hoàn thủ, người này quả thực tự đại. Lục Lâm Thiên, ta thấy ngươi cũng không phải là người nhát gan. Thế nào, ngươi không dám động thủ với ta sao? Quán quân đại hội Tam Tông Tứ Môn, đệ nhất Hoa Đạo Yến, chẳng lẽ lại không có một chút lá gan ấy? Mắt nhìn Lục Lâm Thiên, trong giọng nói của thanh niên áo lam này có chút khinh thường. Các hạ quả thực quá coi trọng mình, Vũ Vương Nhất Trọng mà thôi, đừng lớn lối. Người trẻ tuổi đương nhiên có ngạo khí của mình, nhìn thấy đối phương ngạo khí 10 phần, lúc này Lục Lâm Thiên không khỏi đáp lại. Cho dù là kiếp trước Lục Thiếu Du cũng là một thanh niên mà thôi. Nhìn thấy thanh niên tuấn lãng này, Lục Thiếu Du phán đoán người này tuyệt đối không phải người thường. Chính bởi vì như vậy cho nên lúc này Lục Thiếu Du cũng có ngạo khí trong lòng. Lục Lâm Thiên, nghe nói gần đây ngươi rất cuồng, thế nhưng trong mắt ta ngươi chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Thực lực ngươi tuy rằng không tệ, bất quá còn chưa đủ để ta đặt vào trong mắt, ngươi vốn không có tư cách động thủ với ta, chỉ là xét thân phận vũ giả ngũ hệ của ngươi cho nên mới miễn cưỡng có tư cách này mà thôi. Ánh mắt thanh niên áo lam kia nhìn về phía Lục Lâm Thiên rồi nói. Ta thấy các hạ quả thực quá coi trọng mình, Vũ Vương Nhất Trọng trong mắt bản công tử có lẽ cũng không là gì. Loại người tự cho rằng sau lưng có hậu trường như ngươi, bổn công tử gặp nhiều rồi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, ngạo nghễ nói. Tốt, tốt. Thanh niên áo lam kia không giận mà cười lớn nói. Nói như vậy, ngươi định chiến một trận cùng ta sao? Chiến thì sao, ta cũng sẽ để cho ngươi biết, Vũ Vương cùng Vũ Xuất trước mặt bản công tử không có khoảng cách. Dùng thực lực Vũ Vương Nhất Trọng của ngươi bản công tử cũng có thể chống lại. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, chiến ý trong mắt hiện lên. Lúc này Lục Thiếu Du cũng không biết tại sao mình lại đồng ý chiến một trận với người này. Thực lực đám người bên cạnh người này rất mạnh, trong đó có một Vũ Vương. Thực lực sợ rằng cũng không dưới vị nhạc phụ Vân Khiếu Thiên của hắn bao nhiêu. Bạch Linh cũng khó chống lại, nếu như cứng rắn thì sợ rằng hắn cũng không có cách nào cự tuyệt. Mà đổi lại, Lục Lâm Thiên cảm thấy người này không phải là người bình thường. Chính bởi vì như thế cho nên lúc này trong nội tâm Lục Thiếu Du mới có chiến ý như vậy. Hai người đều là người trẻ tuổi, Lục Thiếu Du nào phải là người không có ngạo khí của mình. Chống lại Vũ Vương mà thôi, Vũ Vương cùng Linh Vương hắn cũng đã từng đánh chết qua, cần gì phải sợ người này. Thanh âm Lục Lâm Thiên vang lên, Thiên Độc Yêu Long, Bạch Linh lập tức biến sắc. Thanh âm của Bạch Linh vang lên trong đầu Lục Thiếu Du. Lâm Thiên, người này thực lực không kém, không phải là người bình thường. Ta biết rõ, ta sẽ cẩn thận. Lục Lâm Thiên gật đầu nói. Thanh niên áo lam này sợ rằng không phải là Vũ Vương Nhất Trọng bình thường. Thế nhưng lúc này hắn cũng không còn lựa chọn nào khác. Lão đại, đánh hắn. Tiểu Long nói nhỏ một tiếng, thân thể nho nhỏ lập tức nhảy sang vai Bạch Linh. Ha ha! Nhìn thấy Lục Lâm Thiên đồng ý chiến một trận, thanh niên áo lam kia lập tức cười to một tiếng, bước chân nhanh chóng bước về phía trước, nói. Lục Lâm Thiên, hy vọng vũ giả ngũ hệ như ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Trên lưng Phong Vũ Ngân Điêu, thân ảnh mềm mại có chút xinh đẹp kia lúc này sau khi quét qua Bạch Linh một cái, ánh mắt lập tức nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Yên tâm, nhất định sẽ để cho ngươi không phải thất vọng. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, hắn biết rõ Thiên Độc Yêu Long cùng Huyết Mị định nói gì, cũng không quay đầu lại, chỉ vung tay lên một cái. Mũi chân điểm hư không, chân khí tuôn ra, quang mang dưới chân lóe lên, thân hình nhanh chóng hiện lên trước mặt thanh niên áo am kia. Hai người đứng trong không trung nhìn nhau. Lăng không đứng đó, y phục trên người tung bay, Lục Lâm Thiên ngẩng đầu vừa vặn đụng phải ánh mắt của thanh niên áo lam kia. Bốn mắt nhìn nhau, một cỗ chiến ý từ trong mắt Lục Thiếu Du bắn ra. Mà ánh mắt của thanh niên áo lam kia dường như có chút khinh thị. Đối với những người trẻ tuổi khác,
Lục Lâm Thiên đã sớm không đặt vào trong mắt. Trên con đường tu luyện này chỉ có bản thân Lục Lâm Thiên hiểu rõ, người có thể làm cho hắn có chiến ý, chỉ có lúc trên Vân Dương Tông, cùng với đám người Phách Đao Long Tam, Phi Ưng Lăng Phong, Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt mà thôi. Chỉ có ở một chỗ cùng bọn họ thì hắn mới có chiến ý. Mà bây giờ, trước mặt người thanh niên áo lam này Lục Lâm Thiên biết rõ một lần nữa hắn lại có chiến ý. Cho tới nay hắn chưa từng cố ý tìm một người chiến một trận, tránh cho xảy ra phiền toái. Mà hôm nay đối phương cố ý tới đây, tình huống này cũng không thể tránh được, cho nên hắn chỉ có thể chiến với đối phương một trận mà thôi. Loại tình huống này Lục Lâm Thiên biết rõ trong lòng mình hiện tại xuất hiện chiến ý nóng bỏng. Lúc này Lục Thiếu Du có cảm giác chiến ý trong cơ thể đang bành trướng. Cùng ta chiến một trận vậy thì các hạ cũng nên thông báo họ tên a. Ta không giao thủ cùng hạng người vô danh. Lục Lâm Thiên nói. Muốn biết tên họ của ta vậy thì phải xem ngươi có đủ thực lực hay không. Thanh niên áo lam nói. Vũ Vương nhất trọng mà thôi, vậy thì tiện thể thử xem thực lực của mình hiện giờ. Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, thầm nói trong lòng một câu. Lục Lâm Thiên, ngươi ra tay trước đi, hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng, tìm được một đối thủ quả thực không dễ. Ta hy vọng ngươi sẽ là một trong số đó. Ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên, thanh niên áo lam một lần nữa mở miệng. Quanh thân hắn lúc này có một cỗ khí thế bá đạo nhanh chóng tràn ra. Thanh âm vừa dứt, quanh người thanh niên áo xanh sóng gợn trong không gian bắt đầu lắc lư, chân khí bùng ra. Trong không gian lúc này lập tức có một cỗ khí tức khác thường tràn ngập. Lúc này dưới cỗ khí tức này, cho dù là Thiên Độc Yêu Long cùng Huyết Mị cũng có chút động dung. Thanh Linh Khải Giáp. Lục Lâm Thiên nhanh chóng bố trí Thanh Linh Khải Giáp, quanh thân lập tức được bao phủ bởi một kiện áo giáp màu vàng tràn ngập lân phiến. Phía trên áo giáp có một cỗ thú uy lan tràn khiến cho trong miệng Phong Vũ Ngân Điêu phía xa cũng phải rít lên một tiếng. Bên ngoài Thanh Linh Khải Giáp, sóng gợn trong không gian lắc lư. Tức thì không khí chấn động rồi lập tức trở nên yên tĩnh. Bộ áo giáp này quả thực không phải vật phàm. Động thủ đi. Nhìn Thanh Linh Khải Giáp của Lục Lâm Thiên, thanh niên áo xanh kia cũng nhanh chóng nhận ra sự bất phàm. Ánh mắt hắn khẽ đổi, chân khí quanh người run lên, lập tức phóng ra cỗ khí thế bá đạo kia. Cỗ khí thế bá đạo này nhanh chóng bao phủ không trung. Hừ. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lập tức lạnh lùng, chân khí bàng bạc từ trong kinh mạch vận chuyển. Lúc này cảm nhận được cỗ áp bách mãnh liệt do đối phương mang lại. Cỗ khí thế này vô cùng bá đạo hùng hậu, dù sao trên phương diện cấp độ, Vũ Vương cùng Vũ Xuất cách nhau một cái hào cực lớn. Thế nhưng lúc này cỗ khí thế trên người Lục Thiếu Du cũng không kém là bao. Cảm nhận cỗ khí thế trên người Lục Lâm Thiên, ánh mắt thân ảnh uyển chuyển trên lưng Phong Vũ Ngân Điêu kia cũng không khỏi biến đổi. Nhìn đối phương, chân khí trong cơ thể không ngừng vận chuyển, chân khí hùng hồn nhanh chóng giống như một cơn hồng thủy ầm ầm lưu chuyển trong kinh mạch. Lục Lâm Thiên thở dài một hơi, cánh tay khẽ động, Thanh Linh Khải Giáp trên người hắn lúc này quang mang quanh quẩn. Trên khải giáp phát ra thanh âm dị thường, một cỗ khí tức nóng bỏng đột nhiên tuôn ra. Kình phong nóng bỏng khiến cho gợn sóng trong không gian đột nhiên bị nhiễm đỏ. Hỏa ảnh chỉ. Miệng quát khẽ một tiếng, ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi. Trong nháy mắt, vòng xoáy dưới chân hiện lên, thân ảnh kéo theo một mảnh tàn ảnh, giống như lưu tinh lập tức đánh về phía thanh niên áo xanh kia. Siêu siêu. Ngay khi Lục Lâm Thiên lao thẳng về phía trước, lúc này 10 ngón tay hắn khẽ cong lên, lập tức có mấy đạo chỉ ấn nhanh chóng được bắn ra. Mấy đạo chỉ ấn này tuy rằng không phải là vũ khí lợi hại gì, thế nhưng lúc này dùng tu vi Lục Thiếu Du hiện tại, mỗi một đạo chỉ ấn đều mang theo lực lượng xuyên thủng không gian, khiến cho gợn sóng trong không gian vặn vẹo, hung hăng đánh về phía trước. Lúc Lục Lâm Thiên phát động công kích, ánh mắt Bạch Linh, Tiểu Long, Thiên Độc Yêu Long, Huyết Mị lập tức chăm chú nhìn lên không trung. Mà ngay cả mấy người trên lưng Phong Vũ Ngân Điêu cũng không khỏi chú ý nhìn hai người Lục Thiếu Du. Tốc độ cũng không chậm. Cảm nhận cỗ khí thế trên người Lục Lâm Thiên, ánh mắt thanh niên áo lam khẽ đổi, lập tức cười nhạt một tiếng. Ngay khi mấy đạo chỉ ấn đánh tới trước người hắn, trong lúc kình phong mạnh mẽ bắn tới thì thân ảnh thanh niên áo lam kia lập tức lóe lên, dùng một loại tốc độ không thể tưởng tượng được nhanh chóng thoát ra khỏi mấy đạo chỉ ấn kia. Hiện tại tới ta. Ánh mắt thanh niên áo lam nhìn về phía trước, thủ ấn trong tay nhanh chóng biến hóa. Trong nháy mắt này dường như biến rõ nơi Lục Thiếu Du đi tới, trong tay nhanh chóng có một đạo quyền ấn được ngưng tụ. Đạo quyền ấn này được ngưng tụ lập tức khiến cho phong vân biến sắc. Một cỗ lực lượng bàng bạc thuộc tính thủy hội tụ,
Đạo quyền ấn này giống như một đạo thủy trụ đột nhiên từ dưới biển phóng lên trời, nhanh chóng đánh về phía Lục Thiếu Du. Vũ giả tam hệ. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống. Người này ngay từ đầu đã thi triển thuộc tính hỏa, thuộc tính phong, hiện tại lại là thuộc tính thủy. Điều này chứng minh người này chính là vũ giả tam hệ. Lục Lâm Thiên không có thời gian suy nghĩ nữa. Ngay lúc đó thủ ấn trong tay hắn nhanh chóng được kết. Hóa trưởng thành quyền, cánh tay khẽ động, trên nắm tay nhanh chóng xuất hiện một cỗ hỏa diễm nóng bỏng. Cỗ hỏa diễm trên quyền ấn được ngưng tụ kia lập tức bắn ra quang mang chói mắt. Liệt viêm quyền, đi! Bàn tay vung lên, Lục Lâm Thiên đột nhiên hét lớn một tiếng. Thanh âm vừa dứt, đạo quyền ấn trong tay lập tức hóa thành một đoàn quang mang mơ hồ, tốc độ giống như thiểm điện bắn về phía trước. Giống như một đạo hỏa trụ từ trong biển lửa bắn lên trời, nhanh chóng va chạm với quyền ấn của đối phương. Quyền ấn ẩn chứa năng lượng bàng bạc, cuồng bạo vô cùng đáng sợ, giống như muốn làm cho không gian rực cháy, trong không khí, tất cả hơi nước trực tiếp bốc hơi, cả không gian rung động. Đạo quyền ấn nóng bỏng này dưới ánh mắt của bao nhiêu người mang theo hỏa diễm bắn về phía chân trời, cuối cùng giống như lưu tinh ầm ầm đánh vào trên quyền ấn màu xanh da trời kia. Hai đạo lực lượng bất đồng nhanh chóng va chạm trên không trung. Trong nháy mắt, cả không trung như ngừng lại, lập tức không gian thoáng run rẩy, một cỗ quang mang chói mắt từ nơi hai đạo lực lượng va chạm bắn ra. Ngay sau đó, một thanh âm giống như sấm sét vang vọng trong bầu trời. Thanh âm bạo liệt khuếch tán ra bốn phía. Phanh! Trên không trung, quyền ấn cùng trưởng ấn va chạm lập tức có một cỗ năng lượng cực kỳ khủng bố khuếch tán về bốn phía. Trong nháy mắt bao phủ không gian chung quanh, kinh khi ngập trời xen lẫn hỏa diễm bắn ra bốn phía. Phía dưới không trung lúc này giống như là sơn băng địa liệt, mấy đỉnh núi phía dưới lúc này trực tiếp bị san bằng thành bình địa. Mặt đất rạn nứt, đá vụn bay tứ tung. Dưới cỗ kinh khí khủng bố này, ánh mắt của mấy vũ vương cùng linh vương trên lưng Phong Vũ Ngân Điêu lập tức khẽ đổi. Một cỗ năng lượng cuồng bạo rung động giống như thực chất điên cuồng khuếch tán. Trong không gian to lớn lúc này dưới năng lượng đáng sợ kia lập tức vặn vẹo, hai đạo công kích này quả thực vô cùng đáng sợ. Khục khục. Giữa không trung, Lục Lâm Thiên đứng mũi chịu sào, dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ chút xuống, cũng may có thanh linh khải giáp ngăn cản, thế nhưng khí huyết của hắn cũng cuồn cuộn. Đối phương còn chưa dùng toàn lực mà một kích vừa rồi của hắn cũng đã là toàn lực. Quả nhiên có chút bổn sự. Ánh mắt thanh niên áo lam khẽ đổi. Một kích vừa rồi hắn lại có sự hiểu biết mới về thực lực của Lục Lâm Thiên. Thân ảnh hắn lóe lên, đột nhiên lần này lại công kích. Chân khí thuộc tính phong trên người tràn ra, một cỗ kình phong nhanh chóng được sinh ra, một đạo quyền ấn nhanh chóng mang theo vòng xoáy cuồng bạo đánh về phía Lục Thiếu Du. Hừ! Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn về đạo quyền ấn này, thân ảnh không lùi mà tiến tới. Ngay khi đạo quyền ấn gần sát tới người, quanh thân có một cỗ quang mang nhanh chóng bao phủ phía trước. Đại địa cương thuẫn. Trong quang mang, một đạo năng lượng thuộc tính thổ trong tay Lục Lâm Thiên nhanh chóng được ngưng tụ tạo thành một đạo cương thuẫn thổ hệ ngăn cản trước người. Siêu. Trong nháy mắt này, thanh niên áo lam vô cùng kinh ngạc. Đạo quyền ấn của hắn lúc này hoàn toàn bị khống chế trong cỗ quang mang kia, hắn không thể nào điều động được. Phanh. Kinh khí từ trên quyền ấn đánh đạo cương thuẫn thổ hệ đầu tiên thành mảnh vỡ, thế nhưng quyền ấn lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, quang mang màu vàng cũng biến mất, trước mặt thanh niên tuấn lãng kia chỉ có Lục Thiếu Du đang nở nụ cười quỷ dị. Trong hai tay Lục Thiếu Du lúc này đồng thời xuất hiện hai đạo khí tức năng lượng thuộc tính hoàn toàn bất đồng. Một cỗ khí tức lạnh lẽo, một cỗ khí tức hủy diệt. Hàn băng ấn, ảm nhiên tiêu linh trưởng. Một tiếng quát trầm thấp từ trong miệng Lục Lâm Thiên vang lên. Trong tay phải Lục Thiếu Du lập tức có một đạo thủ ấn khổng lồ chừng trăm thước đột nhiên hiện lên. Mà khi đạo thủ ấn này xuất hiện, cả không gian lúc này nhiệt độ bỗng nhiên hạ thấp nhanh chóng. Một cỗ khí tức lạnh lẽo khuếch tán, gợn sóng trong không gian cũng bị đông lại, hàn khí bắn ra bốn phía, giống như gợn sóng, lập tức mang theo một cỗ uy áp lạnh lẽo cùng với năng lượng chấn động đánh về phía thanh niên kia. Cũng trong lúc đó, trong tay trái Lục Lâm Thiên có một đạo trưởng ấn chói mắt xuất hiện, gợn sóng trong không gian lập tức rung động. Trưởng ấn đánh về phía trước, cuối cùng bành trướng. Hóa thành một đạo lục mang đánh về phía thanh niên áo lam kia. Xung quanh trưởng ấn, kình phong bắn ra bốn phía, mỗi một đạo kình phong nhanh chóng tạo thành một đường vòng cung quỷ dị, kình phong khủng bố trọng điệp, không dứt, giống như thiên la địa võng lập tức bao phủ không gian. Dưới cỗ lực lượng này không gian vặn vẹo,
một cỗ khí tức vô hình nhanh chóng lan tràn ra, mang theo không gian chấn động. Ngay trong lúc mọi người trợn mắt há hốc mồm, quang mang trước người Lục Lâm Thiên biến mất, hai đạo trưởng ấn này nhanh chóng đánh về phía trước, cơ hồ là đánh ra cùng một lúc. Trên lưng Phong Vũ Ngân Điêu, mấy vũ vương cùng linh vương trợn mắt, trong mắt tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Một màn trước không trung hiện tại hiện lên rõ mồn một trước mắt bọn hắn. Không thể tưởng tượng nổi, Lục Lâm Thiên này không ngờ lại có thể đồng thời thúc dục ra hai đạo công kích thuộc tính khác nhau. Quả thực khó có thể tưởng tượng nổi. Quả thực vô cùng kỳ quái. Lục Lâm Thiên này không ngờ còn lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính trong không gian. Lĩnh ngộ tới mức như vậy quả thực ngay cả vũ vương nhất trọng bình thường cũng chỉ có vậy mà thôi. Mà Lục Lâm Thiên mới chỉ là vũ xuất thất trọng. Ngay khi mấy người trên lưng Phong Vũ Ngân Điêu trợn mắt, không thể tưởng tượng nổi thì toàn thân nữ tử uyển chuyển kia run lên, dường như cũng cực kỳ kinh ngạc. Mà lúc này thanh niên áo xanh kia cũng cực kỳ kinh ngạc. Lục Lâm Thiên này không ngờ lại đồng thời ngưng tụ hai đạo công kích thuộc tính khác nhau. Mà tốc độ ngưng tụ công kích cũng vô cùng nhanh chóng. Phong Linh Giáp. Một tiếng quát khẽ vang lên, trong nháy mắt này thân thể thanh niên áo xanh lùi lại. Đồng thời quanh người cũng có một cỗ quang mang chói mắt tuôn ra. Trong nháy mắt này hai đạo công kích của Lục Lâm Thiên nhanh chóng nổ vang trong không trung. Nơi công kích nổ tung, hàn khí lạnh lẽo cùng với quang mang lục sắc mang theo năng lượng giống như thực chất điên cuồng nhộn nhạo khiến cho không gian trở nên vặn vẹo. Ba đạo công kích của vũ khí huyền cấp sơ giai va chạm quả thực vô cùng đáng sợ. Lúc mấy đạo lực lượng đáng sợ này va chạm, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thân ảnh hai người Lục Lâm Thiên nhanh chóng bị bao phủ bên trong. Trong kình khí cuồng bạo cùng với không gian vặn vẹo, đám người ở đây ngay cả Vũ Vương cùng Linh Vương cũng khó có thể nhìn rõ sự vật bên trong. Phanh phanh phanh. Không gian như nổ tung, từng thanh âm bạo liệt giống như tiếng sấm rền vang lên. Không gian giống như trực tiếp bị xé mở, hàn khí tràn ngập không gian, giống như trong không gian lúc này có một làn sương lạnh lẽo bao phủ. Cỗ khí tức cường hãn này cũng khiến cho không gian vặn vẹo tới cực hạn. Hỏa quang bắn ra bốn phía, một cỗ kình khí khủng bố từ vị trí nơi ba đạo công kích va chạm lập tức tràn ra. Lúc này phạm vi chung quanh nơi năng lượng xung động ảnh hưởng tới, một cỗ quang mang lục sắc đánh xuống, cả sơn mạch phía dưới lúc này trong phạm vi mấy ngàn thước chung quanh, dưới cỗ kình phong khủng bố khuếch tán, mặt đất rạn nứt, đá bị nghiền nát, phạm vi chung quanh lúc này không có một chút xin hâu nào. Trong không gian hỗn loạn, lúc kình khí trước mặt Lục Lâm Thiên biến mất thì một đạo thân ảnh màu trắng hiện lên. Người thanh niên áo lam kia không biết từ khi nào quanh thân đã có một chiếc khải giáp màu trắng bao phủ. Trên chiếc khải giáp màu trắng này có kình phong quanh quẩn. Một cỗ năng lượng thuộc tính phong lập tức xuất hiện, lực công kích của Lục Lâm Thiên không ngờ bị nó trực tiếp ngăn cách ở bên ngoài, không có cách nào tiến vào. Bất quá dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ này, thanh niên tuấn lãng kia lúc này thân thể cũng lùi về phía sau một bước. So với bộ dáng nhẹ nhàng khi trước lúc này cũng có chút chất vật. Vũ khí phòng ngự phong thuộc tính. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, từ cái khải giáp thanh niên áo lam này bố trí, Lục Lâm Thiên có thể nhìn ra hẳn là vũ khí huyền cấp trung kỳ, là vũ khí phòng ngự thuộc tính phong. Hai đạo công kích mang theo lực lượng thuộc tính của hắn không ngờ lại không tạo thành thương tổn với đối phương. Chỉ làm cho đối phương có chút chật vật mà thôi. Hay cho một Lục Lâm Thiên, quả thực có chút bổn sự, hiện tại ngươi khiến cho ta cảm thấy miễn cưỡng đủ tư cách đấu với ta. Nhìn Lục Lâm Thiên, trong mắt thanh niên tuấn lãng kia lúc này đã có biến hóa. Thật sao? Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói, hắn cũng biết người này tuyệt đối không phải vũ vương nhất trọng bình thường. Bất quá hiện tại hắn cũng chưa dùng toàn lực. Thanh âm vừa dứt, Lục Lâm Thiên hoàn toàn không chút khách khí, thân ảnh như quỷ mị lóe lên. Tiếp theo trong nháy mắt lập tức xuất hiện trước người thanh niên áo lam, một đạo chảo ấn nhanh chóng đánh về phía trước. Tới tốt! Ánh mắt thanh niên áo lam trầm xuống, nhanh chóng đánh ra một đạo quyền ấn. Phanh! Một chảo, một quyền hung hăng va chạm, thanh âm bạo liệt đột nhiên vang lên trong không trung. Lập tức không trung chấn động, kinh khí khủng bố nhanh chóng lan ra bốn phương tám hướng. Khục! Dưới một quyền này, thân thể Lục Lâm Thiên chấn động. Thân hình nhanh chóng lùi lại về phía sau mấy bước. Hừ, mà thanh niên áo lam kia lúc này trong cổ họng cũng vang lên một tiếng trầm thấp. Chân phải đạp mạnh hư không một cái, lúc này gợn sóng trong không trung nhanh chóng lan tràn. Thân ảnh nhanh như thiểm điện đánh về phía Lục Lâm Thiên. Phanh phanh phanh. Hừ, tới đây đi. Lục Lâm Thiên cắn răng, thủ ấn được kết,
trong tay nhanh chóng ngưng tụ công kích. Phanh phan phanh. Từng đạo công kích mang theo năng lượng thuộc tính hiện lên trong hai tay Lục Lâm Thiên. Lúc này công kích của Lục Lâm Thiên giống như mưa rào khiến cho thanh niên áo lam kia đau đầu không thôi. Chỉ cần dừng lại một chút thì hắn sẽ lập tức bị Lục Thiếu Du điên cuồng công kích. Lục Lâm Thiên này không ngờ đồng thời có thể ngưng tụ tất cả công kích thuộc tính khác nhau, đây không phải là chuyện dễ dàng. Quả thực tương đương với mấy người vây công a. Bất quá thực lực của hắn bây giờ vẫn còn chưa đủ. Trên lưng Phong Vũ Ngân Điêu, mấy vũ vương cùng linh vương thấp giọng nghị luận. Dùng nhãn lực của bọn hắn đương nhiên có thể nhìn ra được một số thứ. Công kích lúc này của Lục Lâm Thiên tuy rằng nhìn qua có thể tạo thành sóng gió, cường thế bá đạo cực kỳ, thế nhưng lúc này có thể làm được như vậy thì sẽ phải chịu phản vệ khủng bố. Ánh mắt Bạch Linh, Thiên Độc Yêu Long cùng Tiểu Long Huyết Mị vẫn nhìn chằm chằm lên không trung. Ánh mắt Bạch Linh khẽ biến hóa, đương nhiên nàng cũng nhìn ra được. Lúc này công kích của Lục Thiếu Du tuy rằng liên miên mạnh mẽ, mà thanh niên áo lam kia nhìn như cố sức hoàn thủ, thế nhưng nếu như nhìn kỹ mà nói, không khó nhìn ra, thanh niên áo lam kia hoàn toàn không có một chút bối rối nào. Giờ phút này Lục Lâm Thiên đương nhiên cũng hiểu được tình cảnh của mình, luận tu vi bằng vào tu vi vũ xuất thất trọng của mình, nếu như không dốc sức liều mạng thì bằng vào thực lực của hắn hiện tại không chống lại được vũ vương nhất trọng. Tuyệt đối là chuyện không có khả năng, tuy rằng bây giờ hắn thi triển công kích liên miên không ngớt. Thế nhưng mà một khi hắn tiêu hao quá nhiều, khi đó đối phương sẽ điên cuồng phản kích. Tới lúc đó bản thân hắn có thể chịu được hay không mới là vấn đề. Thu hồi tạp niệm lúc này không phải là lúc nghĩ nhiều, đánh ra một đạo công kích, bàn chân Lục Lâm Thiên đột nhiên đạp mạnh hư không một cái, vòng xoáy bắt đầu khởi động, trong tay hắn lúc này mang theo thanh âm bén nhọn cùng với kình phong xé gió, giống như một đạo quang mang màu vàng nhanh như thiểm điện xuyên qua sự cách trở của gợn sóng trong không gian, nhanh chóng bắn về phía thanh niên áo lam. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên đột nhiên công kích, trong mắt thanh niên áo lam hiện lên sự kinh ngạc, lập tức mỉm cười. Ngay khi đạo trưởng ấn của Lục Lâm Thiên đánh tới, thân ảnh của thanh niên áo lam lập tức bị đánh nát. Tàn ảnh. Mí mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, tốc độ của đối phương không ngờ lại nhanh tới tình trạng như vậy, hoàn toàn không thua kém gì hắn, ngược lại còn nhanh hơn không ít. Trong nháy mắt này thân thể Lục Lâm Thiên kéo theo một đám tàn ảnh, Lục Lâm Thiên nhanh chóng nhìn thấy không gian phía trước mình đột nhiên thanh niên áo lam kia xuất hiện. Khóe miệng mang theo sự châm chọc. Cánh tay lúc này tạo thành một góc độ không thể tưởng tượng nổi, nhanh chóng chụp về phía trước. Dưới đạo chảo ấn này, cả không gian trước người hắn vặn vẹo, nhanh chóng ập xuống. Lục Lâm Thiên giật mình, ánh mắt trầm xuống, thủ ấn trong tay cấp tốc biến hóa, một cỗ năng lượng thuộc tính thủy bàng bạc lập tức hội tụ, trong không gian lúc này nhanh chóng rung động. Rung động không ngừng khuếch tán, hơn nữa càng lúc càng nhanh. Tốc độ khuếch tán càng lúc càng nhanh. Chỉ trong chốc lát trong hai con ngươi đen trong mắt Lục Thiếu Du đột nhiên trở lên lạnh lẽo, chân khí bàng bạc từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Ở không trung trước người hắn lúc này có một cỗ khí tức lạnh lẽo nhanh chóng lan tràn ra, mang theo một cỗ cảm giác uy áp. Dưới cỗ uy áp lạnh lẽo này, dường như năng lượng trong phiến không gian này đều bị đóng băng vậy. Lúc này, cho dù là mấy linh vương cùng vũ vương trên lưng Phong Vũ Ngân Điêu, ánh mắt lúc này vô cùng kinh hãi. Trong chớp mắt này, thanh niên tuấn lãng kia nhìn Lục Lâm Thiên trong lòng cũng có một chút cảm giác khác thường, thế nhưng đạo chảo ấn trong tay hắn vẫn không chút do dự đánh xuống. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, nhìn quả đạo chảo ấn mang theo không gian vặn vẹo gần trong gang tấc kia, lúc này kình phong tàn sát bữa bãi đã dẫn đầu bắn tới. Trong ánh mắt hắn đột nhiên có một cỗ hàn khí bắn ra, cánh tay nhấc lên, ánh mắt nhìn đạo chảo ấn đang đánh tới. Một thanh âm lạnh lẽo như băng từ trong miệng Lục Lâm Thiên truyền ra mang theo hàn ý cùng uy áp mãnh liệt vang lên. Phá! Tiếng quát lạnh vừa dứt, lúc này chỉ thấy xung quanh Lục Lâm Thiên có một cỗ hàn khí nhanh chóng tràn ra. Một màn vô cùng quỷ dị đột nhiên xuất hiện, đạo chảo ấn đang nhanh chóng đánh tới kia ngay khi Lục Thiếu Du vung tay lên lập tức bị đóng băng, cả không gian run rẩy, phía trên đạo chảo ấn này không khí cũng như bị đóng băng. Phanh! Tiếp theo! Trong nháy mắt đạo chảo ấn bị đóng băng này lập tức bạo liệt, tan vỡ hóa thành vô số mảnh vỡ từ trên không trung rơi xuống. Hàn băng đồng kết sát. Cùng lúc đó, tiếng quát trầm thấp vang lên trong miệng Lục Lâm Thiên. Cánh tay khẽ vỗ một cái, một cỗ khí tức lạnh lẽo vô hình đột nhiên bao phủ trước người thanh niên áo lam kia. Cỗ khí tức lạnh lẽo này vô hình vô sắc mang theo một cỗ lực lượng khủng bố, lập tức bao phủ trong không trung nơi thanh niên áo lam đứng. Hàn băng đồng kết sát chính là vũ khí huyền cấp cao giai,
đây là lần đầu tiên Lục Lâm Thiên thi triển, cũng là bộ vũ khí mạnh nhất hiện tại Lục Thiếu Du nắm giữ. Vũ khí này tu luyện tới cảnh giới cao nhất có thể vô thanh vô thức đánh chết đối thủ. Giờ phút này, sau khi Lục Thiếu Du thi triển ra, cỗ uy thế này kéo theo năng lượng thuộc tính thủy trong thiên địa hội tụ, năng lượng trong thiên địa lúc này trở nên bạo động, trong lúc vô hình tạo thành một cỗ uy áp khiến cho người khác có áp lực. Vũ khí huyền cấp cao ra. Trên phòng Vũ Ngân Điêu, ánh mắt nữ tử xinh đẹp kia lập tức biến đổi, ánh mắt nhìn lên không trung rồi thì thào nói. Trong ánh mắt nàng vô cùng kinh ngạc, Vũ Xuất Thất Trọng tu luyện thành công vũ khí huyền cấp cao giai, đây không phải chuyện mà người bình thường có thể làm được. Vũ khí huyền cấp cao giai, yêu cầu đối với sự lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính và khống chế vô cùng cao. Cho nên cho dù là đột phá tới Vũ Vương cũng không nhất định có thể tu luyện thành công vũ khí huyền cấp cao giai. Lúc này trên không trung, thanh niên áo lam cảm nhận cỗ khí tức lạnh lẽo đang lan tỏa xung quanh, sắc mặt hắn không khỏi có chút động dung. Dưới cỗ hàn khí lạnh lẽo kia lúc này chỉ có hắn mới chính thức cảm nhận được bên trong nó có một cỗ khí tức hủy diệt, dưới loại khí tức này, cho dù là hắn trong nội tâm cũng có chút kinh ngạc. Bên trong cỗ khí tức lạnh lẽo, cỗ kình khí như có như không kia không ngờ đã bắt đầu đóng băng phong linh giáp trên người hắn. Tới lúc này, người thanh niên áo lam kia rốt cuộc cũng hiểu rõ. Lục Lâm Thiên trước mắt hắn quả thực không phải là người bình thường. Vốn hắn cũng không quá coi trọng người này, thế nhưng bây giờ lại không giống như trước nữa. Đối phương chỉ có tu vi Vũ Xuất Thất Trọng, có thể làm được tới bước này đã hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn. Coi như là hắn thời điểm còn là Vũ Xuất Thất Trọng cũng không có cách nào thi triển ra vũ khí huyền cấp cao giai. Bằng vào thực lực bây giờ của hắn, đương nhiên hắn đã biết rõ, có đôi khi, việc lĩnh ngộ quan trọng hơn cấp độ. Tu vi càng về sau, việc lĩnh ngộ được hay không thì mới là mấu chốt đột phá. Không gian xích diễm. Cảm nhận cỗ khí tức lạnh lẽo kinh khủng chung quanh, phong linh giáp trên người hắn đã lập tức có một lớp băng mỏng. Cỗ hàn khí lạnh thấu xương kia bắn ra tứ tung khiến cho cả không gian lúc này giống như bị đóng băng. Trên mặt thanh niên tuấn lãng kia lúc này nhanh chóng trở nên ngưng trọng. Cánh tay vung lên, miệng quát khẽ một tiếng. Lập tức trong không gian có một cỗ năng lượng thuộc tính hỏa nhanh chóng hội tụ rồi quanh quẩn quanh người hắn. Sau khi cỗ năng lượng thuộc tính hỏa này hội tụ, bắt đầu tỏa ra uy áp đáng sợ, cũng nhanh chóng trở nên nồng đậm. Sau đó một mảnh hỏa diễm khủng bố ngập trời nhanh chóng tràn ngập ra chung quanh không gian chừng trăm thước quanh thanh niên áo lam kia. Siêu siêu! Hỏa diễm cuồn cuộn, khí tức lạnh lẽo kia lập tức tan ra. Sắc mặt Lục Lâm Thiên đại biến. Công kích của hắn không ngờ rơi vào trong không gian tràn ngập hỏa diễm này lại lập tức mất đi sự khống chế. Siêu siêu! Hàn khí khủng bố tiến vào trong biển lửa này cũng lập tức biến mất không còn tung tích. Ngay cả hàn khí chung quanh cũng liền biến mất. Bất quá, lúc này ở phía dưới, một mảnh không gian to lớn như vậy trực tiếp bị phá hủy thành phế tích. Trên không trung mọi người cũng có thể nhìn thấy gợn sóng trong không gian đang vang lên những tiếng răng rắc. Từng khe hở giống như mạng nhện từ quanh người hai người Lục Thiếu Du nhanh chóng tràn ra. Giữa không trung, hai người lăng không mà đứng. Sắc mặt Lục Lâm Thiên lúc này đã tái nhợt, thi triển hàn băng đồng kết sát này, chân khí mà Lục Thiếu Du tiêu hao cực kỳ khổng lồ. Loại tiêu hao này gần bằng lúc hắn thi triển Chu Tước Huyền Vũ Quyết. Thanh niên áo lam kia lúc này sắc mặt tuy rằng tốt hơn Lục Lâm Thiên một chút. Bất quá trên mặt cũng đã tái nhợt. Dường như bởi vì vừa rồi ngăn cản một kích hàn băng đồng kết sát của Lục Thiếu Du cũng khiến cho hắn tiêu hao không ít. Người này thực lực rất mạnh, sợ rằng lão đại không đối phó được. Ánh mắt Tiểu Long chuyển động, lúc này nó cũng không khó nhìn ra, tình cảnh hiện tại của lão đại nó không quá tốt. Lục Lâm Thiên, ta xem thường ngươi rồi. Nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt thanh niên áo lam kia bất động, một lát sau ánh mắt mới khẽ đổi, sau khi hít sâu một hơi lập tức mở miệng nói. Phong linh giáp quanh người nhanh chóng được thu lại. Thật sao? Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói, trong nội tâm hắn lúc này cũng vô cùng khiếp sợ. Sau khi hắn thi triển hàn băng đồng kết sát cũng chỉ có thể làm cho đối phương tiêu hao lớn hơn một chút mà thôi. Căn bản cũng không thể tạo thành thương tổn thực chất với đối phương. Mà lúc này cơ hồ mình đã bất lực, uy lực khi hắn thi triển hàn băng đồng kết sát này so với huyết lục khi thi triển liệt không cửu kích cũng không yếu hơn một chút nào. Cho dù yếu hơn thì cũng yếu hơn một chút mà thôi. Bởi vì có lẽ vũ khí liệt không cửu kích so ra hơn hàn băng đồng kết sát một chút. Tốt, ngươi đi đi. Hiện tại thắng ngươi, thắng cũng không vẻ vang gì. Hy vọng có một ngày hai ta có thể chiến công bằng một trận. Thanh niên áo lam nói xong, thanh âm vừa dứt,
thân ảnh nhanh chóng biến mất tại chỗ. Tiếp theo trong nháy mắt thân thể hắn đã xuất hiện ở trên lưng Phong Vũ Ngân Điêu. Rát! Phong Vũ Ngân Điêu giống lên một tiếng rồi biến mất tại chỗ, thân ảnh màu trắng nhanh chóng phi về phía trước. Lục Lâm Thiên, người đã xứng biết rõ tên của ta. Nhớ kỹ, tên ta gọi là Lam Thập Tam. Trên phía chân trời xa xa vang lên thanh âm của thanh niên áo lam kia. Lam Thập Tam. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn về phương xa. Người này quả thực không để cho người ta kịp suy nghĩ. Đến cũng nhanh, đi cũng nhanh. Người đi theo bên cạnh thực lực vô cùng mạnh mẽ, xem ra tuyệt đối có hậu trường cường hãn. Có lẽ không phải là người của Nhất Tông Nhất Giáo Nhất Môn Nhất Trang cùng Tam Tông Tứ Môn, không biết là người của Tứ Các Tứ Đảo hay là người của những gia tộc lánh đời kia. Lục Thiếu Du không ngừng suy đoán trong lòng. Người này không biết là tới từ cỗ thực lực nào, quả thực không đơn giản. Trong lúc Lục Lâm Thiên ngẩn người, Bạch Linh cùng Tiểu Long đã nhanh chóng tới bên người hắn. Người này sợ rằng có lai lịch cực lớn, lúc hắn giao thủ cùng ta cũng không dùng toàn lực, có lẽ ta không phải là đối thủ của hắn. Lục Lâm Thiên nói, thế nhưng ta lại cảm giác được, nữ tử thần bí mang áo choàng kia có lẽ càng thêm khó dây vào. Bạch Linh khẽ nói, nàng ta sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ biến, nữ tử trên lưng Phong Vũ Ngân Điêu kia Lục Thiếu Du cũng từ dò xét qua, khí tức trên người nàng không có, thế nên hắn không có cách nào dò xét ra thực lực của nàng. Thế nhưng dựa vào cỗ khí thế mơ hồ như có như không trên người nàng Lục Thiếu Du cũng có thể đoán ra, nữ tử này sợ rằng cũng không dễ chọc. Lão đại, người nọ quả thực có chút kỳ quái. Thân thể Tiểu Long nhanh chóng nhảy lên người lão đại nó, đôi mắt nhỏ không ngừng chớp chớp, trong mắt cũng hiện lên sự nghi hoặc. Chủ nhân, người vừa rồi cũng là vũ giả tam hệ, quả thực vô cùng hiếm thấy. Bất quá đợi sau khi chủ nhân đột phá vũ vương, đương nhiên có thể thắng hắn. Huyết Mị nói với Lục Lâm Thiên. Ánh mắt Lục Lâm Thiên không ngừng biến ảo. Bây giờ hắn mới là vũ xuất thất trọng. Nếu như đột phá tới vũ vương mà nói, muốn thắng Lam Thập Tam kia tuyệt đối không thành vấn đề. Lam Thập Tam, không bao lâu nữa bổng công tử sẽ đánh bại ngươi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên. Lúc này hắn đã đem thân ảnh mặc áo lam kia khắc sâu trong đầu. Một cỗ ngạo khí nhanh chóng tỏa ra. Bản thân hắn có âm dương linh vũ quyết, nhất định có thể mau chóng đột phá vũ vương cùng linh vương. Đến lúc đó hắn nhất định có thể đánh bại người này. Huyết Mị, tiếp tục dẫn đường. Một lát sau, Lục Lâm Thiên nói. Mọi người lại một lần nữa nhảy lên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, lập tức biến mất trong không trung. Trong không trung bao la, lúc này trên lưng Phong Vũ Ngân Diêu, sắc mặt thanh niên áo lam kia một lúc lâu sau mới hồi phục lại. Ánh mắt nhìn về phía trước, trong mắt hiện lên sự vui vẻ. Lam Thập Tam, vừa rồi ngươi đã dùng mấy thành thực lực. Không chỉ có 5 thành thôi đúng không? Trên lưng Phong Vũ Ngân Điêu, nữ tử yểu điệu kia hỏi. Quả thực không dưới 5 thành. Ánh mắt thanh niên áo lam khẽ nhảy lên, quay đầu lại nhìn nữ tử kia nói. Nhãn lực của ngươi quả thực vẫn vô cùng chuẩn xác. Ngươi nói không sai, Lục Lâm Thiên này quả thực không đơn giản. Trên phương diện lĩnh ngộ có thiên phú kinh người. Dùng tu vi vũ xuất thất trọng có thể thi triển ra vũ kỹ huyền cấp cao giai, còn có thể thi triển ra thuộc tính không gian. Quả thực điều này không phải là người bình thường có thể làm được. Ta có cảm giác, Lục Lâm Thiên kia cũng còn chưa thi triển toàn lực. Người này so với trong tưởng tượng của ta còn mạnh hơn một chút. Nữ tử yểu điệu kia nói. Chỉ tiếc hắn mới là vũ xuất thất trọng mà thôi. Ta rất chờ mong có một trận chiến công bằng với hắn. Ánh mắt thanh niên áo lam nhảy lên. Một cỗ chiến ý trên người tràn ra. Tốt hơn nên tìm huyền thiên bí cảnh rồi nói sau. Bên trong huyền thiên bí cảnh có lẽ sẽ có một ít thứ tốt. Các sư phụ truyền tới tin tức, để cho chúng ta toàn lực tham dự. Những người khác có lẽ sợ rằng cũng đang chạy tới. Nữ tử yểu điệu kia nói. Bọn hắn đã chậm một bước, có lẽ sẽ không đuổi kịp chúng ta. Thanh niên áo lam mỉm cười nói. Huyền thiên bí cảnh này tuyệt đối khó tìm. Nữ tử yểu điệu kia nói. Dùng bổn sự của ngươi, chỉ cần huyền thiên bí cảnh ở trong sơn mạch đoạn thiên này là có thể tìm được. Chỉ hơi khó khăn một chút mà thôi. Thanh niên áo lam nói. Một ngày sau, trong một chỗ tại sơn mạch, lúc này có hai vách núi gần như dựa vào nhau tạo thành một cái khe hẹp xuất hiện. Chung quanh có không ít cây cối rậm rạp khiến cho người ta có cảm giác nơi này dường như đã mấy ngàn năm không có người đặt chân tới.
Lúc này Lục Lâm Thiên đang đứng trên không trung, mắt nhìn về phái cái khe hẹp giữa hai vách núi. Bên ngoài ánh mặt trời chiếu xuống, lá rụng bay chung quanh, một dòng suối nhỏ uốn lượn chảy qua, từng đàn dã thú đang uống nước ở bên cạnh, tiêu diêu tự tại. Cuối cùng dòng suối nhỏ này giống như một đạo ngân quang từ trên vách núi chút xuống. Chủ nhân, cách nơi này không xa, ta nhớ được nơi này. Huyết Mị lập tức cao hứng nói. Tiếp tục tìm kiếm. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, trong mắt hiện lên sự chờ mong. Tại một dãy núi lớn, phía trên một hạp cốc lúc này có không ít yêu thú phi hành đang xoay quanh không trung. Trên lưng chính là chúng cường giả của Nhất Tông Nhất Giáo Nhất Môn Nhất Trang. Nơi này từng xuất hiện qua trong đoạn hình ảnh, chúng ta lại tìm kiếm chung quanh một chút. Nhìn xuống phía dưới, Đồng Quy Tinh lập tức nói. Hai ngày sau, đám người Lục Lâm Thiên xuất hiện tại một hạp cốc. Trước hạp cốc có mọc không ít cây cối thấp, phía dưới có dòng nước chảy qua. Nơi này tuy rằng phong cảnh tú lệ, thế nhưng lại không có bất kỳ một chút sinh khí nào. Ánh mắt Huyết Mị nhảy lên, nhanh chóng nhảy xuống mặt đất, dường như đang bắt đầu tìm kiếm gì đó. Đám người Lục Thiếu Du đi theo phía sau Huyết Mị không lâu lắm thì lập tức đám người Lục Thiếu Du đi tới một bãi cỏ, đối diện với bãi cỏ có một khối nham thạch đứng trên sườn núi. Nhìn qua khối nham thạch bên trên đã bị chóc ra nhiều lớp, hai bên còn có cây cối che phủ. Rễ cây len vào khe hở của nham thạch, những cây này sinh trưởng trên vách đá khiến cho vách núi cao kia lúc này nhìn qua vô cùng có ý vị. Mà phía dưới nơi Huyết Mị đang đứng, Lục Lâm Thiên đứng từ trên nhìn xuống. Phía dưới là một thâm uyên tối om, không nhìn thấy cái gì. Chỉ có một thứ giống như sương mù đang di chuyển mà thôi. Bên trong vực sâu vạn trượng này có một cái khe, hai bên đều là thạch bích. Có một dòng nước chảy xiết đang chảy qua. Nhiệt độ ở nơi này dường như rất thấp, mà ngay cả không khí lúc này cũng lạnh buốt. Ánh mắt mọi người nhìn xuống phía dưới một lát lập tức cảm thấy hoa mắt. Cái thâm uyên vạn trượng này vô cùng sâu, cũng không biết sâu tới bao nhiêu. Chủ nhân. Chính là chỗ này. Khi trước ta chính từ nơi này rời đi. Huyết Mị nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói. Ở nơi này sao? Lục Lâm Thiên nhìn chung quanh. Hai bên thâm uyên vạn trượng này chính là vách đá, cao tới mức không nhìn thấy đỉnh. Một bên là vách núi, một bên là vực sâu không thấy đáy. Treo leo, sâu thẳm, vô cùng mạo hiểm. Mà ở trong này Lục Lâm Thiên cũng chỉ có thể xác định ra. Bên trong những hình ảnh mà ba chiếc chìa khóa đề cập tới có một sườn đồi mà thôi. Nơi này có chút quỷ dị. Bạch Linh đi tới bên người Lục Lâm Thiên rồi nói. Đôi mắt xinh đẹp nhìn qua bốn phía rồi lập tức nhíu mày. Lục Lâm Thiên nhìn bốn phía, bên trong sơn mạch nhìn qua hoang tàn vắng vẻ này, nếu cẩn thận quan sát quả thực có một cỗ khí tức quỷ dị bao trùm chung quanh. Khó trách phương viên trăm dặm xung quanh đây ngay cả dã thú cũng không dám tới gần. Chim cũng không dám bay qua. Huyết Mị, lúc trước ngươi từ chỗ nào đi ra? Lục Lâm Thiên hỏi. Ở vách núi này xuống, chủ nhân, hay người thử lên đó xem? Huyết Mị nói. Dẫn đường đi. Lục Lâm Thiên nói, nơi này từng xuất hiện qua đoạn hình ảnh kia. Lục Lâm Thiên dường như đã cảm thấy, địa phương nơi Huyết Mị đi ra dường như có không ít quan hệ với Huyền Thiên Bí Cảnh. Thân ảnh Huyết Mị uốn éo, lập tức nhảy xuống vách núi vạn trượng. Lục Lâm Thiên không có một chút do dự nào. Vòng xoáy dưới chân đột nhiên hiện lên, nhanh chóng nhảy xuống vách núi. Mà Bạch Linh, Thiên Độc Yêu Long cũng theo đuôi xuống. Quanh thân Thiên Độc Yêu Long lúc này có một cỗ hắc mang bao phủ, ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn chung quanh. Xuống dưới vách núi, mây mù lượn lờ, hai bên rộng chừng 10 trượng, đều là vách núi thẳng tắp, bóng loáng, vô cùng hiểm trở. Một đường đi xuống, chỉ sợ đã được chừng 1000 trượng. Càng xuống phía dưới mây mù càng bớt đi một ít. Bất quá giữa không trung lúc này có một cỗ khí tức vô hình xuất hiện, khiến cho ngay cả hô hấp của mọi người có chút không được tự nhiên. Chủ nhân, coi chừng, phía dưới có khí độc. Thanh âm Huyết Mị vang lên, quanh thân lập tức được bao phủ bởi một cỗ huyết sắc quang mang, lập tức dẫn đường đi tiếp. Trong nháy mắt trên vách núi hai bên phun ra một đám sương mù màu đen. Bên trong sương mù dường như có lực lượng ăn mòn cực lớn. Gợn sóng trong không gian lúc này cũng bị ăn mòn. Ngay khi sương mù màu đen chạm phải huyết sắc quang mang quanh người Huyết Mị lập tức biến mất không còn tung tích, có vẻ vô cùng quái dị. Độc trận. Lục Lâm Thiên giật mình, không nghĩ tới dưới vách núi này còn có độc trận. Huyết Mị nhìn qua nhẹ nhõm chóng lại như vậy, thế nhưng sợ rằng ngay cả nhân loại vũ xuất muốn đi vào trong cũng tuyệt đối khó có thể làm được. Siêu.
sau khi xuống thêm chừng trăm trượng nữa, huyết sắc quang mang quanh người huyết mị mới tiêu tát, mà trên mặt nàng lúc này cũng hơi tái nhợt. Chủ nhân, độc trận này cực kỳ lợi hại, lúc ta đi ra ngoài cũng phải chịu một ít thương thế mới ra ngoài được. Huyết sắc quang mang được thu lại, huyết mị lập tức nói với Lục Thiếu Du. Huyết mị, còn phải xuống thêm bao lâu nữa? Nhìn vực sâu không thấy đáy dưới chân, lúc này dùng tu vi của Lục Lâm Thiên cũng không thấy tận cùng, giống như vực sâu này vốn không đáy vậy. Phía dưới này sâu bao nhiêu ta cũng không xuống quá, bất quá nơi này chính là nơi khi trước ta đi ra ngoài. Huyết mị nói xong, thân thể xinh đẹp lóe lên, mái tóc màu đỏ tung bay, lập tức đột ngột đáp xuống một mặt đá đột nhiên hiện ra trong vực sâu. Chính là nơi này sao? Lục Lâm Thiên đáp xuống mặt đá, mắt nhìn chung quanh. Sau khi đáp xuống mặt đá này lại không có một chút dị tượng nào. Nơi này dường như không có chỗ đặc thù gì à. Đôi mắt to của Thiên Độc Yêu Long không ngừng đảo, có chút nghi hoặc nói. Nơi này có phong ấn, không mở ra phong ấn đương nhiên không nhìn ra được sự khác thường. Ánh mắt Bạch Linh chăm chú nhìn bốn phía, sau đó nhíu mày nói. Phong ấn này cực kỳ lợi hại, ta cũng không tìm ra được đầu mối. Chủ nhân, lúc đầu ta đã quan sát qua. Cái phong ấn này phải tới đêm trăng tròn mới buông lỏng. Cho nên từ ánh trăng hiện tại có thể thấy, ba ngày sau chính là đêm trăng tròn. Tới lúc đó có lẽ cấm chế sẽ buông lỏng, chúng ta có thể đi vào. Huyết mị nói. Chúng ta đợi vậy. Mí mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, thời gian ba ngày cũng không dài, chờ dược. Tại một nơi khác trong sơn mạch, dưới đỉnh núi khổng lồ lúc này đám người của Nhất Tông Nhất Giáo Nhất Môn Nhất Trang, tính cả Phi Linh Môn, Ma Tâm Cốc. Song đao môn đều nhanh chóng nhảy xuống yêu thú phi hành. Nếu ta suy đoán không sai thì chính là nơi này. Lữ Chính Cường. Quét mắt nhìn qua bốn phía, vẻ mặt biến hóa không ngừng. Lữ trưởng môn, người phát hiện ra cái gì sao? Gia Cát Tây Phong hỏi. Từ hình ảnh mà xem, căn cứ vào địa hình ở nơi này ta có cảm giác ở đây có lẽ có phong ấn. Nếu không nhìn qua hình ảnh lưu lại thì ngay cả ta cũng không nhận ra nơi này có phong ấn. Sắc mặt Lữ Chính Cường vô cùng ngưng trọng nói. Có thể mở ra phong ấn không? Đồng Quy Tinh lập tức hỏi. Để cho tất cả linh giả tinh thông trận pháp, phong ấn đi tới. Chư vị cũng hỗ trợ tìm kiếm. Ta muốn tìm xem có tìm thấy thứ gì đó không? Lữ Chính Cường nói. Nhanh, tất cả mọi người hỗ trợ tìm kiếm. Công Tôn Hóa Nhai quát lớn. Vâng. Lập tức mấy trăm người nhanh chóng phân tán tìm ở chung quanh. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nhìn qua bốn phía, ánh mắt không khỏi có chút biến hóa. Vào lúc này ở bên dưới đỉnh núi thật lớn, có trên trăm thân ảnh xuất hiện giữa không trung, đều ngồi trên phi hành yêu thú lục giai sơ kỳ, những người này đều mang mặt nạ hoặc che mặt, hoặc là khuôn mặt vô cùng xa lạ. Một nữ tử mặc quần đỏ nhìn chằm chằm khe sâu sau đỉnh núi, nói. Hình ảnh tới đây, toàn bộ linh giả cẩn thận tìm kiếm. Nơi này có lẽ có phong ấn cùng cấm chế mà chúng ta khó thể phát hiện. Nơi này không giống địa phương có cấm chế cùng phong ấn, không có năng lượng ba động nào a. Không ít người ở sau lưng nữ tử đều có dị nghị. Nếu dễ dàng tìm ra như vậy, người của bốn đại môn phái đã sớm tìm được, mau tìm đi, nhất định có thể tìm ra được gì đó, phong ấn cùng cấm chế dù mạnh thế nào cũng phải lộ ra chút dấu vết. Nữ tử quần đỏ nói. Vách núi cao vạn trượng. Nham thạch trải qua độc trận mà xuất hiện đột ngột, trước mắt cũng không có nguy hiểm gì, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi, chờ đợi đêm trăng tròn ba ngày sau, theo lời của huyết mị phải đợi tới đêm trăng tròn phong ấn mới mở rộng, điều này làm Lục Lâm Thiên cực kỳ chờ mong, không biết bên trong phong ấn vật gì. Mà giờ khắc này Lục Lâm Thiên cũng không biết bên trên vách núi có một đầu phong vũ ngân điêu thật lớn đang xoay quanh, vài thân ảnh đã đứng bên vách núi. Nơi này có quỷ gì? Nữ tử che mặt bằng lụa trắng nói, ánh mắt nhìn chăm chú khắp bốn phía, cẩn thận tìm kiếm gì đó. Có thể tìm ra hay không? Thanh niên làm y nhíu mày, thần sắc thu liếm, khuôn mặt luôn lộ ý cười trở nên nghiêm túc. Ta thử xem. Nữ tử nói, kết xuất thủ ấn quỷ dị, hơn 10 đạo hào quang bắn ra, vài đạo quang mang rơi xuống đất hóa thành hơn 10 con chuột nhỏ màu trắng cỡ lòng bàn tay, quanh thân tràn ngập khí tức của linh thú. Tầm linh thử, đi. Nữ tử vung tay, hơn 10 con chuột trắng nhỏ nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Có tầm linh thử của ngươi, tìm phương tiện hơn. Thanh niên làm y nói. Mặc dù tầm linh thử mới cấp 2,
nhưng lại có được khứu giác độc đáo với phong ấn cùng cấm chế, phong ấn cấm chế bình thường khó đào thoát sự tìm kiếm của chúng. Nữ tử nói, thời gian chậm rãi trôi qua, trong sự chờ mong của Lục Lâm Thiên, 3 ngày thời gian lặng yên trôi đi, Lục Lâm Thiên chợt thở ra ngụm chọc khí. Vào đêm, mây mù che phủ cả vách núi, làm không gian tối đen như mực, đôi mắt Lục Lâm Thiên chợt lóe tinh quang, nhìn chằm chằm bầu trời chờ đợi trăng tròn. Sau một lát vầng trăng hiển lộ, ánh trăng xuyên qua sương mù dày đặc trực tiếp chiếu xuống vách núi, quang hoa xuyên thấu khắc lên 2 bên vách núi. Đêm trăng tròn, phong ấn nên xuất hiện rồi đi. Ngay lúc này không gian chợt dao động thật khẽ, ánh mắt mọi người đều nhìn lên 2 bên vách đá, cả không gian không ngừng lắc lư, tựa hồ phong ấn đang bắt đầu mở rộng. Hô! Chỉ nháy mắt dưới ánh trăng chiếu xuống, không gian vặn vẹo kịch liệt, phát ra tiếng vang va chạm như cuộn sóng, tiếng vang khuếch tán, không gian dao động ngày càng kịch liệt, cảm giác giống như lung lay sắp đổ. Hô! Ngay chỗ nham thạch cao nhất vách núi bắt đầu xuất hiện một mảng lớn năng lượng phong ấn, không gian dao động tựa hồ đang hô ứng cùng ánh trăng trên không, dao động càng ngày càng mạnh. Nhìn năng lượng phong ấn ngày càng hư ảo, Lục Lâm Thiên, Thiên Độc Yêu Long, Tiểu Long đều lộ ra vẻ kinh ngạc cùng hưng phấn, hô hấp của Lục Lâm Thiên gấp gáp hơn rất nhiều, biến hóa như vậy đủ chứng minh nơi này không tầm thường. Lão đại, nơi này có cảm giác nguy hiểm. Tiểu Long đứng trên vai Lục Lâm Thiên, ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú vào năng lượng phản ứng, một cỗ chân khí nguy hiểm bắt đầu dâng lên trong lòng. Đều cẩn thận một chút. Lục Lâm Thiên híp mắt, nhìn chằm chằm vào không gian ngày càng vặn vẹo, trong tiếng vang khi không gian 3 văn va chạm lẫn nhau, trong lòng Lục Lâm Thiên cảm nhận được một cỗ năng lượng 3 động khủng bố cực độ, cùng chân khí quỷ dị không biết từ nơi nào truyền tới. Khí tức quỷ dị kia thật sự luống cuống, phảng phất như có thể ảnh hưởng tâm trí người khác, làm linh hồn người ta luống cuống bất an, máu huyết bắt đầu chậm rãi sôi trào lên. Hô hô! Không gian 3 văn trùng điệp. Trong không gian vặn vẹo giờ phút này đã xuất hiện lốc xoáy, trên tảng đá thật dày hiện tại giống như thủy vực, lốc xoáy trực tiếp xuyên vào bên trong vách núi. Phong ấn mở ra. Thiên Độc Yêu Long cực kỳ kích động, 2 mắt đỏ đậm muốn tiến vào trong lốc xoáy. Độc Long huynh, mau lui lại. Lục Lâm Thiên vẫn luôn cảnh giác, sắc mặt biến đổi, chụp lấy Thiên Độc Yêu Long, ngân mang chợt lóe bật lui ra sau, Bạch Linh cùng Huyết Mị cũng phản ứng cực nhanh. Không chút do dự lập tức lui về phía sau. Oanh oanh oanh. Bên trong lốc xoáy bắt đầu xoay tròn, vài thanh âm nổ bạo, một cỗ không gian lực cuồng bạo như bão táp thổi quét ra ngoài. Không gian quanh lốc xoáy nhất thời bị đánh nát, kinh khí ngập trời, cả một mảnh không gian lớn như vậy đều bị phá hủy. Cự lực này làm Bạch Linh nhíu mày, nếu thân thể bị thổi quét vào bên trong, chỉ sợ sẽ bị thương nặng. Làm sao ngươi biết gặp nguy hiểm? Nhìn không gian phá nát, Bạch Linh kinh nghi hỏi, vừa rồi nàng không hề cảm giác được có dấu hiệu nguy hiểm. Đây là tác dụng vật lý thôi. Khóe môi Lục Lâm Thiên nhếch lên, lộ ra ý cười thần bí, việc này rất đơn giản, trong phong ấn nhất định còn có một không gian khác, mà không gian bị phong ấn, phản ứng rộng, nhất định sẽ chịu không khí áp xúc trùng điệp sẽ hình thành không gian lực, như vậy khi bùng phát liền có thể nghĩ, bình thường nếu Vũ Vương không chú ý cũng sẽ bị phá hủy. Nhìn không gian tan vỡ bên dưới, vẻ mặt Thiên Độc Yêu Long cũng hiện lên e ngại, lực lượng kinh khủng vừa rồi làm trong lòng hắn cũng kinh hãi không thôi. Khi hết thảy đều khôi phục lại bình thường, lốc xoáy vẫn tồn tại, không gian lực lan tràn bao trùm cả khối nham thạch bên trong. Chúng ta vào đi thôi. Lục Lâm Thiên nhíu mày, ngân mang chợt lóe, thân hình hóa thành thanh sắc quang mang bắn vọt vào trong lốc xoáy. Chủ nhân, trong phòng ấn này có không gian hấp lực cực lớn. Phải cẩn thận một chút. Huyết Mị nói xong, thân thể mềm mại chợt lóe, yêu nguyên trào ra, hóa thành huyết ảnh mơ hồ lao vào trong lốc xoáy. Mọi người vừa tiến vào trong lốc xoáy, ngay lập tức thân ảnh biến mất không còn nhìn thấy. Hấp lực thật mạnh. Bên trong một không gian u tối, thân thể Lục Lâm Thiên giống như đi vào không gian thông đạo, phía trước mênh mông bụi mù một mảnh nhìn không thấy cuối, mà không gian chung quanh lại có cỗ hấp xả thật lớn từ khắp 4 phương 8 hướng kéo tới. Một cỗ cự lực vô hình thậm chí làm chân khí bị đè nén cực kỳ rối loạn, bước về phía trước thật giống như có ngàn cân cự lực áp xuống. Bên trong này thật sự quỷ dị. Thiên Độc Yêu Long bước tới, tốc độ suy giảm, lực lượng bị kéo chậm chạp, yêu nguyên cũng thừa nhận áp lực. Thanh Linh Khải Giáp. Lục Lâm Thiên khởi động Thanh Linh Khải Giáp, ngay lập tức áp lực giảm nhiều, chân khí gần như khôi phục bình thường, nhưng vẫn còn bị áp chế.
cẩn thận một chút, chúng ta chậm rãi đi tới. Lục Lâm Thiên nói, chậm rãi đi về phía trước. Bên trong đoạn thiên sơn mạch, ánh trăng như nước, chiếu xuống khắp cả dãy núi non, nhưng vào lúc này bỗng nhiên truyền ra tiếng vang thật lớn. Oanh long long. Đột nhiên trong núi truyền ra tiếng gầm rú, cả tòa sơn mạch chao đảo như sắp đổ sụp xuống. Vào lúc này trong phạm vi sơn mạch nhất thời xuất hiện từng quang quyển năng lượng thật lớn, hô ứng cùng ánh trăng trên cao, có vẻ cực kỳ huyền ảo. Trên một đỉnh núi, Lữ Chính Cường nhìn thấy hết thảy những chuyện này, sắc mặt ngưng trọng, đột nhiên đại biến, nói. Tinh Nguyệt Thiên Sát đại trận, Huyền Thiên Môn bố trí lại là đại trận này, khó trách mấy ngàn năm qua không ai tìm được bí cảnh. Bên trong một khe núi, hơn trăm người đang nhìn chằm chằm lên bầu trời, khắp cả núi non từng đạo quang trụ phóng lên cao, sau một trận gầm rú, hòa lẫn cùng ánh trăng chiếu xuống. Tinh Nguyệt Thiên Sát đại trận, khó trách chúng ta không tìm ra dấu vết. Bên cạnh nữ tử quần đỏ vang lên thanh âm trầm thấp nói. Tinh Nguyệt Thiên Sát đại trận. Đồng thời trên một mảnh bình nguyên, một thân ảnh đeo mặt nạ đứng trước một nhóm người thở dài nói. Bên trên vách núi cao vạn trượng, vài thân ảnh lăng không mà đứng, trên trời cao ánh trăng chiếu xuống trực tiếp xuyên vào bên dưới vách núi, một cỗ chân khí cổ xưa lan tràn, trong khí tức xen lẫn sát khí thao thiên. Đại trận lợi hại. Lam bào thanh niên tuấn lãng co rụt ánh mắt, không nhịn được kinh ngạc nói. Tinh Nguyệt Thiên Sát đại trận, lấy lực tinh nguyệt bảo hộ phong ấn, Huyền Thiên bí cảnh nằm tại nơi này, nhưng muốn đi vào phải phá vỡ Tinh Nguyệt Thiên Sát đại trận trước tiên. Nữ tử xinh đẹp nói. Đại trận này tựa hồ đã rộng đi. Thanh niên nói. Nữ tử ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng sáng trên bầu trời, lại nhìn bầu trời đầy sao, nói. Lúc trước cường giả trong Huyền Thiên Môn bố trí Tinh Nguyệt Thiên Sát đại trận, có lẽ chưa từng nghĩ tới 7.000 năm sau lại gặp được thời kỳ Thiên Lang phá nguyệt 1.008 năm một lần, Thiên Lang tinh đã lệch vị trí, tới ngày này tinh thần nhật nguyệt đều sẽ suy giảm một thời gian, bị Thiên Lang tinh cắn nuốt, mà Tinh Nguyệt Thiên Sát đại trận sẽ tự động mở ra. Nếu không cho dù người có tu vi linh tôn đi tới cũng chưa chắc phá vỡ được đại trận này. Không nghĩ tới Huyền Thiên Môn còn có thủ đoạn như thế. Sau lưng thanh niên áo lam chính là hoàng bào lão giả mà Bạch Linh từng giao thủ qua ngày đó. Lúc trước trong Huyền Thiên Môn có vài vị vũ tôn linh tôn, thực lực không tầm thường, bằng không nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang cũng sẽ không tổn thất thảm trọng, hiện tại bị tam tông tứ môn mơ hồ áp chế. Mà lúc trước thực lực nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang còn cao hơn cả tam tông tứ môn cùng tứ các tứ đảo, bằng không với vị trí đặc thù của cổ vực, bọn hắn làm sao dễ dàng trấn áp. Nữ tử khẽ thở dài, nói. Theo mấy ngàn năm qua trong môn thu thập tin tức, lúc trước Huyền Thiên Môn quyết một trận tử chiến cùng nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang tại đoạn thiên sơn mạch, Huyền Thiên Môn không địch lại, cuối cùng bị buộc phong ấn bí cảnh, mà mấy vũ tôn linh tôn bố trí Tinh Nguyệt Thiên Sát đại trận. Cho dù trải qua 7.000 năm đại trận vẫn có thể hấp thu tinh nguyệt lực duy trì, linh tôn vũ tôn bình thường đừng mong phá trận. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Thanh niên hỏi. Chẳng lẽ còn phải mời cường giả trong môn tới phá trận hay sao, nếu như quay về thật quá mất mặt? Nếu ta suy tính không sai, 7 ngày sau Thiên Lang tinh cắn nuốt tinh nguyệt, tới lúc đó đại trận sẽ dừng chuyển động, chúng ta có 7 ngày thời gian phá vỡ phong ấn. Nữ tử nhìn chăm chú lên bầu trời nói. Suy suy. Lời của nữ tử vừa nói xong, ánh trăng vẫn như trước, nhưng ánh sáng tạo thành dải lụa đột nhiên biến mất, cả dãy núi lớn hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất như tất cả chuyện vừa rồi chưa từng phát sinh qua bao giờ. Lúc này cũng không ai nhìn thấy trên vách núi có lốc xoáy không gian ba văn, nháy mắt đã biến mất không thấy bóng dáng, hết thảy đều khôi phục lại bình thường, không còn nhìn ra dấu vết. Tinh Nguyệt Thiên Sát đại trận đã rộng. Hẳn đã bị tinh nguyệt ảnh hưởng. Trên một đỉnh núi, Bạch Oánh cau chặt mày, nhìn chằm chằm lên bầu trời. Oánh tỷ, chẳng lẽ tỷ biết về Tinh Nguyệt Thiên Sát đại trận? Tứ Tuyệt Yêu Cơ Lư Khâu Mỹ Vi hỏi. Lâm Thiên có giao cho ta một ít tài liệu về trận pháp, bên trong có giới thiệu về Tinh Nguyệt Thiên Sát đại trận. Bạch Oánh khẽ gật đầu nói. Không nghĩ tới Quỷ Tiên Tử cũng biết về Tinh Nguyệt Thiên Sát đại trận, không biết có hiểu biện pháp phá trận hay không? Lữ Chính Cường hỏi, giờ phút này Công Tôn Hóa Nhai, Đồng Quy Tinh, Gia Cát Tây Phong đều nhìn qua Bạch Oánh, những người ở đây cũng không mấy người biết về trận pháp, mặc dù có biết cũng không biết phương pháp phá trận, đây là Huyền Thiên Môn lưu lại chỗ dựa cuối cùng, chỉ là bọn họ sao có thể dễ dàng xử lý. Không biết chư vị có nghe qua về Thiên Lang phá nguyệt? Bạch Oánh hỏi,
Thiên Lang phá nguyệt, 1.008 năm mới phát sinh một lần. Lữ Chính Cường nhìn lên bầu trời, đột nhiên biến sắc, bấm ngón tay tính toán, nói. 7 ngày sau hẳn là thời kỳ Thiên Lang phá nguyệt, tới lúc đó tinh nguyệt bị Thiên Lang tinh cắn nuốt, tinh nguyệt thiên sát đại trận tự phá, trời giúp a. Trong thông đạo không gian u tối, Lục Lâm Thiên cảm giác đã trải qua vài giờ, đột nhiên phía trước dần dần vỡ ra một cửa động, ban đầu chỉ nhỏ như nắm tay, nhưng khi lực cản không gian ngày càng nhỏ, sát khí càng nồng nặc, chỉ chốc lát cửa động đã biến thành đường kính chừng nửa thước. Siêu siêu, cửa động càng lúc càng lớn, đi tới gần mới biết được đây là một mảnh không gian ba văn màu trắng, thân hình Lục Lâm Thiên vừa động nháy mắt liền chui ra khỏi không gian ba văn kia. Ngay khi hắn vừa chui ra khỏi nơi đó, liền dừng lại trên một đỉnh núi, nơi này một mảnh u tối, tựa như gặp phải mưa dầm giữa ban ngày, lúc này mới phát hiện nơi đây là một mảnh sơn mạch khe núi khổng lồ hơn vạn dặm, bên ngoài sơn cốc thương tang u ám, tựa hồ là nơi hoang dã chưa từng có dấu chân người. Ở trong sơn cốc xương trắng dày đặc, sát khí lan tràn ngập trời, từ xa nhìn lại là một mảnh xương trắng khô lâu, làm cho người ta có cảm giác dựng đứng tóc gáy. Bị cỗ sát khí quanh quẩn khiến linh hồn người cũng cảm giác luống cuống. Bạch Linh, Thiên Độc Yêu Long cùng Huyết Mị đều đi tới bên cạnh Lục Lâm Thiên, nhìn chằm chằm về phía trước, mà ánh mắt Bạch Linh cùng Thiên Độc Yêu Long đều có biến hóa. Nơi này xương trắng như núi, có hài cốt yêu thú, cũng có hài cốt nhân loại, Lục Lâm Thiên có thể tưởng tượng ra được có thể tạo thành núi xương thế này, ngày xưa nhất định đã trải qua đại chiến dị thường kịch liệt, vì vậy cả vạn dặm không có ngọn cỏ, sát khí kinh người. Chỉ sợ người tới nơi đây sẽ bị sát khí ảnh hưởng, dù là lúc này Lục Lâm Thiên cũng có cảm giác linh hồn mình bắt đầu luống cuống. Lão đại, đó là cái gì? Tiểu Long nhìn xuống ngọn núi bên dưới sơn cốc. Lục Lâm Thiên nhìn xuống, trong đống xương trắng đột ngột mọc lên một ngọn núi khổng lồ, ngọn núi xuyên lên bầu trời, từ xa nhìn lại giống như thương long ngẩng đầu rít gào, chân khí của ngọn núi kia thật sự làm ra đầu người run lên lẫn sợ hãi. Đó là... Lục Lâm Thiên cẩn thận quan sát, sắc mặt nhất thời biến đổi, ngọn núi khổng lồ lại không bình thường, đó là một kiến trúc lớn như núi, xa xa nhìn lại giống như kim tự tháp, mặc dù yên tĩnh không tiếng động nhưng Lục Lâm Thiên biết không gian phong bạo cùng sát khí thao thiên đủ chứng minh nơi này không phải vùng đất lành, nếu mình không cẩn thận chỉ sợ phải đem mạng nhỏ bỏ lại nơi quỷ dị này. Huyết Mị, người có quen thuộc nơi này hay không? Lục Lâm Thiên hỏi. Chủ nhân, nơi này quá kinh khủng. Huyết Mị hít sâu một hơi, tựa hồ còn sợ hãi, nói. Chủ nhân, bên trong những hài cốt kia còn lưu không ít năng lượng tàn hồn, không có bất kỳ yêu thú linh thú dám tới gần, ban đầu ta muốn tới rình một phen nhưng thiếu chút nữa cũng không chạy thoát. Tàn hồn năng lượng thể. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, số lượng hài cốt ở nơi đó chỉ sợ phải trên 10 vạn trăm vạn, sát khí ngập trời, hơn nữa không gian bị phong ấn, trải qua mấy ngàn năm có được năng lượng tàn hồn cũng không kỳ quái. Ban đầu bên trong mật địa của Vân Dương Tông hắn cũng từng gặp qua năng lượng tàn hồn như vậy. Huyết Mị, bên trong còn có yêu thú cùng linh thú không? Lục Lâm Thiên hỏi. Ân, nhưng không ở trong này, không có yêu thú hay linh thú dám tới gần đây, trước kia có không ít linh thú yêu thú muốn vào, kết quả đều bị tử vong. Huyết Mị nói. Chúng ta đi vào, cẩn thận một chút. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, nhìn xương trắng chồng chất như núi. Muốn đi tới kiến trúc nguy nga kia, đầu tiên phải đi qua khu vực hài cốt mới được. Cẩn thận! Bạch Linh nhìn chằm chằm phía trước, quanh thân hiện lên quang quyển hộ thân, chính nàng cũng phải cẩn thận đề phòng. Trên người Lục Lâm Thiên mặc thanh linh khải giáp, chân khí run lên, chậm rãi lăng không tiến về phía trước, theo hắn phỏng chừng kiến trúc kia chỉ sợ có chút bất phàm. Mọi người đều đề cao cảnh giác, vào thời khắc này mọi người vừa đặt chân lên bầu trời khu vực hài cốt. Một cỗ sát khí vô hình lập tức bao phủ tới, linh hồn bọn họ đều bị ức chế. Sát khí quá mạnh mẽ, có thể ảnh hưởng linh hồn, bảo vệ tâm thần đừng để sát khí xâm nhập. Bạch Linh nói, sát khí quá nồng, mẹ nó, đây là địa phương quỷ quái gì? Quanh thân Thiên Độc Yêu Long quanh quẩn hắc mang, sắc mặt đỏ lên, bị sát khí ảnh hưởng khiến hai mắt hắn đều ửng đỏ. Sát khí do trăm vạn hài cốt sinh ra, tự nhiên không tầm thường. Lục Lâm Thiên nói, trong lòng hắn cực kỳ ngưng trọng, linh hồn luống cuống, ảnh hưởng thật không nhỏ, cỗ sát khí kia tựa hồ có thể ăn mòn linh hồn của hắn. Suy suy, ngay khi lời của Lục Lâm Thiên vừa dứt, trong tích tắc khu vực hài cốt có biến hóa, hài cốt chồng chất như núi giống như đang mấp máy, kéo theo một cỗ không gian ba văn nhộn nhạo tản ra.
Chủ nhân, có tàn hồn năng lượng thể, cẩn thận. Huyết mị khẽ quát một tiếng, bàn tay trống rỗng đảo qua, một mảnh huyết quang tràn ngập, ngay lập tức liền xuất hiện một đoàn vũ khí u tối cỡ bàn tay, vũ khí thu liễm trong huyết quang, hóa thành hình người, tựa như hồn anh, một cỗ năng lượng tinh thuần bắt đầu khuếch tán. Phanh! Huyết quang trong tay huyết mị uốn éo, nhất thời đem đoàn năng lượng tàn hồn bóp nát trong tay, hóa thành khí thể u tối tiêu tán trong không gian. Suy! Cùng một thời gian, Thiên Độc Yêu Long cùng Bạch Linh đồng thời có động tác, hai tay biến hóa thủ ấn, trong tay xuất hiện hắc mang cùng bạch mang, trong hào quang xuất hiện khí thể u tối, một đạo năng lượng thể dữ tợn xuất hiện, đang không ngừng phản kháng. Phanh phanh! Bạch Linh vung tay, năng lượng thể nhất thời vỡ nát, ánh mắt nàng cực kỳ ngưng trọng, nói. Đúng là phiền phức, đây là tàn hồn năng lượng thể, thực lực chỉ có trình tự vũ sư mà thôi, nhưng không thể đánh chết, chỉ có thể chấn vỡ, nhưng sẽ lập tức ngưng tụ lại, muốn hoàn toàn diệt trừ thật không ít thời gian. Suy suy! Bạch Linh vừa dứt lời, không gian mấp máy, hơn 10 đạo khí thể u tối giống hình thành bọt khí, bên trong như có thứ gì dữ tợn đang nhe răng nhếch miệng, nháy mắt lao thẳng về hướng mọi người. Phá! Tiểu Long quát một tiếng, trong miệng phun ra kim sắc hỏa diễm, nháy mắt khuếch tán chung quanh, kim sắc hỏa diễm lan tràn, hơn 10 đạo bọt khí nhất thời sợ hãi, lập tức bị hỏa diễm thổi quét tới, không gian bị thiêu hủy thành xích hồng sắc, năng lượng dữ tợn lập tức bị thiêu thành cho tàn, cũng không phải bị đánh tan mà là bị trực tiếp thiêu cháy bốc hơi. Cũng không khó diệt trừ thôi. Đôi mắt Tiểu Long đắc ý xoay chuyển, nhưng vừa dứt lời ánh mắt ngẩn ra, chỉ thấy chung quanh xuất hiện hơn vạn tàn hồn, sương mù u tối bao phủ không trung. Trống rỗng xuất hiện, sát khí ngập trời. Nhiều như vậy. Sắc mặt Lục Lâm Thiên trầm xuống, thực lực chỉnh thể của tàn hồn chỉ tới vũ sư, nhưng nhiều như vậy cũng đủ làm người sợ hãi. Suy suy. Nhưng lúc này những tàn hồn thể kia không công kích, ngược lại rậm rạp gia tăng, đồng thời quỷ dị trùng điệp trồng chất như dung hợp cùng nhau, cả không gian đều run rẩy lên. Chủ nhân, chúng ta phiền toái, nhóm tàn hồn thể này còn dễ đối phó. Kinh khủng nhất chính là nếu chúng dung hợp lẫn nhau, tới lúc đó thực lực mới khủng bố, lúc trước khi ta còn ở lục giai hậu kỳ, thiếu chút nữa không thể đào thoát ra ngoài. Huyết mị nhìn thấy năng lượng tàn hồn đầy trời đang dung hợp, nhất thời sợ hãi, lúc trước nàng từng xông qua nơi này, cuối cùng tổn thất không ít công phong lục giai mới thoát thân, nghĩ lại một màn mạo hiểm ngày trước, trong lòng còn rùng mình. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, nói, đám tàn hồn thể kia không phải đang dung hợp, chỉ sợ là đang cắn nuốt lẫn nhau. Hô hô! Vào thời khắc này, tàn hồn thể ngưng tụ, không gian nháy mắt vặn vẹo kịch liệt, sát khí thao thiên vô cùng khủng bố. Trong không gian đột ngột xuất hiện một thân ảnh dữ tợn khổng lồ cao chừng 300 thước, một cỗ chân khí kinh khủng khuếch tán, còn mang theo cỗ uy áp thật lớn khiến linh hồn người rung động. Ô! Thân hình dữ tợn khổng lồ rít gào một tiếng, tựa như ác quỷ hung hãn, cua mạnh tứ chi, nhe răng nhếch miệng. Quanh thân tràn ngập năng lượng cuồng bạo, tuy không có linh trí nhưng chân khí cực kỳ mạnh mẽ. Tàn hồn năng lượng thể này rất kỳ quái, nhưng chân khí chỉ sợ tới trình tự vũ vương nhất trọng rồi. Bạch Linh nói, nó thật sự có chút kỳ lạ. Lục Lâm Thiên nói, trong trăm vạn hài cốt có tàn hồn linh giả, cũng có võ giả, hai loại tàn hồn dung hợp còn có năng lượng lưu lại khi còn sống, hỗn hợp lại chẳng khác gì linh vũ cùng dung hợp. Giờ phút này linh hồn thể dữ tợn kia nhìn chằm chằm vào nhóm người, ánh mắt tràn ngập sát khí hung ác bạo ngược, Lục Lâm Thiên cảm nhận được cỗ năng lượng ba động cường hãn, loại ba động này dị thường mạnh mẽ, đặc biệt là hung sát khí làm người cực kỳ khó chịu. Ô! Giữa không trung, tàn hồn thể nháy mắt lao thẳng tới, mang theo sát khí hung hãn, tựa hồ như tạo ra âm thanh quỷ khóc thần hào. Ta tới thử xem. Huyết mị khẽ quát một tiếng, đôi mắt nhìn tàn hồn thể. Bàn tay chậm rãi nâng lên, sau đó đột nhiên nắm chặt, một tia năng lượng huyết quang khuếch tán. Suy suy, năng lượng huyết quang va chạm vào người tàn hồn thể, vang lên thanh âm trầm đục, lực lượng cuồng bạo nhanh chóng lan tràn. Đặng đặng, thân hình huyết mị lảo đảo bật lui mấy bước, mọi người liền nhìn chằm chằm vào quang đoàn phía trước, sắc mặt thay đổi, bởi vì tàn hồn thể đang cắn nuốt năng lượng huyết quang mà huyết mị vừa đánh trúng người nó. Năng lượng thể thật quỷ dị. Thiên Độc Yêu Long kinh ngạc nói. Để ta ra tay. Ánh mắt Bạch Linh trầm xuống, yêu nguyên bàng bạc tràn ra, muốn xuất thủ. Không thể, năng lượng thể kia thật quỷ dị. Lục Lâm Thiên kéo Bạch Linh, khi hắn còn ở mật địa Vân Dương Tông,
linh hồn thể trong đại trận thượng cổ có tác dụng thật quỷ dị, có thể cắn nuốt hấp thu lực công kích của đối thủ lớn mạnh năng lượng của chính mình. Mặc dù năng lượng thể khó đối phó, nhưng ta có biện pháp giải quyết nó. Ánh mắt Bạch Linh chợt lóe, cũng dừng tay lại nói. Giúp ta hộ pháp, để ta đối phó nó. Lục Lâm Thiên nhếch môi cười, năng lượng thể kia tựa hồ thích hợp với hắn. Ngươi được không, thực lực của nó không kém, ta cảm giác nó có thể so với Vũ Vương nhất trọng. Ánh mắt Thiên Độc Yêu Long híp lại, nhìn chăm chú Lục Lâm Thiên nói. Hẳn là không thành vấn đề. Lục Lâm Thiên vuốt mũi, năng lượng thể cường hãn như vậy, nếu hắn cắn nuốt không biết có bị chướng chết hay không, nhưng nếu bỏ qua thật sự lãng phí, muốn tìm được năng lượng thể cung cấp mình đột phá cũng không phải chuyện dễ dàng. Ô, năng lượng thể vừa cắn nuốt một kích của huyết mị, chiếm được ưu đãi, lúc này nhìn nhóm người Lục Lâm Thiên ô ô gầm lên một tiếng, nháy mắt lao thẳng tới, bộ dáng dữ tợn, tứ chi huy động mang theo hung sát khí vô cùng cường hãn. Tiểu Long, người cũng lùi ra phía sau. Lục Lâm Thiên nói, thủ ấn trên tay biến hóa, chân khí chợt lóe, hai tay đẩy ra một đạo chân khí lốc xoáy, một cỗ lực lượng quỷ dị bay ra. Nhìn xem ngươi có thể cắn nuốt ta hay không. Ô, trong tay năng lượng thể xuất hiện hung sát quang trụ, trực tiếp đập thẳng về hướng Lục Lâm Thiên, khí thế hung hãn ngập trời, hài cốt bên dưới không ngừng dục dịch, chỉ chốc lát sát khí đã dày đặc như thực chất. Hừ, ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, cắn chặt răng, năng lượng thể này quá mức khổng lồ, chẳng khác gì một tòa núi lớn, chỉ sợ bản thân hắn cũng phải nếm khổ, bàn tay vung lên, lốc xoáy bạo lướt, xốc lên không gian ba văn. Quang trụ của năng lượng thể cuồng bạo nháy mắt đã xuyên vào trong lốc xoáy. Hai cỗ lực lượng va chạm lẫn nhau, lại có cảm giác trở nên yên lặng không chút động tĩnh. Ngay lúc này Lục Lâm Thiên cảm giác có một cỗ lực cắn nuốt tràn ra, tựa hồ muốn cắn nuốt sạch chân khí của hắn. Âm dương linh vũ quyết, thôn phệ. Lục Lâm Thiên quát một tiếng, thân sắc trầm xuống, trong tay vận chuyển âm dương linh vũ quyết. Hai lực cắn nuốt va chạm lẫn nhau, trên bầu trời đột nhiên bắn ra quang mang chói mắt. Tựa như hai long quyển phong bạo đang đụng chạm, không gian ba văn trực tiếp tan vỡ. Tàn hồn năng lượng thể thật mạnh. Hai cỗ lực lượng đụng chạm lẫn nhau, trong lòng Lục Lâm Thiên nhất thời trầm xuống, thực lực năng lượng thể kia mạnh hơn tưởng tượng của hắn, khó trách huyết mị cũng không dám xông vào khu vực hài cốt này. Mau lui lại. Lục Lâm Thiên quát, chỉ sợ lúc mình muốn cắn nuốt nó, chính nó cũng cắn nuốt chân khí của mình. Thủ ấn biến hóa, Lục Lâm Thiên lăng không đứng thẳng. Hoàng mang bao phủ thanh linh khải giáp, lốc xoáy gắt gao bám vào năng lượng thể, đối kháng cắn nuốt, mà bản thân hắn vẫn rơi vào hạ phong. Ô, năng lượng thể cũng cảm giác được Lục Lâm Thiên quỷ dị, rít gào một tiếng, hung sát khí lan tràn, toàn bộ hài cốt nhất thời giống như sống lại. Suy, thân hình Lục Lâm Thiên bị năng lượng thể gắt gao giữ chặt, khí xoáy chợt lóe, hắn toàn lực thối lui, nháy mắt đã rơi xuống đỉnh núi vừa rồi đã đứng. Suy suy. Cùng một thời gian, đoàn năng lượng thể nháy mắt chợt lóe hung quang, tựa hồ cảm giác không thể cắn nuốt chân khí của Lục Lâm Thiên, lập tức hóa thành một mảnh hào quang bụi mông mông dày đặc chui vào trong lốc xoáy của Lục Lâm Thiên. Thân hình khổng lồ cao vài trăm thước giờ phút này hóa thành một khối quang đoàn năng lượng thật lớn, nhất thời nương vào lực cắn nuốt của Lục Lâm Thiên, trực tiếp tiến vào trong cơ thể của hắn. Không xong. Trong lòng Lục Lâm Thiên nhất thời cảm thấy không hay. Đoàn năng lượng hung sát nháy mắt lao vào cơ thể hắn, trực tiếp lao thẳng tới đại não của hắn, một cỗ linh hồn lực lượng bàng bạc hung ác công kích thẳng vào đầu hắn. Tàn hồn lực. Trong lòng Lục Lâm Thiên nháy mắt trầm xuống, tàn hồn năng lượng thể này khác hẳn năng lượng thể trong mật địa Vân Dương Tông, đoàn năng lượng trong mật địa không có linh hồn lực tồn tại, linh trí còn chưa mở ra, chỉ có linh trí mơ hồ theo bản năng mà thôi. Tàn hồn năng lượng thể cũng do tàn hồn ngưng tụ mà thành, có được linh hồn lực cường hãn. Mặc dù là tàn hồn, chỉ lưu lại chút ý thức nông cạn khi còn sống, nhưng lúc này tiến vào trong cơ thể của hắn, trực tiếp xâm nhập đại não, dựa vào trực giác của bản năng muốn đoạt xá thân thể hắn. Muốn đoạt xá sao? Lục Lâm Thiên kinh ngạc, không nghĩ tới năng lượng tàn hồn còn có biến hóa bậc này, tâm niệm vừa động, hắn chợt đoán ra tàn hồn năng lượng thể kia nhiều ít còn lưu lại ý thức khi còn sống, chỉ là bản năng đoạt xá, tụ tập tàn hồn bàng bạc, chỉ nói từ linh hồn lực chỉ sợ không thua linh vương nhất trọng. Sau thoáng kinh ngạc, khóe môi Lục Lâm Thiên hiện lên độ cong băng xương, hiện tại bị linh vương đoạt xá hắn cũng không lo lắng, huống chi là tàn hồn, thực tế chỉ là trực tiếp phá hủy linh hồn lực người bị đoạt xá, để tàn hồn lưu lại mà thôi,
tới lúc đó người bị đoạt xá sẽ biến thành cỗ máy giết người hung ác bạo ngược như cái xác không hồn. Ca ca. Hết thảy như trong tưởng tượng của Lục Lâm Thiên, khi tàn hồn năng lượng tiến vào trong đầu hắn, không cần Lục Lâm Thiên khống chế, kim sắc tiểu đao nháy mắt xoay tròn, một mảnh kim sắc đao mang bắn ra, trực tiếp đem tàn hồn năng lượng chém thành mảnh nhỏ. Mảnh nhỏ tàn hồn năng lượng lập tức bị kim sắc tiểu đao không chút khách khí cắn nuốt, còn lại một ít lại bị hồn đan cấp tốc xoay tròn cắn nuốt, Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được linh hồn lực của mình đang chậm rãi tăng cường. Tất cả chuyện này chỉ xảy ra trong nháy mắt, linh hồn năng lượng tương đương linh vương nhất trọng phút chốc biến mất vô ảnh vô tung, mà năng lượng bàng bạc trong cơ thể Lục Lâm Thiên biến thành vô chủ, nhất thời đấu đá lung tung trong người hắn. Cảm giác biến hóa trong cơ thể, dù gặp phải cự lực đập vào nhưng Lục Lâm Thiên lại lộ ra ý cười, cái gì gọi là cơ duyên, đây chính là. Không nghĩ tới năng lượng thể kia lại trực tiếp tự dâng lên cho mình, tàn hồn năng lượng thể đối với người khác là điều cực kỳ phiền toái, nhưng đối với hắn mà nói chính là cơ duyên, là nhu phẩm hắn cần thiết nhất để đột phá, đối với âm dương linh vũ quyết, đó chính là vật đại bổ. Thủ ấn biến hóa, Lục Lâm Thiên lập tức khoanh chân ngồi xuống đỉnh núi, vận chuyển âm dương linh vũ quyết, chỉ nháy mắt năng lượng vận chuyển một vòng trong kinh mạch, hóa thành chân khí tinh thuần tiến vào đan điền khí hải. Linh lực sinh ra, ước chừng có một nửa năng lượng hóa thành linh lực tiến vào đại não. Gì, lại có thể luyện hóa. Mấy người Bạch Linh đã sớm thối lui về đỉnh núi, nhìn chằm chằm Lục Lâm Thiên, Thiên Độc Yêu Long kinh ngạc hô. Chúng ta giúp hắn hộ pháp, chờ hắn luyện hóa xong hãy đi cũng không muộn. Bạch Linh nói, thời gian chậm rãi trôi qua, chuyện xảy ra nơi này không ai hay biết, mà giờ khắc này bên trong đoạn thiên sơn mạch, mọi người đang chờ đợi. Chờ đợi ngày thiên lang phá nhật. Toàn bộ thế lực đang chờ đợi đi vào huyền thiên bí cảnh, ai cũng biết nếu đạt được bảo tàng của huyền thiên môn lưu lại, thế lực bổn môn xác định lớn mạnh, suốt 7.000 năm huyền thiên môn có thể đối kháng tử chiến với nhất tông nhất trang nhất môn nhất giáo. Những gì lưu lại tuyệt đối là khả quan, nếu có thể lấy được, có lẽ phát triển ra thêm một sơn môn như huyền thiên môn cũng không phải không thể nào. Trên một ngọn núi, bốn đại sơn môn, phi linh môn, Ma Tâm Cốc đang đặt chân ở nơi này, Lữ Chính Cường, Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai sắc mặt suy tư, trong vùng núi nơi đây nơi nơi cất giấu không ít chân khí, lấy thực lực của họ đều biết rõ, suốt mấy ngày nay có không ít cường giả tán tu thậm chí là tiểu thế lực tiến đến. Bọn họ cũng không quá để ý những người kia, làm họ để ý chính là Tam Tông Tứ Môn cùng Ma Vân Thành Tứ Các Tứ Đảo trên Linh Vũ Đại Lục, mặc dù những người này không ra mặt, nhưng họ làm sao không biết. Người của những môn phái kia chỉ sợ đã xen lẫn bên trong, bất kể là thế lực nào chắc chắn sẽ không cho phép bốn đại sơn môn thuận lợi lấy được bảo tàng của huyền thiên bí cảnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, tối hôm sau trăng sáng dâng lên, cả núi non liền có dị tượng, các cường giả đều rõ ràng nhìn thấy thiên lang tinh bắt đầu di chuyển.